Diệp tiên sinh, đây là cậu không biết rồi, bởi vì ba người này là kẻ điên. Kẻ điên giống như bo mồ. Diệp tiên sinh biết Trần Thiên Kiều không? Trần Thiên Kiều tung hoành cả đời bất khả chiến bại. Lần duy nhất lão ta thua là Lý Nhị Gia và Hắc Bạch Vô Thường. Cuối cùng Trần Thiên Kiều phải quỳ xuống xin tha, bọn họ mới suy nghĩ tha cho một con đường sống, nhưng tất cả tay chân của lão ta đều bị phế bỏ. Tiêu Quốc Phổ sợ hãi hít một hơi lạnh. Đặc biệt Hắc Bạch Vô Thường này càng là người làm nghề sát sinh. Hai tên này khi mới 10 tuổi đã giết toàn bộ cô nhi viện, về sau còn tàn nhẫn hơn, số người chết trong tay bọn họ nhiều vô kể. Nghe nói bọn họ ăn thịt người, uống máu người, đó là Đại Ma Vương. Diệp Quân Lâm bật cười. Trên chiến trường loại kẻ điên nào mà chưa từng thấy qua. Ở nhiều nơi, có những Đại Ma Vương tàn sát hàng trăm nghìn người trong thành phố. Không phải cũng đã bị anh trà đạp dưới chân cả sao? Diệp tiên sinh, cậu cẩn thận một chút, bọn họ nhắm vào cậu mà đến. Tiêu Quốc Phổ nói. Ừ, nếu bọn họ đến Tô Hàng, vậy thì hãy ở lại đây đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Tiêu Quốc Phổ sửng sốt. Người này quá tự cao rồi. Để Lý Nhị Gia và Hắc Bạch Vô Thường ở lại. Ông ta cảm thấy không thực tế. Nhưng cũng không biết nói gì. Nhiều người dần biết về việc Lý Nhị Gia mang Hắc Bạch Vô Thường đến Tô Hàng. Mọi người bắt đầu lảng tránh. Vẫn còn một số gia tộc có thực lực sẵn sàng chào đón bọn họ. Nhìn tư thế này, Lý Nhị Gia không chỉ muốn báo thù, sau này còn phát triển ở Tô Hàng. Nhanh chóng tham gia đội, sau này sẽ có chỗ tốt. Đám người Lý Thiên Hạo đang ở bệnh viện. Khi họ biết Lý Nhị Gia sẽ đến, bọn họ vừa sợ vừa vui mừng. Lý Nhị Gia đến đây. Sau này hơn một nửa Tô Hàng sẽ thuộc về nhà họ Lý. Bọn họ cũng phải đi theo. Nhưng bọn họ cũng sợ, nếu Lý Nhị Gia trách tội, bọn họ không kham nổi. Nếu Lý Vương Long có thể tỉnh lại trước khi Lý Nhị Gia đến thì tốt rồi. Lý Tùng Khuê thở dài. Nghe xong lời này, bác sĩ ở bên cạnh không khỏi nói, thật ra tôi có một biện pháp. Biện pháp gì? Bác sĩ nói mau, chỉ cần có thể làm được, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu. Tinh thần Lý Thiên Hạo trở nên phấn chấn. Bác sĩ nói, trên thực tế, tình trạng của bệnh nhân này có thể điều trị bởi một chuyên gia lớn. Có lẽ ông ấy có thể đánh thức bệnh nhân, xác suất rất cao. Có thật không? Ánh mắt đám người Lý Thiên Hạo tràn đầy hy vọng. Thật, chắc chắn ông ấy là đệ nhất của Hoa Hạ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tôi nghe nói ngày mai ông ấy sẽ rời khỏi Tô Hàng. Bác sĩ nói. Bác sĩ. Ý của ông là Tần tiên sinh Tần Bắc Sơn. Lý Văn Phi hỏi. Ừ, ngoài ông ấy ra còn có ai hai? Bác sĩ gật đầu. Lý Thiên Hạo buồn bực, nhưng tôi nghe nói Tần Bắc Sơn không còn khám bệnh ở bệnh viện số 1 nữa, nếu mà đi mời thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Cứ thử đi, ngày mai Lý Nhị Gia đến rồi. Tất cả nhà họ Lý nói. Ngay lập tức, đám người Lý Thiên Hạo đến biệt thự ở Thanh Long, muốn mời Tần Bắc Sơn ra tay. Kết quả là bị từ chối. Sau khi thất bại, đám người Lý Thiên Hạo vẫn luôn nghĩ cách. Trong nháy mắt đã là ngày hôm sau. Một đoàn ô tô xuất hiện ở Tô Hàng. Phía sau mấy chiếc xe, hàng chục người mặc đồ đen bước xuống, đứng hai bên. Đi đầu là Ron Roy, lão cao ngồi ở ghế phụ nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Lý Nhị Gia. Lý Nhị Gia mặc một bộ đồ thời đường màu đen, cầm một chiếc nạng đầu rồng. Ông ta liếc nhìn với một khí thế rộng lớn. Đi bộ đến một chiếc ô tô màu đen phía sau. Trong xe có một luồng hơi lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy, như thể sắp lật. Các người ở trong xe, không có lệnh của tôi thì không được xuống xe. Sau khi Lý Nhị Gia ra lệnh, chiếc xe im bặt. Ngay cả lão Cao cũng rùng mình. Bởi vì hai kẻ sát nhân trong chiếc xe này là Hắc Bạch Vô Thường. Nếu hai người này được phép xuất hiện trên phố, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, lão Cao đưa Lý Nhị Gia vào bệnh viện. Đến phòng của Lý Vương Long. Phích, Lý Thiên Hạo và tất cả các thành viên trong nhà họ Lý đều quỳ xuống trước mặt Lý Nhị Gia. Nhị Gia là chúng tôi bắt tài. Chúng tôi đã không bảo vệ được Lý tiên sinh. Là lỗi của chúng tôi, ngài hãy trừng phạt chúng tôi. Lý Thiên Hạo khóc nói. Sau khi quét một vòng, Lý Nhị Gia lạnh lùng nói, đứng dậy đi, không liên quan đến các người. Mấy người đó không đơn giản, nếu không Cuông Nhi và Vương Tôn sẽ không rơi vào tay cậu ta. Lý Thiên Hạo nhỏ giọng nói, Nhị Gia, tôi không dám.
Dù gì Diệp Quân Lâm cũng cháu rể của tôi không giáo dục tốt. Tôi cũng không ngờ cậu ta có thể đánh như thế này. Tôi bảo các người đứng dậy. Lý Nhị Gia đột nhiên cao giọng. Cả nhà Lý Thiên Hạo đều kinh ngạc. Tất cả đều đứng dậy. Không dám nói nữa. Lý Nhị Gia bắt đầu nhìn Lý Vương Long. Bác sĩ nói như thế nào? Lý Nhị Gia hỏi. Tình trạng không tốt lắm, tạm thời chưa tỉnh lại được, có thể trở thành người thực vật. Lý Thiên Hạo nói. Vẻ mặt Lý Nhị Gia bi thương. Nhưng vẫn còn có cách, Tần Bắc Sơn ở Tô Hàng, ông ấy là chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này. Tối hôm qua chúng tôi đến mời ông ấy, nhưng bị từ chối. Hôm nay ông ấy có chuyên bay, 2 tiếng nữa sẽ cất cánh. Nghe vậy, trong mắt Lý Nhị Gia lóe lên một tia lạnh lùng, Tiểu Cao, đi đưa Tần Bắc Sơn đến đây. Không được để ông ta lên máy bay. Lý Thiên Hạo lại nói, tuy nhiên Nhị Gia cũng không có hy vọng lắm. Bởi vì quy định của Tần Bắc Sơn là không cho phép tư nhân mời. Trước đây, tướng quân Trần Thiên Kiều của Tô Hàng đã bắt ông ấy về, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Hai mắt Lý Nhị Gia tràn đầy tức giận, rồng lên, tôi có thể so với Trần Thiên Kiều. Tôi có thể mời những người mà lão ta có thể mời. Tôi vẫn có thể mời những người mà lão ta không mời được. Mau đưa Tần Bắc Sơn về cho tôi nhất định phải chữa trị cho cháu trai của tôi. Lão Cao gật đầu, đã hiểu, Nhị Gia, trên đời này không có người mà ngài không mời được. Ha ha, không nể mặt tôi, thì chính là không nể mặt Diêm Vương. Lý Nhị Gia lạnh lùng nói. Đám người Lý Thiên Hạo đứng cạnh Lý Nhị Gia đều cảm thấy rùng mình. Khí thế của Lý Nhị Gia quá mạnh. Chỉ cần ông ta nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè. Chỉ là lần này, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó Lão Cao đi bắt Tần Bắc Sơn. Đám người Lý Văn Hải thêm mắm dặm muối nói, thưa Nhị Gia, mọi chuyện đều là do Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm sai, bọn họ thế quen biết Lão Cửu, Tam Gia, muốn làm gì thì làm. Ngay cả nhà họ Lý ở tỉnh thành cũng không để trong mắt. Hừ, Diệp Quân Lâm, tốt lắm, lần này tôi tới đây giải quyết chuyện này, cho dù thân phận của bọn họ thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, sau này tôi sẽ định cư ở Tô Hàng. Ý tưởng của tôi rất đơn giản. Sau này ở Tô Hàng, chỉ cần nghe đến cái tên nhà họ Lý, đều sẽ sợ chết khiếp. Lý Nhị Gia hồng hách nói. Điều này khiến đám người Lý Thiên Hạo vô cùng kích động. Ngày chờ mình cuối cùng đã đến. Ngay cả khi họ bắt tài, chỉ cần họ Lý là đủ. Sau này thiên hạ Tô Hàng này sẽ là của Lý Nhị rồi, dù sao, Trần Thiên Kiều, Thảm Mặc Sơn và phòng thương mại Tô Hàng đều đã thất thủ. Ai có thể là đối thủ của Lý Nhị Gia? Trong một thời gian, trong đầu Lý Thiên Hạo đã vạch ra một bản thiết kế lớn. Bên cạnh đó, Lão Cao đã dẫn theo một nhóm người vội vã đến sân bay. Lúc này, Diệp Quân Lâm đích thân lái xe đưa Tần Bắc Sơn và trợ lý đến sân bay. Ban đầu, Diệp Quân Lâm định đưa Tần Bắc Sơn quay lại Yến Kinh bằng máy bay quân sự. Nhưng ông ấy đã từ chối. Đây chính là Tần Bắc Sơn. Một bác sĩ bình thường với một tâm hồn tuyệt vời. Diệp Quân Lâm rời đi sau khi thấy cả hai vào sân bay. Chỉ là sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, một chiếc xe minibus đã nhanh chóng dừng lại ở đây. Lão Cao dẫn theo mười mấy người vội vã đi thẳng vào sân bay. Lúc này, Tần Bắc Sơn cùng trợ lý mới lấy được thẻ lên máy bay, đi tới cửa kiểm tra an ninh. Nhưng đột nhiên có hơn chục người xuất hiện trước mặt họ. Tần Bắc Sơn tiên sinh, mời ông đi cùng chúng tôi. Lão Cao làm việc sạch sẽ sắc bén. Tần Bắc Sơn hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Khi cả hai phản ứng lại, bọn họ đã ở trên xe. Bị, Lão Cao ra lệnh, chiếc xe rời đi. Đến bệnh viện, Tần Bắc Sơn và trợ lý bị cưỡng ép đưa về phòng bệnh. Khi nhìn thấy Tần Bắc Sơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng Lý Nhị Gia lại khinh thường, cười lạnh nói đây ghét nhất bọn học giả, đạo đức giả các người. Tần Bắc Sơn cười nói, vậy tại sao ông còn muốn tôi tới? Bởi vì tôi tìm ông chữa bệnh, đó là giá trị sử dụng của ông. Lý Nhị Gia chỉ vào Lý Vương Long, lạnh lùng nói, mau chữa bệnh cho cháu trai tôi. Sau khi nó khỏi bệnh, tôi sẽ cho ông 1 tỷ tệ. Nếu chữa không được, ông có thể chọn tay hoặc chân sẽ như thế này. Tần Bắc Sơn sững sờ trước sự hồng hách của Lý Nhị Gia. Trước đây, Trần Thiên Kiều cũng là ông lớn một phương, nhưng vẫn sẽ tôn trọng ông.
Người trước mặt ông này hồng hách không coi ai ra gì, vô cùng hồng hách. Giống một kẻ điên. Tôi không chữa, ông có quy tắc của ông, tôi cũng có quy tắc của tôi. Tần Bắc Sơn đối chọi gay gắt. Tôi đã nói mà, cái bọn học giả các người chẳng là thứ đồ tốt gì. Không phải chăm sóc người bị thương là trách nhiệm của bác sĩ hả? Tại sao lại không chữa? Y đức của ông đâu? Lý Nhị Gia cười lạnh liên tục. Ha ha, ông không có đạo đức bắt cóc tôi sẽ không chữa. Thái độ của Tần Bắc vô cùng kiên quyết. Lý Nhị Gia cười nói, tôi có rất nhiều cách để trị ông. Tiểu Cao. Lão Cao hiểu ngay. Bịch. Lão Cao đá trợ lý của Tần Bắc Sơn quỳ xuống. Hự. Trợ lý kêu lên một tiếng đau đớn. Các người đang làm gì? Tần Bắc Sơn có mấy phần sốt ruột. Nếu ông không trị, tôi sẽ phế cậu ta. Vừa nói, Lão Cao vừa dẫm lên mắt cá chân của trợ lý hét lên như lợn bị chọc tiết. Nhìn thấy thế, đám người Lý Thiên Hạo đều kinh ngạc. Lý Nhị Gia quá hồng hách, quá thô lỗ. Dùng vũ lực giải quyết mọi thứ. Tần Bắc Sơn không còn cách nào khác đành phải gật đầu, được, tôi chữa. Đồng ý sớm thì đã không sao rồi. Lý Nhị Gia cười đắc thắng. Ông ta có rất nhiều cách để đối phó với Tần Bắc Sơn. Tàn nhẫn nhất chính là ném Tần Bắc Sơn và trợ lý của ông cho Hắc Bạch Vô Thường. Tính toán không tới 30 giây, Tần Bắc Sơn sẽ phải đồng ý. Tần Bắc Sơn và trợ lý của ông đã nhanh chóng tham gia vào việc điều trị cho Lý Vương Long. Chữa trị cho tốt, nếu không ông sẽ giống như cháu trai của tôi. Lý Nhị Gia vẫn đang đe dọa. Sau khi Diệp Quân Lâm đưa mọi người đi, anh đi đến tập đoàn Vân Đình. Gần đây, quy mô của tập đoàn Vân Đình đã tăng gấp đôi, sắp trở thành doanh nghiệp trụ cột của Tô Hàng. Vì vậy, các đơn vị liên quan và giới truyền thông đều chú ý tới. Thậm chí có một đài truyền hình muốn phỏng vấn, thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền. Phương Tử Tình tìm Diệp Quân Lâm, cô ta cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm, không phải anh thích thể hiện sao? Cho anh một cơ hội thể hiện. Hả, tôi thích thể hiện. Diệp Quân Lâm vô cùng khó hiểu. 3 ngày sau, đài truyền hình Tô Hàng sẽ phỏng vấn toàn diện tập đoàn Vân Đình. Đây sẽ là chương trình phỏng vấn độc quyền. Tôi đã sắp xếp để anh nhận lời phỏng vấn, anh không được phép từ chối. Đây là tài liệu, anh xem đi, đến lúc đó đừng làm mất mặt là được. Phương Tử Tình ném một đống tài liệu rồi rời đi. Diệp Quân Lâm sắp nôn ra máu. Để anh nhận lời phỏng vấn, thích thể hiện. Trò đùa gì đây? Nhưng Phương Tử Tình đã sắp xếp, vì vậy anh thực sự phải tham gia. Dù sao cũng là công ty của mình, nhận lời phỏng vấn là được rồi. Diệp Quân Lâm lật xem thông tin. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Giọng nói đó là của Thanh Long. Tướng quân, hình như đã xảy ra chuyện. Bên sân bay cho biết Tần lão không hề đăng ký. Bây giờ ở sân bay cũng không tìm thấy người. Giọng điệu của Thanh Long rõ ràng là run rẩy. Sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, cái gì? Không thấy người. Dù không phải chuyên cơ đưa đón nhưng Diệp Quân Lâm đã đánh tiếng với bên sân bay, đặc biệt chăm sóc ông Tần. Bây giờ không thấy người đâu. Vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lập tức phái người đi điều tra. Tần lão không thể xảy ra chuyện được. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Tướng quân, qua camera giám sát ở sân bay, có một nhóm người đưa Tần lão lên xe. Ngay sau đó, Thanh Long truyền tin tức đến. Liên hệ ngay với bộ phận giao thông và phó học kiểm để xem chiếc xe này đã đi đâu. Diệp Quân Lâm lo lắng nói. Nếu Tần Bắc Sơn thiếu một sợi tóc, anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Tướng quân, tra được rồi, chiếc xe này đậu ở bệnh viện số 1. Cũng có người nhìn thấy Tần lão ở bệnh viện. Diệp Quân Lâm đứng lên, lạnh lùng nói, tốt, tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân đến bệnh viện. Trong bệnh viện, sau khi Tần Bắc Sơn và trợ lý kiểm tra tổng quát một lượt, Tần Bắc Sơn đưa ra kết luận như sau, muốn chữa trị cho Lý Vương Long phải cần một khoảng thời gian, ít nhất phải 4 tháng. Thế này đi, tôi có thể đưa bệnh nhân này tới Yến Kinh, đích thân chữa trị. Tần Bắc Sơn nói, Tần Bắc Sơn có rất nhiều chuyện lớn ở Yến Kinh, không thể ở lại Tô Hàng được. Lão Cao và Lý Thiên Hạo nghe Tần Bắc Sơn nói có hy vọng cứu chữa, không khỏi mừng rỡ ra mặt. Lý Nhị Gia cau mày hỏi, tại sao không chữa ở Tô Hàng? Vì tôi làm việc ở Yến Kinh, ở đó còn có một đống bệnh nhân đang chờ tôi đấy. Tần Bắc Sơn giải thích. Lý Nhị Gia lắc đầu, không được,
nhất định ông phải chữa trị cho cháu trai tôi ở Tô Hàng. Trong thời gian này ông không được đi đâu cả, cũng không được tiếp bệnh nhân khác, phải tập trung chữa trị cho cháu tôi. Bao giờ cháu trai tôi khỏe lại ông mới được phép đi. Ông không đồng ý cũng vậy thôi, nhất định phải ở lại đây, nếu không sống chết thế nào tôi không dám chắc đâu đầy. Lý Nhị Gia nhìn sang trợ lý của Tần Bắc Sơn. Trợ lý sợ đến mức run lẫy bẩy. Nếu Tần Bắc Sơn không ở lại, có lẽ anh ta chỉ có một con đường, là chết. Lý Nhị Gia vốn là người bá đạo như vậy đấy, không cho Tần Bắc Sơn bất cứ cơ hội phản đối nào. Ông, Tần Bắc Sơn quả thực tức muốn chết. Ông không thể tiếp tục ở lại Tô Hàng được, chuyện ở Yến Kinh tồn đọng quá nhiều. Ông xem thế này có được không, tôi đưa cháu trai ông tới Yến Kinh, bảo đảm sẽ chữa khỏi cho cậu ta, được chứ? Tần Bắc Sơn thương lượng. Không được, không thương lượng gì hết, ở yên Tô Hàng chữa bệnh. Ánh mắt Lý Nhị Gia có chút tức giận. Phải rồi, tôi nhớ ở Tô Hàng có một bệnh viện tư nhân, mau đưa người tới đó đi. Tần Bắc Sơn, ông cũng phải đi theo. Lý Nhị Gia nói. Nhị Gia, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Tần Bắc Sơn hoảng loạn. Lý Nhị Gia này định giam ông lại để chữa bệnh cho cháu trai của ông ta đấy à? Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm chạy tới trước bệnh viện. Vừa trông thấy đoàn xe, anh liền dừng lại. Không phải vì bất ngờ trước quy mô mười mấy chiếc xe, mà là anh cảm nhận được hai sự nguy hiểm tỏa ra từ trong một chiếc xe. Ở Tô Hàng có không ít người biết đánh đấm, người giống như Thập Tam Thái Bảo, học việc ở chỗ Đỗ Việt, đều là cao thủ hàng đầu. Nhưng nếu gặp phải hai người đang ngồi trong chiếc xe này, thì coi như gặp phải sư phụ rồi. Có điều hai người đó cũng chỉ khiến Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn qua một lần mà thôi. Anh chinh chiến 5 năm, có cao thủ nào mà chưa từng gặp? Điều khiến anh thắc mắc là, tại sao ở Tô Hàng lại xuất hiện nhân vật như thế này? Diệp Quân Lâm đang định vào trong bệnh viện thì nhìn thấy một nhóm người đi ra. Có người mà lão Cao sắp xếp đi theo Lý Vương Long, còn có cả Tần Bắc Sơn, Tần Lão. Tần Lão! Diệp Quân Lâm gọi. Tần Bắc Sơn nhìn thấy Diệp Quân Lâm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có anh ở đây thì không sao rồi. Sắc mặt lão Cao khó chịu, hỏi, chuyện gì thế? Lý Thiên Hạo lập tức xông tới, lão Cao, đây chính là Diệp Quân Lâm. Chính cậu ta đánh Lý Vương Long 10 roi thành như vậy đấy. Cả chuyện của Lý Cuồng và Lý Vương Tôn Tiên Sinh cũng liên quan tới cậu ta. Phải, cậu ta chính là Diệp Quân Lâm. Lão Cao, chúng ta có bắt cậu ta luôn không? Cậu ta còn hung hăng sỉ nhục nhà họ Lý, sỉ nhục Lý Nhị Gia. Đám người Lý Tùng Khuê lập tức thêm mắm dặm muối. Lão Cao nghe xong, lập tức nổi giận, thì ra là mày. Vệ sĩ của nhà họ Lý nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm. Không sai, người là do tôi đánh. Các người muốn Tần Lão chữa trị sao? Không thể nào, không ai được phép chữa cải. Ngữ khí của Diệp Quân Lâm rất bình thản, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Đến cả lão Cao cũng sững sờ. Có người dám ngang ngược trước mặt nhà họ Lý như thế sao? Chẳng khác nào muốn gây sự với Diêm Vương Cải. Lần trước nghe máy người Lý Thiên Hạo nói quá, lão Cao còn không tin. Lần này tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm, bọn họ mới biết anh còn ngông cuồng hơn những gì Lý Thiên Hạo nói. Tần Lão, chúng ta đi. Diệp Quân Lâm nói. Ai dám đi hả, bắt lại. Lão Cao cả giận nói. 7, 8 người đứng sau lưng ông ta lập tức ra tay. Nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của Diệp Quân Lâm. Chỉ trong một khoảnh khắc, 7, 8 người đó đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Mau đi gọi người đi. Lão Cao lập tức đi gọi người. Dựa vào công phu của mình, Diệp Quân Lâm đưa Tần Lão và trợ lý đi. Thật ra anh hoàn toàn có thể trấn áp Lý Nhị Gia ở đây. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, làm lớn chuyện thì lại phải thu dọn tàn cuộc. Lý Nhị Gia nhanh chóng dẫn một đám người ra khỏi bệnh viện. Lão Cao gọi thêm mấy chục người trên xe xuống. Người đâu rồi? Diệp Quân Lâm đâu? Lão Cao hỏi. Lý Nhị Gia biết tin Diệp Quân Lâm đến cướp Tần Bắc Sơn, liền chạy xuống. Nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. Hả, không thể nào, vừa rồi còn ở đây cơ mà. Trước cửa bệnh viện có rất nhiều người. Mấy người Lý Thiên Hạo cũng không nhìn thấy Diệp Quân Lâm ra ngoài. Các người trông coi thế nào đầy hả? Lão Cao vô cùng tức giận. Còn Lý Nhị Gia thì tức muốn nổ tung. Ba vẫn bối của ông ta lại để Diệp Quân Lâm cướp Tần Bắc Sơn đi ngay dưới mắt ông ta.
Đối với Lý Nhị Gia mà nói, đúng là sỉ nhục. Ông ta biết giấu mặt vào đâu đây? Mới đến Tô Hàng chưa được nửa ngày, đã gặp phải chuyện thế này rồi. Lý Nhị Gia tức muốn phát điên. Ở Giang Nam, có ai nghe tên Lý Nhị Gia mà không khiếp sợ? Vậy mà có kẻ dám không nể mặt, tát ông ta một cái. Không thể nhịn được. Lập tức phái người đi tìm Diệp Quân Lâm và Tần Bắc Sơn. Nếu không tìm được, tôi sẽ cho Hắc Bạch Vô Thường ra mặt. Ánh mắt Lý Nhị Gia thậm chí có thể bắn ra lửa. Rằm. Lão Cao sững sờ. Vừa tới Tô Hàng, đã muốn cho Hắc Bạch Vô Thường ra mặt rồi sao? Hai tên ma vương này mà xuất hiện, nhất định sẽ biến Tô Hàng thành nơi gió tanh mưa máu. Đến ông ta cũng khiếp sợ. Chứ đừng nói là người khác. Được, Nhị Gia, tôi sẽ đi tìm người ngay, vẫn không nên để Hắc Bạch Vô Thường ra tay thì hơn. Lão Cao nói. Lý Thiên Hạo tò mò hỏi, Nhị Gia, Hắc Bạch Vô Thường là thần thánh phương nào thế? Hừ, khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ cho ông trải nghiệm một lần. Lý Nhị Gia hừ lạnh. Không biết tại sao, đột nhiên Lý Thiên Hạo cảm thấy lạnh tới thấu xương. Ở nơi khác, Diệp Quân Lâm cướp được Tần Bắc Son, trực tiếp dùng chuyên cơ đưa ông về Yến Kinh. Thanh Long đi theo sau Diệp Quân Lâm, nhỏ giọng nói, tướng quân nên làm gì đây? Lý Nhị Gia này cũng kiêu ngạo quá rồi đấy. Đến Trần Thiên Kiều cũng chẳng bằng ông ta đâu. Gần đây, thế lực ở các tỉnh thành và các địa bàn lớn điên cuồng tới Tô Hàng, bọn họ đều muốn chiếm một bát canh ở đây. Lão Chu cũng có ý, bảo tôi dò hỏi ý của tướng quân thế nào. Ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lùng, nói, nếu bọn họ muốn cống hiến cho Tô Hàng, tất nhiên chúng ta sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu bọn họ muốn cướp địa bàn, đoạt tiền phá hoại, thì cút được bao nhiêu xa, cứ cút chừng ấy xa. Thanh Long run lên. Rõ, thưa tướng quân. Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc, nhìn về xa xăm, thản nhiên nói, còn Lý Nhị Gia, tôi tự giải quyết. Thanh Long run rẩy, bị tướng quân đích thân đối phó, ông ta gặp xui rồi. Lý Nhị Gia đang chờ tin. Lão Cao vội chạy tới. Nhị Gia, không ổn rồi. Tần Bắc Sơn bị đưa ra khỏi Tô Hàng rồi, bây giờ đã tới Yến Kinh. Cái gì? Lý Nhị Gia đứng bật dậy. Khinh người quá đáng, căn bản không để tôi vào mắt mài. Lý Nhị Gia quát. Lão Cao gật đầu, Nhị Gia. Tên Diệp Quân Lâm này vừa rồi nói lung tung rằng không ai được phép chữa trị cho Lý Vương Long thiếu gia. Làm gì có cái lý ấy? Dám ngòi lên đầu tôi phải không? Lý Nhị Gia siết chặt ly nước đang cầm, cái ly liền vỡ nát. Khiến đám người Lý Thiên Hạo nhìn mà há hốc miệng. Lý Nhị Gia thật đáng sợ. Đúng là cao thủ. Lão Cao Bát Lực nói, Nhị Gia, hiện giờ Tần Bắc Sơn đã quay về Yến Kinh, chúng ta không thể đưa ông ta từ Yến Kinh tới đây được. Đúng vậy, tôi không dám động tới Yến Kinh, ở đó có rất nhiều người có máu mặt. Lý Nhị Gia chuyển đề tài, nhưng còn Diệp Quân Lâm, nhất định tôi phải tính sổ. Lão Cao liền nói, tôi đã điều tra xong rồi, bề ngoài thì tên Diệp Quân Lâm này là người của Lão Cửu và Tam Gia, nhưng thực ra cậu ta là người của vị chủ nhân thần bí của tập đoàn Vân Đình. Tập đoàn Vân Đình, tôi từng nghe nói, gần đây, ở Tô Hàng, ngoài nhà họ Tiêu Gia thì tập đoàn Vân Đình là có thế lực nhất. Lý Nhị Gia nói, Nhị Gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão Cao hỏi, Lý Nhị Gia suy nghĩ một lúc rồi đáp, tổ chức một buổi tiệc vào tối nay, mời tất cả những nhân vật có máu mặt ở Tô Hàng tới cho tôi. Tôi phải thông báo cho toàn bộ Tô Hàng biết, tôi đã tới đây rồi. Địa điểm, ngay tại nhà họ Lý ở Tô Hàng. Lão Cao nghe xong liền gật đầu, rõ, thưa Nhị Gia. Điều này cũng khiến đám người Lý Thiên Hạo rất phấn khích. Bọn họ sẽ được hưởng thơm lây của Lý Nhị Gia. Để coi sau này ở Tô Hàng còn ai dám coi thường bọn họ nữa. Những nhân vật có máu mặt ở Tô Hàng nhanh chóng nhận được lời mời. Ví dụ như Thẩm Mặc Sơn, và cả bốn đại đương gia của phòng thương mại Tô Hàng. Gia chủ của mấy gia tộc giàu có như Tiêu Quốc Phỏ của nhà họ Tiêu cũng được mời. Đến cả người có địa vị cao như Trần Thiên Kiều cũng nhận được lời mời. Trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Đình. Thư ký chạy vào báo cáo, Tổng Giám Đốc Phương, ở bên ngoài có một người tự xưng là người ngoài tỉnh tới. Người đó có việc gì? Phương Tử Tình hỏi. Người đó tới gửi thiệp mời. Nói rồi, thư ký đưa cho cô một tấm thiệp mời. Phải rồi, người đó nói muốn gửi thiệp cho ông chủ. Thư ký nói tiếp.
Phương Tử Tình mở tấm thiệp mời ra. Bên trên có chữ ký của Lý Nhị Gia. Nội dung thiệp mời rất bá đạo, không phải đang mời, mà là ra lệnh. Lý Nhị Gia, đây chẳng phải người nhà của Tử Nhiễm đó sao? Vẻ mặt Phương Tử Tình trở nên nghi hoặc. Cô lập tức liên hệ với Lục Nam Hiên, thuật lại chuyện này. Kỳ Lân lấy được thiệp mời, liền tới tìm Diệp Quân Lâm. Lý Nhị Gia tổ chức tiệc tối, lại còn mời cả ngài sao? Ngài có đi không? Kỳ Lâm mỉm cười hỏi. Diệp Quân Lâm thần bí mỉm cười, nhận lấy tấm thiệp mời. Cùng lúc đó, toàn bộ Tô Hàng đang chấn động. Ai cũng biết chuyện Lý Nhị Gia đột ngột tới đây. Còn có tin ngầm nói rằng, Lý Nhị Gia đưa cả hai đại ma vương Hắc Bạch Vô Thường tới. Chắc chắn sẽ khiến Tô Hàng chìm trong gió tanh mưa máu. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là, Lý Nhị Gia có ý định ở lại Tô Hàng sinh sống. Đối với tất cả mọi người, đây quả là tin tức hủy diệt. Chỉ một Lý Nhị Gia đã đủ để khiến Tô Hàng không ngóc đầu lên nổi. Thủ đoạn tàn nhẫn của ông ta là điều khiến người ta kiêng dè nhất. Đêm nay, ông ta tổ chức buổi tiệc đó, có lẽ mục đích không chỉ đơn giản như vậy mà thôi đâu. Thứ nhất, phải nói với toàn bộ Tô Hàng này rằng, Lý Nhị Gia đây đến rồi. Thứ hai, để bọn họ chọn phe, đứng về phía ông ta, tất nhiên sẽ không sao. Nếu đứng sai phía, có thể bản thân mình chết như thế nào cũng chẳng biết đâu. Dưới mệnh lệnh của Lý Thiên Hạo, tổ trạch nhà họ Lý được sắp xếp cấp tốc một phen. Tới khi chạng vạng, trước cửa tổ trạch nhà họ Lý đã đỗ một hàng dài xe sang. Những nhân vật máu mặt của Tô Hàng tới rồi. Những người này, ai cũng sở hữu khối tài sản lên tới mấy tỷ hoặc cả chục tỷ. Trước đây, trong mắt bọn họ, Lý Thiên Hạo chẳng là cái thá gì cả. Nhưng hôm nay, có mấy người nhìn thấy ông ta liền cúi đầu, khom lưng chào hỏi. Điều này khiến Lý Thiên Hạo vô cùng sung sướng. Ông ta đã bao giờ được oai phong như thế đâu. Đúng là phải có chỗ dựa mới tốt. Lý Tùng Khuê nhìn quanh một lượt, những thiếu gia tiểu thư trước đây anh ta chỉ có thể ngước nhìn, giờ đây lại gọi anh ta là anh xưng em, không ngừng nịnh nọt. Thậm chí còn có không ít các đại thiếu gia hào môn biết Lý Mộng Nguyệt còn độc thân, chủ động tỏ tình với cô ta. Khiến Lý Mộng Nguyệt rất vui vẻ. Hứ, Lý Tử Nhiễm là cái thá gì chứ? Bây giờ cô ta chẳng đáng là gì. Lý Văn Hải mỉm cười, nói, đúng vậy, không sai. Là người nhà họ Lý, đúng là hãnh diện. Chào Lý Tiên Si Nhồ. Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt vừa tới nơi, chào hỏi Lý Thiên Hạo. Khiến Lý Thiên Hạo kích động đến nỗi suýt thì ngất ra đó. Trước đây ông ta đâu dám tưởng tượng tới cảnh này. Nhân vật giàu có hàng đầu Tô Hàng đang chào hỏi ông ta đến cả nhân vật đang nổi tiếng nhất ở Tô Hàng, Tiêu Quốc Phỏ tới đây cũng chào hỏi ông ta. 8 giờ tối, hầu hết các vị khách mời đã vào chỗ của mình. Mọi người ngồi ở hội trường, từ tốn chờ Lý Nhị Gia ra mặt. Cùng lúc đó, Lý Nhị Gia từ trong một căn phòng cắm bước ra. Trong căn phòng đó, những tiếng gào thét thê thảm vọng ra. Vô cùng khủng khiếp. Một luồng khí lạnh tràn ra ngoài, khiến người ta phải rùng mình. Lão Cao dặn dò Lý Văn Phi, nhớ lấy, coi chừng cẩn thận, tuyệt đối không được mở cánh cửa này ra, nếu không, chết thề nào cũng không biết đâu. Rõ, thưa Lão Cao. Lý Văn Phi không biết trong phòng nhốt cái gì. Nhưng Lão Cao đã dặn dò như vậy, thì quá nửa là thứ gì đó rất khủng khiếp. Càng dặn dò như thế, người ta càng tò mò. Lý Văn Phi căng thẳng đứng trước cửa, lén lút nhìn vào trong cửa sổ nhỏ. Vừa liếc vào. Ói! Lý Văn Phi sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Không biết hắn ta đã nhìn thấy thứ gì. Mà không ngừng kêu gào thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Bò ra khỏi nơi này. Ở hội trường bữa tiệc bên ngoài, mọi người đều đang đợi. Lý Nhị Gia đến. Lý Nhị Gia vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy. Phong thái của Lý Nhị Gia uy nghiêm, hung dữ, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta phát run lên. Nếu Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết xuất hiện, mọi người càng hoảng sợ hơn. Lý Nhị Gia tới đây rồi, mọi người đều ngầm hiểu rằng. Sau này, Tô Hàng này là địa bàn của Lý Nhị Gia. Muốn chia một bát cơm từ tay ông ta, quả thực rất khó. Lý Nhị Gia. Thẩm Mặc Sơn ngồi ở hàng đầu tiên, cùng tất cả mọi người chào hỏi Lý Nhị Gia. Lý Nhị Gia nhìn quanh một lượt, cười gằn hỏi, vị nào là ông chủ của tập đoàn Vân Đình? Ông ta vừa lên tiếng, toàn bộ hội trường liền rơi vào yên lặng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Hử, người của tập đoàn Vân Đình đâu? Lý Nhị Gia bật cười nói. Nhị Gia, tập đoàn Vân Đình không có ai tới cả. Có người đáp. Lý Nhị Gia liền híp mắt lại, ánh mắt thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo. Ai nói tập đoàn Vân Đình không có ai tới? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Mọi người ào ào nhìn về phía sau. Một nhóm bảo vệ mặc đồng phục đang bước vào trong hội trường. Người dẫn đầu là đội trưởng đội bảo vệ, Vũ Sâm. Anh ta đang cầm một bức tranh bằng hai tay. Hả? Lần này, toàn bộ hội trường đều há hốc miệng. Những công ty và gia tộc khác đều cử nhân vật có địa vị cao tới, tập đoàn Vân Đình lại cử một đội bảo vệ tới sao? Con mẹ nó, quá ngông cuồng rồi đấy. Hoàn toàn không để Lý Nhị Gia vào mắt phải không? Thú vị đấy. Lão Cao mỉm cười nói. Lý Nhị Gia híp mắt, không những không nổi giận mà còn bật cười. Hay lắm, tập đoàn Vân Đình. Dám phái bảo vệ tới đây. Vũ Sâm bước lên một bước, mỉm cười nói. Lý Nhị Gia, xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Sâm, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Vân Đình. Theo lệnh của ông chủ, tôi tới đây tặng một bức tranh chữ cho Lý Nhị Gia. Cậu ta vừa dứt lời, toàn bộ hội trường liền hoảng hốt. Tập đoàn Vân Đình bị điên rồi đấy à? Bọn họ phái một tên đội trưởng đội bảo vệ tới đây. Là muốn khiêu khích Lý Nhị Gia. Mọi người không hiểu nước đi này của tập đoàn Vân Đình là có ý gì. Chỉ có một số ít người hiểu. Ví dụ như, Tiêu Quốc Phỏ. Ông ta có chút lo lắng, nếu Diệp Quân Lâm khiêu khích Lý Nhị Gia quá đà, thì khó mà thoát nổi. Dù sao thì Lý Nhị Gia và hai tên Hắc Bạch Vô Thường cũng là kẻ điên. Ép bọn họ tức lên, chuyện gì bọn họ cũng dám làm. Mẹ nó, một tên bảo vệ như mày mà cũng dám nói chuyện với Nhị Gia sao? Muốn chết phải không? Lý Tùng Khuê vốn đã có thù với Vũ Sâm, muốn mượn tay Lý Nhị Gia dạy dỗ Vũ Sâm một trận. Người đâu, đánh chết mấy tên bảo vệ thối này cho tôi. Lý Văn Hải cũng cả giận nói. Chờ đã. Lý Nhị Gia lên tiếng, tôi lại muốn xem ông chủ tập đoàn Vân Đình muốn tặng tôi món quà gì. Đi, đem lên đây cho tôi. Lão Cao nghe vậy, lập tức nhận lấy bức tranh Vũ Sâm đem tới. Vậy chúng tôi đi đây. Vũ Sâm xoay người bỏ đi. Lý Tùng Khuê còn định cản người, Lão Cao đã trừng mắt nhìn anh ta. Người nhà họ Lý đành phải trơ mắt nhìn Vũ Sâm và nhóm bảo vệ kia bỏ đi. Mở ra xem đó là thứ gì. Lý Nhị Gia rất tò mò. Lão Cao giơ hai tay lên cao, mở bức tranh ra. Ồm, khi nhìn thấy nội dung tranh chữ, toàn bộ hội trường đều phải hoảng sợ. Bầu không khí yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Vì nội dung của bức tranh chữ kia quá chấn động. Lý Nhị Gia nhận ra tình hình không ổn, vội vàng nhìn bức tranh chữ. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ, cút khỏi Tô Hàng. Quá bá đạo rồi. Thì ra người ta phái bảo vệ tới không phải là ngông cuồng. Sự ngông cuồng của người ta còn ở phía sau nữa kia. Thẳng thừng nói Lý Nhị Gia cút khỏi Tô Hàng, đây là người đầu tiên đấy. Lý Nhị Gia tung hoành giang hồ suốt mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Diệt tập đoàn Vân Đình. Lão Cao và vệ sĩ của nhà họ Lý không thể ngồi yên nữa. Bọn họ lập tức tuyên bố muốn diệt trừ tập đoàn Vân Đình. Bây giờ thì Lão Cao đã hiểu tại sao Diệp Quân Lâm lại ngông cuồng như vậy rồi. Có ông chủ ngông cuồng như thế làm chỗ dựa, anh có thể không ngông cuồng hay sao? Tất cả những người đang ngồi bên dưới lập tức cúi đầu, mà chờ đợi một trận cuồng phong ập tới. Làm Lý Nhị Gia tức giận là chuyện rất đáng sợ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Có lẽ Tô Hàng thật sự chuẩn bị biến thành nơi gió tanh mưa máu rồi. Lý Nhị Gia nhìn mọi người, hỏi, cậu hiểu ông chủ tập đoàn Vân Đình được mấy phần? Người đó rất thần bí, chưa bao giờ lộ diện. Đến cả thuộc hạ của người đó, Lục Nam Hiên cũng vô cùng thần bí, ít khi xuất hiện. Nhưng có vẻ người đó rất quyền lực, có thể đoạt tiền từ tay phòng thương mại Tô Hàng và nhà họ Thẩm. Những người khác ào ào nói. Thẩm tiên sinh thái sao? Lý Nhị Gia hỏi Thẩm Mặc Sơn. Tôi đề nghị Lý Nhị Gia nên rời khỏi Tô Hàng ngay. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Người đó, ông không trêu vào nổi đâu. Thẩm Mặc Sơn vừa dứt lời, toàn bộ hội trường liền sửng sốt. Lý Nhị Gia cũng phải ngây người. Cái gì, bảo ông ta rời khỏi Tô Hàng ư?
Phải, phòng thương mại Tô Hàng chúng tôi cũng đề nghị nhị gia rời khỏi Tô Hàng. Quả thực Tô Hàng không giống như những gì nhị gia tưởng đâu, rất có thể ông sẽ phải chết ở đây đấy. Bốn người nhóm Lôi Thiên Tuyệt nói. Cuối cùng, Trần Thiên Kiều cũng lên tiếng, phải đấy, không sai. Người đó, Lý nhị gia đây không trêu vào nổi. Ba nhân vật máu mặt nhát Tô Hàng đồng loạt đề nghị. Quá chấn động. Trước đó, mấy người Thẩm Mặc Sơn không dám nói như vậy. Nhưng khi thấy Vũ Sâm đem bức tranh chữ với nội dung đó tới, bọn họ đã biết thái độ của vị nào đó là thế nào rồi. Lý nhị gia muốn động tới Tô Hàng, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Lý nhị gia và đám người lão Cao dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Lý nhị gia không chọc vào ông chủ tập đoàn Vân Đình nổi sao? Đây chẳng phải chuyện cười lớn hay sao? Ngoài cái vị ở tỉnh Giang Nam đó ra, không có bất cứ ai là Lý nhị gia không chọc vào nỗi cả. Hừ, tôi hiểu rồi, Lý nhị gia đột nhiên mỉm cười. Ông ta đã biết tại sao đám người ở Tô Hàng kia không muốn ông ta ở lại Tô Hàng rồi, dù sao như vậy cũng là động tới địa bàn của bọn họ. Cho nên bọn họ có tình dùng ông chủ tập đoàn Vân Đình để ép ông ta phải rời khỏi Tô Hàng. Nhưng không thể đâu. Càng không chọc vào nổi, Lý nhị gia đây càng muốn chọc vào đây. Tô Hàng này, ông ta ăn chắc rồi. Ông ta muốn diệt tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm cũng phải chết. Việc mà Lý nhị gia muốn làm, ông trời có cản cũng không cản nổi đâu. Lý nhị gia nhìn mọi người, cười lạnh, mục đích của buổi tiệc tối nay rất đơn giản thôi. Sau này tôi sẽ sống ở Tô Hàng, tôi muốn cùng mọi người phát triển lớn mạnh hơn. Nếu tin tưởng tôi thì hãy bày tỏ thái độ của mình, sau này, chuyện của các vị cũng là chuyện của tôi. Ý của Lý nhị gia rất đơn giản. Ông ta muốn những người đang ở đây chọn phe. Chuyện này cuối cùng cũng tới rồi. Tất cả mọi người âm thầm run rẩy. Trần Thiên Kiều, Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt là những người đầu tiên tỏ thái độ, chúng tôi đã thoái ẩn, sẽ không tham dự vào bất cứ sự phân tranh nào ở Tô Hàng nữa. Được, những người khác thì sao? Lý nhị gia nhìn xuống. Tôi chọn đi theo Lý nhị gia. Tôi cũng đi theo Lý nhị gia. Mọi người ào ào lên tiếng, ai nấy đều muốn trở thành chó săn cho Lý nhị gia. Tôi chọn trung lập. Tôi cũng vậy. Có một số người chọn trung lập. Dù sao tài sản của bọn họ cũng lên tới mấy chục tỷ, tự mình làm ăn cũng được rồi. Nghe bọn họ nói vậy, Lý nhị gia liền không vui. Ông ta nhận ra sự hoảng sợ trong lòng bọn họ. Chưa nói tới chuyện sau này bọn họ sẽ bị Lý nhị gia đối xử ra sao, nhưng chắc chắn ngày tháng sau này không dễ chịu. Các gia tộc lớn đang có mặt ở đây nhanh chóng chọn phe. Một nửa đi theo Lý nhị gia, còn lại chọn trung lập. Còn ai nữa? Lý nhị gia hỏi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tiêu Quốc Phổ. Ở đây, chỉ có mình ông ta không nêu ra sự lựa chọn của mình. Câu trả lời của Tiêu Quốc Phổ tiên sinh là gì? Tôi biết hiện giờ ông rất có quyền lực, hãy lựa chọn cho cẩn thận đấy. Lý nhị gia mỉm cười. Tiêu Quốc Phổ hiểu rằng, cho dù ông ta lựa chọn thế nào, thì sau này ông ta cũng là kẻ địch số một của Lý nhị gia. Hiện giờ, sự lựa chọn của ông ta rất quan trọng. Phải quyết định nên đứng về phe nào. Nếu chọn trung lập, ít nhất Lý nhị gia sẽ không nhắm vào ông ta. Nhưng ông ta sẽ không chọn trung lập. Tất nhiên cũng sẽ không đi theo Lý nhị gia. Tôi chọn, đứng về phía tập đoàn Vân Đình. Một đêm không ngủ hả? Tiêu Quốc Phổ không lên tiếng đã khiến người ta kinh ngạc rồi. Ông ta vừa nói xong, toàn bộ hội trường liền rơi vào tĩnh lặng. Tiếng hít sâu không ngừng vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt muốn rơi cả con ngươi ra ngoài, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Quốc Phổ. Mọi người không hề nghĩ tới chuyện ông ta sẽ đưa ra sự lựa chọn thứ ba như vậy. Có người dám chọn đứng về phe tập đoàn Vân Đình, trở thành đối thủ một mắt một còn với Lý nhị gia sao? Như vậy chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Ánh mắt đáng sợ của Lý nhị gia quét tới, khiến Tiêu Quốc Phổ run lên. Đột nhiên, ông ta hoảng sợ. Tôi hỏi lại một lần nữa, ông chọn thế nào? Lý nhị gia đột nhiên trầm giọng. Ai cũng nhận ra ông ta đang tức giận. Nếu còn khiêu khích ông ta một lần nữa, chắc chắn Lý nhị gia sẽ bùng lửa giận. Rõ ràng cả người Tiêu Quốc Phổ đang run lên, nhưng sự lựa chọn của ông ta sẽ không thay đổi. Bởi vì đứng về phía tập đoàn Vân Đình, cũng là đứng về phía Diệp Quân Lâm. Đó là tướng quân Côn Luân đấy. Lý nhị gia này có lợi hại đến đâu đi chăng nữa,
thì có thể lợi hại bằng tướng quân Côn Luân được chắc. Vốn dĩ Tiêu Quốc Phổ được người ta coi là nhân vật máu mặt hàng đầu Tô Hàng, là do ông ta đi theo Diệp Quân Lâm. Nếu không thì nhà họ Tiêu đã sụp đổ từ lâu rồi. Hiện giờ chính là lúc để ông ta bày tỏ lòng trung thành với Diệp Quân Lâm. Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, tôi đứng về phía tập đoàn Vân Đình. Ai là kẻ thù của tập đoàn Vân Đình, thì người đó chính là kẻ thù của nhà họ Tiêu. Tiêu Quốc Phổ lớn tiếng đáp. Mọi người không hiểu nổi quyết định này của Tiêu Quốc Phổ. Nếu ông ta không muốn đứng về phía Lý Nhị Gia, thì có thể lựa chọn trung lập cơ mà. Tại sao ông ta phải kiên quyết đối đầu với Lý Nhị Gia chứ? Chê mạng mình quá dài hay sao? Được, được, được lắm. Lý Nhị Gia nói liền ba tiếng được. Chính ông ta cũng cảm thấy khó tin. Ông ta tưởng rằng sau khi mình tới Tô Hàng, nhất định có thể hô phong hoán vũ, khiến tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân. Nhưng không ngờ, ông ta mới tới Tô Hàng một ngày đã liên tục bị khiêu khích. Diệp Quân Lâm ngang nhiên làm ông ta mất mặt. Tập đoàn Vân Đình ngang ngược chống đối. Nhà họ Tiêu cũng lựa chọn đối đầu với ông ta. Đúng là mất hết thể diện. Thể diện của Diêm Vương Lý Nhị Gia suốt mấy chục năm nay, mất hết rồi. Tức giận. Vô cùng tức giận. Lý Nhị Gia mỉm cười, có phải đã quá lâu rồi ta không tới chê mạng mình quá dài hay sao? Được, được, được lắm. Lý Nhị Gia nói liền ba tiếng được. Chính ông ta cũng cảm thấy khó tin. Ông ta tưởng rằng sau khi mình tới Tô Hàng, nhất định có thể hô phong hoán vũ, khiến tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân. Nhưng không ngờ, ông ta mới tới Tô Hàng một ngày đã liên tục bị khiêu khích. Diệp Quân Lâm ngang nhiên làm ông ta mất mặt. Tập đoàn Vân Đình ngang ngược chống đối. Nhà họ Tiêu cũng lựa chọn đối đầu với ông ta. Đúng là mất hết thể diện. Thể diện của Diêm Vương Lý Nhị Gia suốt mấy chục năm nay, mất hết rồi. Tức giận. Vô cùng tức giận. Lý Nhị Gia mỉm cười. Có phải đã quá lâu rồi ta không tới Tô Hàng, cho nên tất cả mọi người quên mất ta rồi không? Không dám. Mọi người ở bên dưới đều bị dọa sợ. Lý Nhị Gia nhìn Lão Cao, cười nói, Tiểu Cao, xem ra chúng ta phải làm gì đó để người ta biết, Diêm Vương đây. Vẫn còn tồn tại. Lão Cao gật đầu, Nhị Gia, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, mọi người không khỏi hoảng sợ. Lý Nhị Gia chuẩn bị ra tay rồi. Đến Tiêu Quốc Phổ cũng cảm thấy lo lắng. Có lẽ đêm nay ông ta khó mà sống sót rời khỏi tổ trạch nhà họ Lý rồi. Đám người Lý Văn Hải, Lý Tùng Khuê cũng dựa hơi Lý Nhị Gia, cười lạnh nói, đám người các ngươi đúng là không sợ chết. Cứ phải ép Nhị Gia ra tay mới được phải không? Lý Nhị Gia đi tới trước mặt Tiêu Quốc Phổ, vỗ vai ông ta, cười nói, đừng sợ. Tối nay tôi sẽ không giết ông đâu. Tôi sẽ cho ông tận mắt chứng kiến, sự lựa chọn của ông là sai lầm. Cuối cùng, Tiêu Quốc Phổ toát mồ hôi lạnh mà rời khỏi tổ trạch nhà họ Lý. Những người khác cũng lần lượt rời đi, không ngừng run rẩy. Mọi người đều hiểu rằng, nhất định đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của Tô Hàng. Sau khi mọi người rời khỏi nhà họ Lý Nhị Gia híp mắt cười lạnh, tối nay, cho người khai đao với Lão Cửu và Hồng Tam. Để Hắc Bạch Vô Thường đi cùng. Lý Nhị Gia nói thêm. Hải. Lão Cao hít một hơi. Ông ta hiểu, lần này Lý Nhị Gia quyết tâm rồi. Đám người Lý Thiên Hạo hai mặt nhìn nhau, lập tức nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường là thứ gì. Chắc chắn là thứ được nhốt trong phòng cấm. Đặc biệt là Lý Văn Phi, người từng tận mắt nhìn thấy, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người. Vừa nhớ lại cảnh tượng đó, chân anh ta liền mềm nhũn ra. Diệp Quân Lâm đã biết rõ mọi chuyện xảy ra ở tổ trạch nhà họ Lý. Tiêu Quốc Phổ có gan đứng về phía Vân Đình cơ đấy. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Ó nhát gan đến mức nào đi chăng nữa thì ông ta cũng biết quyền lực của tướng quân tới đâu mà. Thanh Long mỉm cười. Kỳ Lân nói, có lẽ sắp tới nhà họ Lý sẽ điên cuồng thanh trừng, đúng là kẻ điên mà. Lý Nhị Gia càng ra tay nhanh thì càng chết nhanh hơn mà thôi. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chỉ là một Lý Nhị Gia mà thôi, anh không để ý. Gần đây tiền đồ của Lão Cửu và Tam Gia rất rộng mở. Bọn họ đã từ bỏ quá khứ đen tối trước đây. Một lòng tập trung làm ăn, cống hiến cho Tô Hàng. Bọn họ còn hợp tác với những người có mái mặt, thương lượng xem làm thế nào để phát triển hơn nữa. Hơn một nửa số tài sản của bọn họ là quán bar và quán karaoke. Tối hôm nay,
Trong một quán karaoke sang trọng, Lão Cửu và Tam Gia đang bàn chuyện làm ăn với năm nhân vật lớn. Đột nhiên, những tiếng hét thảm thiết từ trong hành lang vọng tới. Thuộc hạ của Lão Cửu Tam Gia nằm la liệt đầy trong hành lang. Hiệu quả cách âm quá tốt, nên mấy người Lão Cửu đang ở trong phòng không hề nghe thấy. Rầm. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta đạp tung ra. Một đám người từ bên ngoài xông vào. Các người là ai? Mấy người Lão Cửu nhìn thấy đám người xa lạ kia, lập tức cảnh giác. Lão Cửu, Hồng Tam. Người đàn ông cầm đầu đám người đó hỏi. Phải, các người là ai? Muốn làm gì hả? Lão Cửu nổi giận. Hiện giờ ở Tô Hàng không một ai dám khiêu khích ông ta. Có hai người muốn gặp ông. Người kia mỉm cười đáp. Ai muốn gặp bọn ta? Lão Cửu tò mò. Dứt lời, mười mấy người vừa xông vào phòng giạt sang hai bên mở ra một con đường. Theo tiếng bước chân, có hai người xuất hiện. Một đen, một trắng. Vừa nhìn rõ khuôn mặt của hai người này, Lão Cửu hoảng sợ tới biến sắc, run rẩy nói, cái gì? Hắc, hắc bạch vô thường. Lão Cửu lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm. Đã sớm nghe danh hắc bạch vô thường. Ông ta hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày hai tên sát thần này tìm tới chỗ ông ta. Hắc bạch vô thường sao? Hồng Tam hoảng sợ hét lên. Hắc bạch vô thường là điều cắm. Ai gặp phải bọn chúng thì người đó xui xẻo. Liều mạng vậy, không còn cách nào nữa rồi. Lão Cửu nói. Toàn bộ người của Lý Nhị ra ra ngoài, chỉ để lại hắc bạch vô thường ở trong phòng, khóa cửa lại. Chữ NN nghe những tiếng gào hét thảm thiết từ trong phòng truyền ra. Đến cả người của Lý Nhị ra cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không dám tưởng tượng trong căn phòng đó sẽ là cảnh tượng máu me đến mức nào. Lão Cửu đang bị giày vò đến mức nào chứ? Chỉ có thể dùng một câu để hình dung, trong đó chính là địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết đó kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắc bạch vô thường từ trong phòng bước ra. Tay bọn họ dính đầy máu tươi, bọn họ dùng miệng liếm sạch, như thể không muốn lãng phí dù chỉ một giọt. Đêm đó, đối với một số nơi ở Tô Hàng, là một đêm rất tàn nhẫn. Chỉ trong một buổi tối, Lý Nhị Gia đã khiến cả Tô Hàng biết thế nào là tàn nhẫn, thế nào gọi là Diêm Vương. Đúng là quá khủng khiếp. Không chỉ có vô số người chết, có rất nhiều người bị bẻ gãy từng khúc xương. Tướng quân, không ổn rồi. Tối hôm qua Lý Nhị Gia thanh trừng mấy người Lão Cửu và Hồng Tam đang ngàn cân treo sợi tóc. Sáng sớm hôm sau, Thanh Long báo tin cho Diệp Quân Lâm. Cái gì? Bọn chúng dám làm thật sao? Diệp Quân Lâm hoảng hốt. Phải đấy, Lý Nhị Gia này đúng là một tên điên. Thanh Long cũng cảm thán, có người nói ông ta có hai tên thuộc hạ rất khủng khiếp, ra tay vô cùng độc ác, có không ít người bị bọn chúng cắn chết. Lão Cửu và Hồng Tam có không ít thuộc hạ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Có lẽ đó chính là hắc bạch vô thường mà Tiêu Quốc Phổ nói. Diệp Quân Lâm nói, tướng quân, ngài còn nhớ đao nhỏ chứ? Diệp Quân Lâm gật đầu. Đao nhỏ đã giúp đỡ anh không ít chuyện. Tối hôm qua đao nhỏ bị hắc bạch vô thường hút cạn máu mà chết. Thanh Long lấy một ví dụ đáng sợ. Ừ, vẻ mặt Diệp Quân Lâm vẫn bình thản. Nhưng anh đang vô cùng tức giận. Đi, chúng ta tới chỗ Lão Cửu. Tới bệnh viện, bọn họ liền thấy Lão Cửu và Hồng Tam bị quấn thành hai cái bánh chưng. Diệp Quân Lâm vừa nhìn thấy tình cảnh này liền hiểu được tối hôm qua bọn họ đã trải qua một trận chiến khốc liệt đến mức nào. Xương của Lão Cửu bị bẻ gãy 87 cái, trên người có 105 vết thương. Hồng Tam bị bẻ 76 cái xương, trên người có 88 vết thương. Thanh Long tóm tắt thương thế của bọn họ cho Diệp Quân Lâm. Hiện giờ hai người bọn họ vẫn còn sống đã là kỳ tích rồi. Sau này bọn họ chỉ còn là phế nhân. Bác sĩ nói, Thanh Long lặng lẽ nói với Diệp Quân Lâm, tướng quân, tôi cảm thấy hắc bạch vô thường cố ý không giết chết Lão Cửu và Hồng Tam, là để cảnh cáo chúng ta. Diệp Quân Lâm gật đầu, tôi cũng nhận ra, hơn 100 vết thương, đều ở chỗ hiểm, bọn họ có ý đồ. Quá tàn nhẫn, Thanh Long cắn răng nói, nếu không nhanh chóng xử lý đám người này, liên lụy tới Lý Tiểu Thư, thì hậu quả khó lường. Kỳ Lân nói, tôi ra mặt giải quyết vậy. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần, đã đến lúc để Bạch Hồ ra ngoài vận động một chút rồi. Hả, để Bạch Hổ ra tay sao? Thanh Long và Kỳ Lân đều kinh ngạc. Người có mệnh,
cây có bóng. Chiến thần Bạch Hổ, nổi tiếng từ những trận chiến lớn. Cái tên này là ác mộng của vô số kẻ thù. Bởi vì Bạch Hổ là một tên điên, là ma vương trên chiến trường. Trong năm vị chiến thần, sức chiến đấu của Bạch Hổ là mạnh nhất. Bạch Hổ từng một mình xông vào giữa mấy vạn kẻ địch giết hết bọn chúng, đến một cọng lông cũng chẳng hề hắn gì. Trận chiến đó, anh ta một mình giết hơn 6.000 người, thành danh sau một trận chiến. Nhưng anh ta cũng là người tàn nhẫn nhát, bị người ta bàn cãi nhiều nhát. Một khi Bạch Hổ ra tay, đối thủ chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Có lần, anh ta chôn chết hơn 10.000 tù binh, suýt nữa thì bị lôi tới tòa án quân sự. Cho nên tướng quân mới để anh ta bế quan suốt một thời gian dài. Bạch Hổ ra tay rất đáng sợ, có thể nói là thảm họa. Ừ, nên để Bạch Hổ vận động rồi. Ánh mắt Diệp Quân Lâm vô cùng kiên định. Tối hôm qua, Lý Nhị gia phái Hắc Bạch Vô Thường tàn sát thế giới ngầm, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Chỉ trong một đêm, tên tuổi của Diêm Vương Lý Nhị gia lại nổi lên. Khắp Tô Hàng run rẩy. Có rất nhiều người lo sợ liệu người tiếp theo có phải là mình hay không. Dù sao thì Lý Nhị gia cũng là người trong tối. Tiêu Quốc Phổ bị dọa hoảng. Trên dưới nhà họ Tiêu hoang mang tột độ. Tối hôm qua Lý Nhị gia động tới Lão Cửu, Hồng Tam. Tiếp đó chắc chắn là nhà họ Tiêu. Tiêu Quốc Phổ muốn khóc đến nơi rồi. Cả hai bên ông ta đều không dám đắc tội. Ông ta vốn tưởng rằng, nhà họ Tiêu đang đứng trên đỉnh ở Tô Hàng, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Tổ trạch nhà họ Lý. Lý Nhị gia rất hài lòng về phản ứng của mọi người. Phải dùng tới vũ lực thì bọn chúng mới biết sợ. Nếu không, lúc nào cũng có kẻ nhảy ra khiêu khích ta. Lý Nhị gia cười lạnh. Tiếp theo chúng ta đối phó với kẻ nào đây? Lý Nhị gia suy nghĩ. Lý Văn Hải bước lên phía trước, mỉm cười nói, Nhị gia, tôi đề nghị xử lý một kẻ, nhất định có thể một mũi tên trúng hai đích. Nói, nếu tôi hài lòng nhất định sẽ thưởng. Lý Nhị gia đáp, Tiêu Quốc Phổ có một đứa cháu gái tên là Tiêu Thám, cô ta còn là em vợ của Diệp Quân Lâm, quan hệ rất tốt. Lý Văn Hải cười nói. Nghe vậy, hai mắt Lý Nhị gia sáng lên, ông ta quát lớn một tiếng được. Tiểu Cao, bắt Tiêu Thắm tới đây. Lý Nhị gia mỉm cười nói. Rõ, thưa Nhị gia. Lý Nhị gia nhìn sang Lý Văn Hải, tiểu tử nhà ông không ít ý đồ xấu đấy nhỉ, sau này đi theo Tiêu Thắm làm việc đi. Cảm ơn Nhị gia nâng đỡ, tôi bái ngài một cái. Lý Văn Hải lập tức quỳ xuống, dập đầu với Lý Nhị gia. Đi theo Lý Nhị gia, sau này ông ta có thể ngông nghênh đi lại ở Tô Hàng rồi. Gần đây Tiêu Thắm đang thực tập, làm công việc nghiên cứu thị trường. Trạng vạng tối, cô và các bạn học đang trên đường về thì bị mấy người đàn ông cao lớn chặn lại. Tiêu tiểu thư, đi theo chúng tôi một chuyến. Một người phụ nữ lập tức kéo Tiêu Thắm đi. Làm gì vậy, tôi không quen các người. Tiêu Thắm tỏ vẻ khó chịu. Bạn học của Tiêu Thắm đòi theo, ngăn cản bọn họ. Các người muốn làm gì hả? Mấy nam sinh viên cao lớn đứng chắn trước mặt bảo vệ Tiêu Thám. Rầm, rầm. Đáp lại bọn họ là một cú đấm, máu tươi chảy ra, sống mũi bị đập dập. Tiêu Thám bị bắt đi trước, mặt mọi người. Diệp Quân Lâm đang uống trà ở tập đoàn Vân Đình. Đột nhiên đội trưởng đội bảo vệ, Vũ Sâm gọi điện tới. Diệp tiên sinh, không ổn rồi. Lý gia báo tin, em vợ của anh đang ở trong tay bọn họ. Nếu trong vòng 12 tiếng nữa anh không tới tổ trạch nhà họ Lý, Tiêu Thắm sẽ bị giao cho. Hắc Bạch Vô Thường. Vũ Sâm nói. Cái gì, Tiêu Thắm bị bắt đi sao? Muốn chết phải không? Diệp Quân Lâm tức giận. Anh đã phái người bảo vệ Lý Tử Nhiễm. Nhưng lại không nhớ tới Tiêu Thắm. Nếu Tiêu Thắm rơi vào tay Hắc Bạch Vô Thường, coi như cô thảm rồi. Theo tin tình báo, Hắc Bạch Vô Thường không chỉ là hai tên đao phủ tàn nhẫn, mà còn là ác ma. Ở một diễn biến khác, Tiêu Quốc Phổ ở nhà họ Tiêu cũng nhận được tin tức, Tiêu Thám đã bị bắt đi. Tiêu Quốc Phổ rất sốt ruột, đây là cô cháu ngoại mà ông vô cùng thương yêu. Tối hôm đó, tổ trạch nhà họ Lý, Tiêu Thám bị giam trong một căn phòng nhỏ. Nhưng trong căn phòng bên cạnh không ngừng phát ra tiếng động, như thể đang giam giữ hai con thú hoang hung dữ, tiếng thở ồm ồm khiến người ta nghe mà sợ. Giữa hai căn phòng có một cái cửa sổ, hai bên có thể nhìn thấy nhau.
Tiêu Thấm nhìn thấy hai con quái vật ở căn phòng bên cạnh, sợ hãi hét lên thành tiếng. Hai người bọn họ, một người mặc đồ màu trắng, một người mặc đồ màu đen, lông trên người rất rậm rạp. Không chỉ có tay chân bọn họ được bao phủ một lớp lông dày, mà cả gương mặt cũng bị bộ lông đen xì che khuất. Trông giống như người hoang chưa tiến hóa xong vậy. Bọn họ sống trong bầy sói từ nhỏ, cho nên cách sinh hoạt cũng giống với tập tính của loài sói. Hai người đó nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Thắm, mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên. Ánh mắt của bọn họ đáng sợ hệt như thú hoang, chỉ nhìn Tiêu Thắm một cái Tiêu Thắm đã bị dọa tới khóc òa lên. Lý Nhị Gia đi tới trước căn phòng cắm, mỉm cười nói, thưởng con bé này cho các người, hưởng thụ xong thì giúp tôi giết người. Hắc Bạch Vô Thường lập tức gật đầu, nhìn Tiêu Thắm đầy thèm thuồng. Không, đừng mà. Tiêu Thắm biết ông ta nói vậy là có ý gì. Lý Nhị Gia bỏ đi. Trước khi đi, ông ta ném chìa khóa cho Hắc Bạch Vô Thường. Leng keng. Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng mở được cửa. Hai tên thú hoang này vội vàng mở cửa phòng giam Tiêu Thắm, nhào tới. Tiêu Thắm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh Dễ, mau cứu em với. Tiêu Thắm nghĩ tới Diệp Quân Lâm. Hắc Bạch Vô Thường đang chuẩn bị nhào lên người Tiêu Thắm thì đột nhiên dừng lại. Bọn họ chậm rãi quay đầu lại, nhìn về một nơi cách đó không xa. Có một người đang đứng ở đó, mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh, đội mũ che khuất khuôn mặt. Điều duy nhất có thể nhìn rõ là khóe miệng anh ta ngậm một điều thuốc, đang hút. Anh ta ngoác ngoác ngón tay với Hắc Bạch Vô Thường. Cả người Hắc Bạch Vô Thường vang lên tiếng vặn xương răng rắc. Bọn họ nhìn người đàn ông kia đầy hào hứng. Ánh mắt đục ngầu, nhìn hệt như hai con sói. Người đàn ông mặc đồ bảo vệ này khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm, cũng khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ đó chính là Bạch Hỏ. Đến Tô Hàng suốt mấy tháng, cuối cùng anh ta cũng được xuống núi. Rầm. Một giây sau, Hắc Bạch Vô Thường di chuyển. Nhanh như chớp, liên tục tấn công. Xông về phía Bạch Hồ như hai con sói. Hai cánh tay của Hắc Vô Thường rắn chắc, còn có cả móng vuốt, nhanh chóng chộp được Bạch Hồ. Nhưng Bạch Hồ quá nhanh nhẹn, lập tức tránh được. Anh ta tiện tay ôm eo Hắc Vô Thường, tung gối đá lên. Răng rắc. Cú đá này làm gãy eo của Hắc Vô Thường. Phủ Hắc Vô Thường rú lên như thú hoang, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nổi. Bởi vì eo của hắn đã bị đánh gãy. Một chút sức lực cũng không gượng nổi nữa. Bạch Vô Thường cũng tung sát chiêu, nhưng Bạch Hổ loáng một cái di chuyển tới trước mặt hắn ta, khóa tay hắn lại, dùng sức vặn. Rác! Rác! Hai cánh tay của Bạch Vô Thường bị Bạch Hổ thản nhiên bẻ gãy, ném xuống mặt đất, hai cánh tay cụt còn đang giật giật. Tiêu Thắm sợ hãi nhưng vẫn mở lớn hai mắt. Nhắm mắt lại. Một giọng nói vang lên, khiến Tiêu Thắm cảm thấy an toàn. Cuối cùng anh Dễ cũng tới rồi, ôi! Tiêu Thắm nhào vào lòng Diệp Quân Lâm, ôm chặt. Hắc Bạch Vô Thường dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Hồ. Cả đời này bọn họ chưa từng gặp phải cao thủ như thế. Khó mà tin nổi. Bạch Hồ nhìn bọn họ thất vọng lắc đầu. Ý của anh ta rất đơn giản, đánh không đã. Vốn tưởng rằng sau khi xuất quan, có cao thủ chờ sẵn, điểm chính là, bọn nhỏ bị cắt thành vô số miếng thịt. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đưa Tiêu Thắm rời khỏi đây, Bạch Hổ đi theo phía sau, vẻ mặt vẫn chưa thấy đủ. Trong đại sảnh tổ trạch nhà họ Lý, Lý Nhị Gia đang uống trà chờ đợi. Có phải tên Diệp Quân Lâm đó bị dọa sợ rồi hay không? Không dám tới sao? Lão Cao ngờ vực nói. Lý Văn Hải mỉm cười, chắc chắn là như vậy. Một Tiêu Thắm nhỏ bé, hoàn toàn không đủ để Diệp Quân Lâm đổi mạng tới cứu. Ha ha ha, không phải tên Diệp Quân Lâm này rất ngông cuồng sao? Sao thế, sợ rồi phải không? Lý Nhị Gia cũng bật cười. Lão Cao mỉm cười, Nhị Gia, có lẽ sự kiện tối hôm qua quá khủng khiếp, cả Tô Hàng đều sợ ngài. Diệp Quân Lâm còn dám tới đây hay sao? Đúng lúc đó, Tiêu Quốc Phổ dẫn người nhà họ Tiêu đi tới. Ha ha ha. Đúng là ông ngoại tốt, tới thật rồi này. Còn hơn thứ nhát gan như Diệp Quân Lâm kia ồ. Lý Nhị Gia mỉm cười nói. Tiêu Quốc Phổ run rẩy nói, Lý Nhị Gia, ông có bản lĩnh thì nhằm vào tối đây này, ông bắt cháu ngoại của tôi đi thì có gì giỏi giang chứ? Phải đấy, ông muốn gì chúng tôi cũng đồng ý, mau thả Tiêu Thắm ra. Tiêu Nhược Ngu và Tiêu Nhược Phong nói, nguyên tắc của tôi chỉ có một, người nào liên quan tới các người,
tôi đều không bỏ qua. Lý Nhị Gia lạnh lùng nói, Tiêu Quốc Phổ nhận ra điều gì đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ông. Không phải ông làm gì Tiêu Thấm rồi đấy chứ. Ha ha ha, chuyện đó tôi cũng không chắc, dù sao thì tôi cũng ném Tiêu Thắm cho Hắc Bạch Vô Thường rồi. Lý Nhị Gia tàn nhẫn mỉm cười. Ông, đồ súc sinh. Tiêu Quốc Phổ giận dữ muốn phát nổ. Mau đưa chúng tôi tới đó. Tiêu Nhược Ngu dục. Được, vậy chúng ta đi xem siêu thật đáng tiếc, tên nhát gan Diệp Quân Lâm kia không dám tới. Lý Nhị Gia có chút tiếc nuối. Bọn họ đi tới phía sau tổ trạch nhà họ Lý. Nếu không gì bất ngờ, thì có lẽ Hắc Bạch Vô Thường đang chơi đùa với Tiêu Thám đấy. Lý Nhị Gia cười ha hả. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã phải khựng lại. Nhưng khi nhìn thấy từng phần thân thể của Hắc Bạch Vô Thường rải rác khắp nơi và máu tươi vương vãi, Lý Nhị Gia liền há hốc miệng. Đây là Hắc Bạch Vô Thường sao? Cho dù bọn họ đã bị cắt thành từng mảnh, nhưng Lý Nhị Gia vẫn nhận ra được. Dù sao thì loại quần áo mà bọn họ mặc vẫn rất đặc biệt. Rằm, chuyện này cũng chẳng khác nào xét đánh ngang tai đối với đám người lão cao. Hắc Bạch Vô Thường chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Sức mạnh của Hắc Bạch Vô Thường khủng bố đến mức nào cơ chứ? Có lẽ ở tỉnh cũng chẳng có ai là địch thủ của bọn họ. Vậy mà lại bỏ mạng ở Tô Hàng. Lại còn bị giết bằng cách tàn nhẫn như vậy nữa chứ? Mấy người Tiêu Quốc Phổ chẳng hơi đâu mà để ý chuyện này, lập tức chạy vào bên trong, nhưng chẳng thấy Tiêu Thắm đâu cả. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thắm được cứu đi rồi. Một khắc sau, bọn họ nhận được điện thoại của Tiêu Thắm, bọn họ càng chắc chắn. Người nhà họ Lý ở bên ngoài rơi vào trầm mặc. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này quả là chấn động lớn. Ở Tô Hàng còn có người có thể giết chết Hắc Bạch Vô Thường sao? Lý Nhị Gia và Lão Cao quay sang nhìn nhau. Bọn họ lập tức nghĩ tới một người, ông chủ thần bí đứng sau tập đoàn Vân Đình. Tiêu Quốc Phổ cười lạnh, Lý Nhị Gia đã biết Tô Hàng này. Lợi hại thế nào rồi chứ? Ông thật sự không chọc vào người đó nổi đâu. Nghe vậy, Lý Nhị Gia run lên. Ánh mắt ông ta khó mà tin nổi. Chẳng trách Thẩm Vạn Sơn, Trần Thiên Kiều và những người kia lại khuyên ông ta, thì ra ông ta thật sự không chọc vào nổi. Ít nhất thì, ở Tô Hàng này, ông ta không chọc vào nổi. Tiêu Quốc Phổ đắc ý cười nói, Lý Nhị Gia, bây giờ tôi cho ông một con đường. Ông mau tới trước tập đoàn Vân Đình quỳ gối một đêm, có lẽ vị ấy sẽ tha cho ông một mạng. Không thể nào, Lý Mỗ này sao có thể khuất phục người khác được. Lý Nhị Gia lập tức căn dặn, Tiểu Cao, thu dọn đi, chúng ta mau chóng về tỉnh, còn trần trừ thì có lẽ không thể quay. Về nữa đâu. Kết cục này không ai ngờ tới, Lý Nhị Gia hùng hố tới đây, vậy mà lại ra đi như thế. Lý Nhị Gia biết rõ nếu trần trừ ở lại thì sẽ có kết cục gì, cho nên quyết định chạy thật nhanh. Diệp Quân Lâm nhận được tin, Lý Nhị Gia muốn rời khỏi Tô Hàng. Ha ha, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Ở lại Tô Hàng mãi mãi đi. Thanh Long và Kỳ Lân nhìn nhau. Cùng lúc đó, Lý Nhị Gia và đám người lão cao đã rời khỏi khu thành thị của Tô Hàng. Đi thẳng về hướng tỉnh. Cuối cùng cũng ra khỏi Tô Hàng. Lý Nhị Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta còn sợ rằng mình sẽ xong đời ở Tô Hàng. Diệp Quân Lâm quá đáng sợ. Đến cả cao thủ như Hắc Bạch Vô Thường cũng bị giết chết một cách tàn nhẫn. Ông ta mà ở lại thì chỉ có đường chết. Đối thủ quá mạnh, ông ta đành phải tránh đi. Món nợ này của tập đoàn Vân Đình, tôi sẽ nhớ kỹ, chờ viện binh của tôi ở tỉnh thành tới. Món nợ này, Lý Nhị Gia sẽ không cứ thế mà quên đâu. Nhị Gia, tôi cảm thấy có chỗ không ổn. Mí mắt phải của lão cao không ngừng nháy, ông ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Yên tâm đi, không có ai đuổi theo đâu. Lý Nhị Gia cười lạnh nói. Két! Đúng lúc đó, tài xế đột ngột phanh lại khiến đám người Lý Nhị Gia suýt thì bay ra ngoài. Thì ra phía trước đã bị phong tỏa chặt chẽ. Đoàn xe của Lý Nhị Gia đành phải dừng lại. Xảy ra chuyện gì thế? Lý Nhị Gia sốt ruột hỏi. Phía trước tắm chắn đường, từng bóng người xuất hiện. Người đi đầu tiên là Dêm. Bọn họ đã đợi ở đây từ lâu rồi. Nếu Lý Nhị Gia đã đến Tô Hàng rồi thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Việc gì phải đi chứ? Dêm dùng tiếng Hán không lưu loát của mình mà nói. Đánh bọn chúng. Ánh mắt Lý Nhị Gia lạnh đi.
vệ sĩ của nhà họ Lý lập tức xông lên. Giờ hoàm rằm rằm. Nhưng dù sao bọn họ cũng chẳng địch nổi lính đánh thuê như dêm. Vệ sĩ nhà họ Lý nhanh chóng bị đánh gục. Lý Nhị Gia và Lão Cao dùng ánh mắt khó tin nhìn dêm. Lý Nhị Gia biết mình không đánh lại, lập tức ra lệnh dừng tay. Đưa đi. Cuối cùng dêm bắt Lý Nhị Gia đang trên đường chạy trốn quay về Tô Hàng. Sau khi di chuyển tới một sơn trang nào đó ở Tô Hàng. Có một đám người trông chừng ông ta. Lý Nhị Gia run rẩy nói, các người muốn làm gì? Tôi muốn gặp ông chủ tập đoàn Vân Đình. Kỳ Lân mỉm cười, muốn gặp ông chủ của tôi. Ông không có tư cách đó. Cậu là ai? Lý Nhị Gia cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Nam Hiên. Lục Nam Hiên? Cái gì? Lục Nam Hiên? Lý Nhị Gia lập tức giật mình. Lục Nam Hiên là nhân vật thần bí số 2 chỉ sau ông chủ tập đoàn Vân Đình. Các người muốn làm gì tôi? Lý Nhị Gia hoảng loạn. Lục Nam Hiên mỉm cười, bây giờ, chúng tôi cho Lý Nhị Gia một cơ hội. Cơ hội gì? Lục Nam Hiên càng cười tươi hơn, cơ hội giữ lại cái mạng của ông cho rằng, bản thân mình đáng giá bao nhiêu tiền. Lý Nhị Gia lập tức hiểu ra. Như vậy tức là dùng tiền bán mạng sao? Lục Nam Hiên muốn dọa ông ta đầy à? Nhưng ông ta biết rằng, nếu không dùng tiền, thì chỉ có một con đường chết. Một. Lý Nhị Gia vừa định nói 100 triệu thì Lục Nam Hiên cắt lời, tôi nghe nói Lý Nhị Gia là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh, ít nhất cũng phải được mấy trăm triệu chứ nhỉ? Khốn nạn! Lý Nhị Gia siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng. Lục Nam Hiên dám giở trò châm chọc ông ta. Thế này đi, 10 tỷ, phù hợp với địa vị của Lý Nhị Gia rồi đấy, không làm khó ông đấy chứ? Lục Nam Hiên cười nói, giống hệt một con cáo già. Mày! Lý Nhị Gia tức muốn nổ tung. 10 tỷ. Muốn ông ta giao ra 10 tỷ sao? Tập đoàn Vân Đình cũng thật tham lam. Lão Cao cũng tức muốn chết, nhưng không thể làm gì cả. Hả, chẳng lẽ Lý Nhị Gia cảm thấy mạng của mình không đáng 10 tỷ sao? Sắc mặt Lục Nam Hiên thay đổi, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Khiến ra đầu Lý Nhị Gia tê dần, như thể rơi vào kẽ băng. Ông ta hiểu rằng, Lục Nam Hiên đang cảnh cáo ông ta. Nếu không giao ra 10 tỷ, thì chỉ có đường chết. Lý Nhị Gia và Lão Cao nhìn nhau một lúc, sau đó chấp Lục Nam Hiên gật đầu, ừ, không thành vấn đề. Chỉ cần có đủ 10 tỷ, thì cái mạng chó của ông chẳng còn đáng giá một đồng. Phì! Lý Nhị Gia tức tới hộc máu. Bị ép giao ra 10 tỷ thì thôi, còn phải chịu nhục nhã như vậy. Lão Cao, lập tức cho người đem tiền tới đây. Lão Cao làm việc nhanh nhẹn, 10 tỷ nhanh chóng được đem tới. Lục Nam Hiên mỉm cười, hoan nghênh Nhị Gia quay lại Tô Hàng, cống hiến cho Tô Hàng. Rầm, Lý Nhị Gia lảo đảo ngã xuống. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lý Nhị Gia hùng hố tới Tô Hàng, còn chưa được 3 ngày đã bỏ đi. Hắc Bạch Vô Thường bị giết ở đây, chính ông ta cũng phải nộp ra 10 tỷ mới có thể rời đi. Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài. Khắp tỉnh Giang Nam đều vô cùng khiếp sợ. Đến cả Diêm Vương Lý Nhị Gia cũng phải thê thảm bỏ chạy sao? Tô Hàng khủng khiếp như vậy thật sao? Không phải 3 ngọn núi lớn của Tô Hàng đã sụp đổ rồi hay sao? Tô Hàng còn có nhân vật khủng bố nào khác ư? Càng ngày càng có nhiều gia tộc có thế lực chùn bước, yên lặng quan sát. Bọn họ cũng dần dần phát hiện ra, tảng mỡ dày Tô Hàng này ăn không ngon, răng rất bén. Trừ phi toàn tâm toàn ý cống hiến cho Tô Hàng. Tuân thủ mọi quy tắc ở Tô Hàng, nếu không, đến Lý Nhị Gia cũng không trụ nổi đâu. Nhất định đây sẽ là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời Lý Nhị rồi mọi người cũng biết, Lý Nhị Gia sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nhất định ông ta sẽ trả thù Tô Hàng. Đổi Lý Nhị Gia 10 tỷ, tất nhiên là ý của Diệp Quân Lâm. Tướng quân, 10 tỷ này sử dụng thế nào đây? Kỳ Lâm và Hà Điềm Điềm dò hỏi Diệp Quân Lâm. Toàn bộ dùng để phát triển Tô Hàng. Thứ nhất. Lập quỹ trợ giúp những người cần hỗ trợ. Thứ hai, xây dựng thêm nhiều viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trường tiểu học. Thứ ba, hỗ trợ những lĩnh vực còn yếu kém ở Tô Hàng, ví dụ như nông nghiệp. Diệp Quân Lâm nói. Nghe vậy, Kỳ Lân và Hà Điềm Điềm sáng cả mắt lên. Bọn họ luôn không theo kịp trình độ của Diệp Quân Lâm. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm sẽ dùng 10 tỷ để phát triển tập đoàn Vân Đình. Hà Điềm Điềm lại lo lắng nói. Diệp Tổng,
nhất định tên Lý Nhị Gia này sẽ quay lại. Ông ta là một kẻ không chịu thiệt. Diệp Quân Lâm hút thuốc, mỉm cười, thế thì quá tốt. Lần sau không thể chỉ lấy 10 tỷ được, tôi lại mong rằng tên Lý Nhị Gia ngu ngốc này quay lại đây nhiều một chút. Như thế càng có lợi cho sự phát triển của Tô Hàng. Phi, Kỳ Lân và Hà Điềm Điềm nghe mà buồn nôn. Nếu để những nhân vật lớn ở tỉnh biết chuyện, chắc chắn bọn họ sẽ tức chết. Chẳng ai ngờ Lý Nhị Gia lại phải chật vật chạy khỏi Tô Hàng như vậy. Người hời nhất chẳng ai khác ngoài nhà họ Tiêu. Dù sao, đêm hôm đó Lý Nhị Gia tàn sát, tất cả mọi người đều cho rằng ngày tận thế của nhà họ Tiêu đến rồi. Ai mà biết được, kẻ thua cuộc lại là Lý Nhị Gia chứ. Sau khi đánh bại Lý Nhị Gia, quyền lực nhà họ Tiêu và tập đoàn Vân Đình càng được mở rộng. Trở thành hai trụ cột lớn của Tô Hàng. Hôm nay, Diệp Quân Lâm vừa bước vào công ty thì Phương Tử Tình tới tìm anh. Mau chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn. Nhớ là, ăn mặc cho đẹp đẽ một chút. Phương Tử Tình cho người đem đến một bộ Âu phục. Diệp Quân Lâm vẫn chưa mặc. Không cần. Sau đó không lâu, có phóng viên tới. Hả, tại sao lại là anh? Diệp Quân Lâm. Nữ phóng viên xinh đẹp hỏi, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Quân Lâm dụi mắt, nhìn kỹ cô ta. Nhớ ra rồi. 6 năm trước, nữ phóng viên xinh đẹp này vừa mới tới đài truyền hình Tô Hàng làm phóng viên thực tập. Khi đó cô ta từng phỏng vấn anh và Lục Vân Đình. Diệp Quân Lâm còn nhớ cô ta không phải người hiền lành gì. Dùng sắc đẹp dụ dỗ anh, sau khi bị anh cự tuyệt, cô ta lại đi quyến rũ Lục Vân Đình, cũng thất bại. Sau đó, Diệp Quân Lâm tố cáo cô ta. Cô ta bị xử phạt, đuổi khỏi nơi thực tập, vĩnh viễn không được đài truyền hình thuê nữa. Nhưng không ngờ hôm nay cô ta lại làm việc cho đài truyền hình, hơn nữa nhìn thái độ của cô ta thì có vẻ đã trở thành phóng viên lão làng của đài truyền hình rồi. Không sai. Năm đó sau khi Vương Mỹ Kỳ bị Diệp Quân Lâm tố cáo, bị đài truyền hình đuổi việc. Nhưng sau đó, Vương Mỹ Kỳ dùng bản lĩnh của mình, lên giường với người phụ trách của đài truyền hình, lại được quay về đài truyền hình. Cô ta thuận lợi thăng tiến, bây giờ đã là phóng viên xinh đẹp, có năng lực nhất ở đài truyền hình. Hơn nữa cô ta lại có gương mặt xinh đẹp, khí chất cũng ổn, có địa vị cao trong giới truyền thông, là một quân bài tốt mạnh của đài truyền hình. Vì tập đoàn Vân Đình phát triển quá mạnh mẽ, cho nên mới phái quân bài mạnh này tới phỏng vấn. Trước khi tới đây, Vương Mỹ Kỳ rất hồi hộp. Dù sao thì tập đoàn Vân Đình cũng là trụ cột của Tô Hàng. Gặp mặt tập đoàn lớn, cô ta cũng rất căng thẳng. Cô ta cũng muốn tạo mối quan hệ. Nếu có thể qua lại với Lục Nam Hiên hoặc ông chủ lớn đứng sau tập đoàn Vân Đình, thì còn gì tốt hơn. Trong túi sách của Vương Mỹ Kỳ có cả tất chân và mấy thứ như thế. Sẵn sàng dâng mình bất cứ lúc nào. Cô ta không ngờ người được phỏng vấn lại là Diệp Quân Lâm. Cô Vương, vị này là Diệp Quân Lâm, là người phó tổng giám đốc Phương sắp xếp để trả lời phỏng vấn lần này. Trợ lý của Phương Tử Tình giới thiệu. Hàng lông mày thanh tú của Vương Mỹ Kỳ nhíu lại, tò mò hỏi, phiền cô nói cho tôi biết anh Diệp có chức vụ gì được không? Hả, anh ta là cố vấn kỹ thuật. Tôi cũng không biết tại sao Tổng Giám Đốc Phương lại để anh ta trả lời phỏng vấn nữa. Trong mắt tôi anh ta là người không có tư cách trả lời phỏng vấn nhất, còn chẳng sạch sẽ bằng bảo vệ nữa. Trợ lý của Phương Tử Tình ghé vào tai Vương Mỹ Kỳ, nhỏ giọng cao nhau. Nếu cô Vương không hài lòng thì tôi sẽ đề nghị với Tổng Giám Đốc Phương, đổi người khác có địa vị hơn trả lời phỏng vấn. Trợ lý hỏi. Vương Mỹ Kỳ mỉm cười nói, không cần, anh ta rất phù hư vậy cũng được. Cô Vương bắt đầu đi, có việc thì cứ tìm tôi. Sau khi trợ lý đi, Vương Mỹ Kỳ bắt đầu quan sát Diệp Quân Lâm kỹ càng. Diệp Quân Lâm, không ngờ lại có ngày chúng ta gặp nhau thế này nhỉ. Tôi không ngờ anh vẫn còn làm việc ở tập đoàn này đấy. Vương Mỹ Kỳ cười nhạo. Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười, tôi cũng không ngờ cô vẫn còn làm việc ở đài truyền hình chứ. Không phải cô bị đuổi việc rồi sao? Người quay phim đứng bên cạnh cười lạnh. Mong anh chú ý từ ngữ của mình, hiện giờ cô Vương là người có địa vị ở đài truyền hình, là phóng viên giỏi nhất. Vương Mỹ Kỳ đắc ý nhìn Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cô làm thế nào mà thăng tiền được vậy? Chẳng lẽ? Diệp Quân Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh! Vương Mỹ Kỳ biết Diệp Quân Lâm muốn nói gì, tức giận tới phát run. Tôi dựa vào năng lực của mình nên mới thăng tiến đến thế này. Làm gì giống một vài người nào đó, tôi nghe nói.
dựa vào một chút quan hệ mà làm sằng làm bậy. Đúng là còn chẳng sạch sẽ bằng bảo vệ, chẳng bằng phế vật. Cũng phải thôi, dù sao anh cũng vừa mới ra tù, có công việc để làm tốt lắm rồi. Vương Mỹ Kỳ chê cười. Những nhân viên khác đi theo liền nói, cô Vương, có phải tập đoàn Vân Đình bắt nạt chúng ta quá đáng rồi không? Sao lại cho một tên tội phạm đang cải tạo trả lời phỏng vấn của đài truyền hình chúng ta? Rõ ràng là không nể mặt chúng ta. Phải đấy, chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn thế này. Về thôi. Vương Mỹ Kỳ nghĩ ra ý tưởng xấu ra nào đó, cô ta cười lạnh rồi nói, không không. Tiếp tục phỏng vấn, tập đoàn Vân Đình là tập đoàn nổi bật ở Tô Hàng. Bọn họ không thể không tôn trọng chúng ta được. Diệp Quân Lâm chuẩn bị một chút, sau đó chính thức bắt đầu phỏng vấn. Vương Mỹ Kỳ ra lệnh. Tới đây. Cho dù anh ghét cô ta, nhưng cuộc phỏng vấn thì vẫn phải tiếp tục. Nếu không thì không dễ nói chuyện với Phương Tử Tình. Sau khi đội quay phim mở máy, Vương Mỹ Kỳ xuất hiện trước ống kính bằng dung mạo xinh đẹp nhát. Đây là tố chất nghề nghiệp của cô ta. Đầu tiên, cô ta nhìn vào máy quay giới thiệu cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, sau đó bắt đầu phỏng vấn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tiên sinh, nghe nói anh phạm tội cưỡng dâm mà phải vào tù, có đúng là như vậy không? Sắc mặt Diệp Quân Lâm khó chịu, nhưng anh vẫn gật đầu, phải. Phạt 6 năm tù thật sao? Phải. Vậy anh ra tù từ lúc nào? 3 tháng trước. Nghe nói sau khi ra tù, anh dựa vào mối quan hệ của mình nên mới được làm việc ở tập đoàn Vân Đình. Người đưa anh vào tập đoàn là ai? Từng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quân Lâm, bây giờ lại đi làm công cho công ty của chính mình, anh có cảm nhận như thế nào? Còn anh thì sao? Nghe nói anh sống không có kỷ luật, nổi cả ý đồ với chị dâu của mình, có phải như vậy hay không? Sau khi bắt đầu, nhân viên của đài truyền hình đều há hốc miệng. Những gì Vương Mỹ Kỳ phỏng vấn vốn không được viết trong kịch bản. Vốn dĩ bọn họ định phỏng vấn về phương hướng phát triển và tương lai của tập đoàn Vân Đình, vậy mà Vương Mỹ Kỳ chỉ hỏi về Diệp Quân Lâm. Hơn nữa câu nào cũng hỏi rất sắc bén, không ngừng tấn công anh. Sao Diệp Quân Lâm có thể không nhận ra ý đồ độc ác của Vương Mỹ Kỳ chứ? Nhưng nếu anh không trả lời phỏng vấn, nhất định Phương Tử Tình sẽ lải nhải. Cho nên Vương Mỹ Kỳ hỏi gì, Diệp Quân Lâm cũng trả lời. Nửa tiếng sau, cuộc phỏng vấn kết thúc. Vương Mỹ Kỳ cũng không giữ nụ cười chuyên nghiệp trên mặt nữa. Diệp Quân Lâm, có phải anh cảm thấy vui mừng đến phát hoảng không? Dù sao cũng được lên TV cơ mà. Vương Mỹ Kỳ mỉm cười nói. Sau đó, Vương Mỹ Kỳ bảo những người khác đi trước. Diệp Quân Lâm, không ngờ phải không? Vương Mỹ Kỳ đây không chỉ không bị đuổi việc, mà còn tung hoành ở đài truyền hình tốt như thế. Anh tức giận lắm có phải không? Tôi nói cho anh biết, anh và Lục Vân Đình đều là kẻ không biết điều. Năm đó bà đây để mắt tới các ngươi, nên mới cho các người cơ hội. Các người chẳng những không cảm kích, lại còn tố cáo nhưng có tác dụng gì không? Dựa vào năng lực của tôi, muốn giết anh thì rất đơn giản. Khiến anh thân bại danh liệt lại càng đơn giản hơn. Vương Mỹ Kỳ đắc ý nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười đáp, đi theo con đường tà đạo thì chẳng sống được bao lâu đâu, một ngày nào đó cô sẽ gặp báo ứng thôi. Liếc mắt một cái cũng nhận ra, chắc chắn Vương Mỹ Kỳ dùng cơ thể của mình mà leo lên. Hừ, thật sao, đã rất nhiều năm rồi, chẳng phải tôi vẫn sống rất tốt đó sao? Hơn nữa, tiếp theo tôi còn muốn làm việc ở đài truyền hình của tỉnh đấy. Vương Mỹ Kỳ tỏ vẻ đắc ý. Diệp Quân Lâm mỉm cười đầy sâu xa, thật sao? Vậy thì nhất định cô không thể đi được. Diệp Quân Lâm, mối thù tố cáo 6 năm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ tôi nói thật cho anh biết, tôi sẽ báo thù. Anh chờ đấy. Nói xong, Vương Mỹ Kỳ rời khỏi phòng họp. Nhưng cô ta vẫn chưa đi. Cô ta dùng danh nghĩa phóng viên phỏng vấn của mình, đi dạo ở tập đoàn Vân Đình. Gặp được nam nhân viên có chức vụ cao, cô ta liền đưa cách liên lạc với mình cho bọn họ. Cuối cùng mới tới chỗ Phương Tử Tình. Phó Tổng Giám đốc Phương, hôm nay tôi có thể gặp được ông chủ tập đoàn Vân Đình hoặc Tổng Giám đốc Lục Nam Hiên được không? Vương Mỹ Kỳ hỏi. Cô ta lăn lộn trong giới thượng lưu ở Tô Hàng, gần đây cô ta biết rất nhiều chuyện lớn. Ví dụ như chuyện Lý Nhị Gia thua ở Tô Hàng, cô ta biết rất rõ. Cô ta cũng biết thế lực khác Lý Nhị Gia là ông chủ tập đoàn Vân Đình. Nếu cô ta có thể qua lại với ông chủ hoặc Lục Nam Hiên thì tương lai đúng là mở rộng.
Vương Mỹ Kỳ có gương mặt xinh đẹp, khí chất xuất sắc, là một bông hoa của đài truyền hình. Cô ta rất tự tin vào sức hút của mình. Chỉ cần để cô ta gặp ông chủ thần bí và Lục Nam Hiên, cô ta tự tin mình có thể làm được. Một khi lên giường với người ta, cô ta chắc chắn mấy người đàn ông đó không thể rời xa cô ta. Đây là kỹ năng sinh tồn của cô ta. Nếu không, một thực tập sinh nhỏ bé không có gia thế như cô ta, chỉ trong 6 năm đã mua được 8 căn nhà ở Tô Hàng, một căn biệt thự, tài sản mấy chục triệu sao. Có lẽ đã bị gió to thổi bay từ lâu rồi. Chỉ tiếc là, hai vị đó đều không có ở đây. Phương Tử Tình mỉm cười nói. Đến cô còn chưa từng gặp ông chủ, cô ta muốn gặp là được chắc. Phó Tổng Giám đốc Phương, tôi sẽ xin phép đài truyền hình, đưa tin về ông chủ tập đoàn Vân Đình và Tổng Giám đốc Lục. Đối với tập đoàn Vân Đình, như vậy có rất nhiều lợi ích. Chuyện này không cần tôi phải nhiều lời chứ. Vương Mỹ Kỳ cười thật tươi. Thôi được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Phương Tử Tình đồng ý. Vốn dĩ cô ta cũng muốn gặp ông chủ lớn thần bí. Vương Mỹ Kỳ rời khỏi phòng làm việc của Phương Tử Tình. Trong hành lang, cô ta gặp Diệp Quân Lâm. Cô ta cười lạnh, lần trước anh phá đám tôi, để xem lần này tôi hủy diệt anh thế nào. Đối với hạng nhân vật nhỏ bé như kiến này, Diệp Quân Lâm cũng chẳng thèm để ý. Đến người có quyền lực như Lý Nhị Gia chẳng phải vẫn ngoan ngoãn giao ra 10 tỷ đó sao? Đột nhiên, Chu Ngọc Hãng gọi điện thoại tới. Lão Chu, sao thế? Diệp Quân Lâm hỏi. Tướng quân, tôi nói thẳng. Chuyện xảy ra gần đây làm thị trường Tô Hàng rung chuyển, chúng tôi bàn bạc xong, quyết định tổ chức một buổi kêu gọi đầu tư, mục đích chính là để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và ngoài tỉnh, ổn định thị trường của Tô Hàng, đồng thời mở rộng thị trường của Tô Hàng. Ngài thấy sao? Chu Ngọc Hằng nói, hai mắt Diệp Quân Lâm sáng lên, lão Chu thật lợi hại. Hoàn toàn có thể, gần đây không biết có bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ lớn Tô Hàng, càng sớm giải quyết càng tốt. Biện pháp của ông rất tốt, tôi đồng ý. Chu Ngọc Hằng do dự một chút rồi nói, nhưng gần đây, tôi phải tới Yến Kính công tác, có lẽ phải mất một tháng. Cho tôi chuyện kêu gọi đầu tư giao cho anh toàn quyền phụ trách vậy, dù sao anh cũng là phó thị trưởng của Tô Hàng. Được, vậy thì giao cho tôi đi. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Quân Lâm cũng cảm thấy cách này rất tốt. Thị trường rất lớn, muốn tới đây phát triển cũng được thôi, nhưng nhất định phải cống hiến vì Tô Hàng. Có quy tắc này, mọi chuyện trở nên nề nếp hơn nhiều. Sau khi Diệp Quân Lâm tán thành biện pháp của Chu Ngọc Hằng, Tô Hàng cấp tốc đề ra chính sách, quyết định 3 ngày nữa sẽ tổ chức buổi kêu gọi đầu tư thương mại. Do Phó Thị trưởng họ Diệp của Tô Hàng chủ trì. Các đài truyền hình Tô Hàng lập tức nhận được tin tức, dùng biện pháp tuyên truyền tốt nhất để đưa tin. Lãnh đạo đài truyền hình lập tức tìm tới Vương Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, mấy ngày tới cô tới nơi tổ chức buổi kêu gọi đầu tư phỏng vấn cả ngày, vất vả cho cô rồi. Vương Mỹ Kỳ vừa nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên. Bu ỏi kêu gọi đầu tư lớn như thế, chẳng phải cô ta sẽ gặp được rất nhiều nhân vật lão làng, mở rộng mối quan hệ hay sao? Đây là chuyện mà Vương Mỹ Kỳ thích làm nhát. Còn nữa, người chủ trì buổi kêu gọi đầu tư thương mại này là phó thị trưởng mới nhận chức, cô phải dùng mọi cách phỏng vấn được vị lãnh đạo cấp phó này. Hoàn thành được nhiệm vụ này, tháng sau chắc chắn sẽ thăng chức cho cô. Vương Mỹ Kỳ liền bảo đảm, lãnh đạo, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, cô là quân bài tốt của chúng tôi đấy, ha ha. Ánh mắt của lãnh đạo trắng trợn nhìn ngắm cơ thể Vương Mỹ Kỳ. Cảm ơn lãnh đạo đã cho tôi cơ hội lần này, bịch bịch. Vương Mỹ Kỳ mỉm cười, cố ý trượt chân ngã vào lòng lãnh đạo. Một cảnh tượng ướt át xảy ra ngay trong phòng làm việc. Cuộc phỏng vấn kết thúc, Phương Tử Tình hỏi thăm Diệp Quân Lâm. Phỏng vấn thế nào, có lẽ là ổn. Diệp Quân Lâm gật đầu. Phương Tử Tình nghiêm túc nói, Diệp Quân Lâm, anh phải hiểu rằng tôi đang âm thầm cho anh cơ hội đấy. Mục đích chính là để anh nhanh chóng nâng cao địa vị của mình, nếu không anh sẽ bị tử nhiễm bỏ lại phía sau ngày một xa cho mà xem. Hành động lần này Phương Tử Tình rõ ràng là có mục đích riêng. Cô ta muốn cho Diệp Quân Lâm cơ hội trở nên lợi hại hơn. Được, cảm ơn lãnh đạo. Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ mỉm cười. Được rồi, tiếp đó chúng ta chờ đài truyền hình đưa tin vậy. Phương Tử Tình tin rằng, sau khi cuộc phỏng vấn được đài truyền hình phát sóng, địa vị của Diệp Quân Lâm sẽ được nâng cao.
cô ta cũng có thể sắp xếp cho Diệp Quân Lâm chức vụ cao hơn. Hôm nay, Diệp Quân Lâm tan làm sớm, cùng Lý Tử Nhiễm đi đón hai người Lý Văn Uyên. Bọn họ biết hiện giờ Lý Tử Nhiễm đang là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Thiên, vui vẻ tới mức hoa chân múa tay. Lý Tử Nhiễm mỉm cười nói, bố mẹ, Quân Lâm cũng không hề thua kém. Tử Tình đã cố tình sắp xếp để đài truyền hình phỏng vấn anh ấy, tối nay sẽ phát sóng. Sau này Quân Lâm cũng trở thành người nổi tiếng rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Văn Uyên cười lạnh, ông già kia chỉ tốt với Lý Văn Phi và Lý Văn Hải. Bây giờ xem nhà chúng ta sống tốt thế nào đi. Hừ, Triệu Nhã Lan cũng kiêu căng ra mặt. Dù sao khi còn ở nhà họ Lý bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi. Người mà lão gia không coi trọng nhất chính là bọn họ. Bây giờ thật hãnh diện biết mấy. Tối hôm đó, bốn người ngồi trước TV, chờ tới lúc cuộc phỏng vấn Diệp Quân Lâm được phát sóng. Tới rồi. Mọi người lập tức chăm chú nhìn TV. Người đầu tiên xuất hiện là Vương Mỹ Kỳ, cô ta giới thiệu khái quát về tập đoàn Vân Đình. Phóng viên này thật lợi hại. Là phóng viên nổi tiếng ở Tô Hàng. Tôi từng nhìn thấy cô ta rồi. Lý Văn Uyên tán dương. Triệu Nhã Lan gật đầu, đúng vậy, cô ấy là phóng viên giỏi nhất của Tô Hàng đấy. Cô ấy đã từng tới bệnh viện phỏng vấn viện trưởng rồi. Tập đoàn Vân Đình lớn mạnh, không thể bỏ qua sự nỗ lực của từng nhân viên ưu tú. Dạo quanh tập đoàn Vân Đình một vòng, chúng tôi nhận ra ở đây có rất nhiều nhân tài. Vương Mỹ Kỳ bắt đầu chuyển đề tài. Nhưng khó khăn lắm tôi mới tìm được một nhân viên hoàn toàn không phù hợp. Anh ta làm việc ở đây, quả là sự sỉ nhục đối với tập đoàn Vân Đình. Đầu tiên, Vương Mỹ Kỳ dành mấy phút để khen ngợi tập đoàn Vân Đình hết lời. Bây giờ lại đột ngột vạch trần một nhân viên không ra gì, ý của cô ta rất đơn giản, cô ta muốn nói chuyện này không liên quan tới tập đoàn Vân Đình, chỉ là vấn đề của riêng nhân viên này mà thôi. Nhưng sau bước ngoặt này, khán giả đang chăm chú xem TV đều khựng lại. Đặc biệt là Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan, bọn họ quay sang nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy có chuyện không ổn. Mặc dù tôi không nên vạch trần nhân viên này, nhưng vì tập đoàn Vân Đình đang gánh vác trách nhiệm là hy vọng của tập đoàn Vân Đình, tôi tuyệt đối không cho phép loại xấu xa này làm ô nhiễm tập đoàn Vân Đình. Nhắc tới chuyện này cũng có chút thú vị, nhân viên này lại là người sáng lập tiền thân của tập đoàn Vân Đình, người sáng lập tập đoàn Quân Lâm, Diệp Quân Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hả? Khi Vương Mỹ Kỳ nói ra cái tên này, những khán giả đang theo dõi chương trình đều nín thở. Cái gì? Quân Lâm? Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều quay sang nhìn Diệp Quân Lâm. Chẳng phải Lý Tử Nhiễm nói sau khi Diệp Quân Lâm được phỏng vấn, sẽ trở thành người nổi tiếng sao? Sao lại biến thành nhân viên xấu rồi? Xảy ra chuyện gì thế này? Diệp Quân Lâm chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng nhìn TV. Lá gan của phóng viên nhỏ này lớn thật đấy. Vương Mỹ Kỳ mỉm cười nói, có thể mọi người sẽ cho rằng có người như vậy gia nhập tập đoàn Vân Đình, chẳng phải giống như hổ mọc thêm cánh hay sao. Nhưng tôi đã điều tra rồi. Diệp Quân Lâm dựa vào mối quan hệ nên mới xin được làm việc ở tập đoàn Vân Đình, cả ngày chẳng làm việc gì cả. Trong thời gian làm việc, anh ta chỉ uống trà hút thuốc rồi đi ngủ, ngoài ra thì chẳng làm gì nữa. Mối quan hệ của anh ta với nhân viên trong công ty rất tệ, hơn 80% nhân viên đều rất ghét anh ta, nhưng vì anh ta là đồng nghiệp nên chẳng thể làm gì được. Chỉ có một vài người vốn là nhân viên của tập đoàn Quân Lâm là có ấn tượng không tệ về anh ta. Nhưng đến cả người ngoài như tôi cũng không thể chấp nhận nổi, để một khối u ác tính như vậy làm việc ở đây sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy tới tập đoàn Vân Đình. Hiện giờ tập đoàn Vân Đình là hy vọng của Tô Hàng. Là tập đoàn nổi tiếng mà chúng ta đặt hy vọng vào, tôi không cho phép trong tập đoàn có một khối u ác tính như vậy. Đồng thời, đạo đức của Diệp Quân Lâm, sống rất phóng túng. Anh ta từng nảy sinh ý định với chị dâu của mình, bây giờ lại qua lại ám muội với em vợ. Đây không phải là suy đoán của tôi, mà là kết quả mà tôi điều tra được. Hơn nữa, tôi đã phỏng vấn anh ta cũng thừa nhận toàn bộ chuyện này. TV nhanh chóng chuyển sang hình ảnh của Diệp Quân Lâm. Vương Mỹ Kỳ, tôi nghe nói anh sống rất phóng túng, còn nảy sinh tư tưởng tới cả chị dâu của mình, có phải hay không? Diệp Quân Lâm, phải, chuyện này tôi thừa nhận. Vương Mỹ Kỳ, có người nói anh từng tham ô công quỹ của tập đoàn Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, có chuyện này.
Những câu hỏi mà Vương Mỹ Kỳ phỏng vấn Diệp Quân Lâm, đều hỏi tới chuyện nhạy cảm. Nhưng Diệp Quân Lâm lại thừa nhận tất cả những chuyện này. Xem được cuộc phỏng vấn này. Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan, Lý Văn Uyên, cả ba người đều sửng sốt. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, không thể tin nổi, Diệp Quân Lâm, có phải con bị ngốc không vậy? Người ta hỏi gì con cũng trả lời hả? Không phải như vậy chứ? Phải đấy, anh bị điên rồi hay sao? Cái gì cũng dám nói. Lý Tử Nhiễm cũng không thể tin nổi. Diệp Quân Lâm thì lại rất bình tĩnh. Thủ đoạn của người phụ nữ này đúng là cao siêu. Cô ta nói sẽ phá hủy anh, quả nhiên là làm thật. Nội dung phỏng vấn không hề có vấn đề. Nhưng bây giờ chiếu lên, là đoạn phỏng vấn đã được biên tập. Cô ta dùng câu trả lời mà Diệp Quân Lâm nói về vấn đề khác, cố tình biên tập thành chuyện như vậy. Làm thành chuyện giả dối rằng Diệp Quân Lâm thừa nhận mình tơ tưởng chị dâu. Chuyện như thế, bình thường ai mà tin nổi. Nhưng cũng có vài người có năng lực thì sẽ nhận ra, đoạn phỏng vấn này đã bị biên tập. Nhưng cũng chỉ có vài người mà thôi. Đây là đoạn phim do đài truyền hình phát sóng, đại diện cho giới chức địa phương, đại diện cho quyền lực. Nếu đài truyền hình đã chiếu lên, thì tức là giới chức đã kiểm duyệt, nội dung này là thật. Mọi người có không tin thì cũng phải tin. Đây chính là năng lực của người phụ nữ Vương Mỹ Kỳ này. Biên tập nội dung phỏng vấn thành thế này, tên tuổi của Diệp Quân Lâm sẽ bị gắn với tiếng xấu này. Trong xã hội coi trọng vật chất này, hủy diệt một người chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Như vậy, sau này nhất định ở tập đoàn Vân Đình không có chỗ dung thân cho Diệp Quân Lâm. Các tập đoàn lớn ở Tô Hàng cũng tuyệt đối không thu nhận Diệp Quân Lâm. Thậm chí, đến cả các nhà hàng và nơi công cộng đều cấm Diệp Quân Lâm tới. Một người bình thường gặp phải chuyện này, chỉ còn một con đường chết. Nhưng hết lần này đến lần khác, người mà Vương Mỹ Kỳ đụng độ là Diệp Quân Lâm. Trên TV, Vương Mỹ Kỳ giơ cao tay phải, hùng hồn, thế nên, tôi xin phép đề nghị, hy vọng tập đoàn Vân Đình sa thải vĩnh viễn Diệp Quân Lâm. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ chung tay ngăn chặn loại người ung nhọt như thế này. Hạn chế lại chi phí tiêu dùng của anh ta, hạn chế việc xuất ngoại của anh ta. Đề nghị này của Vương Mỹ Kỳ, phải nói là một người hô, triệu người theo. Tất cả đại diện của các phương tiện truyền thông lớn đều lần lượt lên tiếng, tỏ ý sẽ chặn Diệp Quân Lâm trên tất cả mọi phương diện. Ngoài ra, bên quản lý cấp cao của tập đoàn Vân Đình cũng lần lượt nghe theo đề nghị này, tuyên bố muốn sa thải Diệp Quân Lâm. Các rất nhiều nhà hàng cũng rối rít đua nhau lên tiếng, rằng tuyệt đối sẽ không chào đón Diệp Quân Lâm. Trong phút chốc, Diệp Quân Lâm trở thành tội phạm hàng đầu tại Tô Hàng này. Một lần nữa trở thành con chuột chạy ngang qua phó thôi cũng sẽ bị người đánh đuổi. So với 6 năm trước thì ngoại trừ không vào tủ, tất cả mọi thứ đều không khác biệt gì. Hơn nữa, ngày nay là thời đại thông tin phát tán thần tốc, mọi thứ đều được lan tỏa quá nhanh. Phiền phức của Diệp Quân Lâm cũng nhiều thêm. Lúc này, Phương Tử Tình ở ngay bên cạnh cũng đã đi qua gõ cửa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Quân Lâm, chuyện như thế mà anh cũng dám nói. Anh điên rồi hả? Phương Tử Tình tức điên chửi bới. Diệp Quân Lâm thế mà lại đang rít một điều thuốc, rồi cười bảo, Phương Tử Tình, chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi ngu ngốc như, vậy à? Nghe thế, Phương Tử Tình biến sắc, ngỡ ngàng hỏi lại, chẳng lẽ là cô ta cố ý cắt ghép để nhắm vào anh hay sao? Phải, chẳng lẽ cô không thấy phần phỏng vấn của tôi hoàn toàn không thấy chút liên hệ gì đến tập đoàn Vân Đình hết hay sao? Rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi còn gì? Diệp Quân Lâm tỏ vẻ. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ ra. Nhưng, anh có mâu thuẫn gì với cô ta vậy? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Khi cô ta còn là một thực tập sinh đi phỏng vấn anh và Vân Đình thì mượn sắc đẹp để quyến rũ bọn anh. Vì bị anh tố cáo nên cô ta mới ghi hận trong lòng như vậy. Một khi có cơ hội, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Quân Lâm thuật lại. Chân mày Phương Tử Tình cau chặt. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cô ta là người đại diện rất có uy tín của đài truyền hình. Vốn dĩ hoàn toàn không hề cho anh cơ hội phản bác lại đây mà. Huống chỉ rất nhiều người đã thuận theo đề nghị của cô ta. Ngay cả các quản lý cấp cao của công ty cũng vừa mới gọi điện thoại yêu cầu tôi đuổi anh đấy. Nếu không sự việc ảnh hưởng quá lớn thì cũng không hề có chuyện gì tốt cho tập đoàn Vân Đình cả. Nghe những lời này. Nhóm người Lý Tử Nhiễm cũng gấp gáp theo.
Tử Tình, cậu thử suy nghĩ biện pháp nào đó đi. Không thể để Quân Lâm cứ thế mà bị hãm hại được. Trong đầu Phương Tử Tình cũng đang là một mớ bòng bong, mình cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng mà quả thực hiện tại không có biện pháp gì hết. Sự việc lần này đã làm dấy lên luồng dư luận trong xã hội, nếu như bây giờ mình không sa thải Quân Lâm, thì tập đoàn Vân Đình chắc chắn sẽ bị chèn ép vào đường cùng mắt. Mình đi về trước, để mình suy nghĩ thật kỹ cách giải quyết, xem có phương pháp nào ổn thỏa đôi bên hay. Không. Diệp Quân Lâm cười bảo, chuyện này cô không cần lo đâu. Tự tôi xử lý cũng được rồi. Anh. Bồn người Lý Tử Nhiễm, Phương Tử Tình đồng loạt nhìn về Diệp Quân Lâm. Không phải là họ không tin vào năng lực của Diệp Quân Lâm. Mà thật sự ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Thật sự không phải là chuyện mà một người là có thể giải quyết xong xuôi. Trừ phi, Diệp Quân Lâm chính là loại hình nhân vật một tay che nửa bầu trời. Ví như, chỉ cần nói một câu thôi, cũng đủ để chỉ phối kim chỉ nam hiện tại của đài truyền hình Tô Hàng rồi. Để người đứng đầu cả đài truyền hình đứng ra thay mặt. Diệp Quân Lâm bác bỏ, giành về công bằng, giải thích toàn bộ chân tướng sự việc. Bằng không, thì mọi thứ hoàn toàn bất khả thi. Dù sao, ả đàn bà này tiến hành kế sách mà không có lấy một khe hở nào. Mọi người đều không coi lời Diệp Quân Lâm vừa nói là thật, đều rồi rít nghĩ phương án đối phó. Mình đi hỏi thử Tổng Giám Đốc Lục Nam Hiên xem, xin ý kiến từ anh ấy. Đến tối, sự việc ngày càng lan rộng hơn. Thậm chí có rất nhiều người mắng Diệp Quân Lâm mau cút khỏi Tô Hàng. Tô Hàng tuyệt đối không có thứ ung nhọt độc hại này tồn tại được. Diệp Quân Lâm chẳng hề coi chuyện này ra gì, cần làm cái gì thì cứ làm cái đó thôi. Lý Tử Nhiễm nhìn mà thấy sao thất vọng quá. Trước kia, cứ mỗi khi có biến cố gì là Diệp Quân Lâm sẽ ngay lập tức nghĩ cách để xoay chuyển, tuyệt đối không dây dưa đến ngày thứ hai. Nhưng bây giờ, sự khí phách năm nào trên người Diệp Quân Lâm hoàn toàn mát sạch. Lúc này, thế mà anh vẫn ngồi ở đấy hút thuốc lá. Trước khi ngủ, Diệp Quân Lâm lại nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ nào đấy. Hóa ra là Vương Mỹ Kỳ gọi đến. Là gọi để châm dầu thêm lửa đây mà. Tổng Giám Đốc Diệp hiện tại có thấy thoải mái nữa không? Ha ha ha! Vương Mỹ Kỳ bật thốt tiếng cười như chuông bạc. Nụ cười của Diệp Quân Lâm càng nhoẻn rộng hơn, chỉ với chút bản lĩnh này thôi ư hai gãi ngứa còn không đủ nữa là. Còn chẳng cần tôi phải làm gì nữa kia kìa. Ha ha ha! Còn dám mạnh miệng như vậy ư, bản thân anh bây giờ rơi vào tình trạng thế nào mà cũng vẫn chưa rõ nữa à? Vương Mỹ Kỳ cười lạnh, hả hê. Chờ đi, bắt đầu từ ngày mai, nửa bước anh cũng khó mà đi nổi đấy. Nếu muốn giải quyết chuyện này ư, đơn giản thôi, tới đây quỳ xuống cầu xin tôi, quỳ rạp xuống như một con chó trước mặt tôi. Biết đâu tôi sẽ cân nhắc giữ lại cái mạng của anh. Nếu không, Tô Hàng này tuyệt đối không có đất cho anh sống nữa đâu. Vương Mỹ Kỳ cười tâu toét. Hủy hoại cuộc đời một người hóa ra lại đã đến như vậy. Nhất là đấy còn là kẻ thù của mình, một sự tồn tại đã từng đứng trên đỉnh cao. Thật sự quá sảng khoái. Diệp Quân Lâm cười, vậy cô cứ ở đấy mà chờ đi. Chúng ta nhìn thử xem L. Vương Mỹ Kỳ bỗng dưng đổi giọng, thở than, thật đáng tiếc quá, tiếc rằng Lục Vân Đình đã qua đời rồi. Chứ nếu không, thì cho cả hai cùng xong đời mới được. Nghe thấy câu này, đôi mắt của Diệp Quân Lâm lóe lên luồng sát ý. Dám nói năng bát lịch sự như vậy với một người đã khoát. Đúng là tự tìm đường chết. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm vẫn đến tập đoàn Vân Đình như lệ thường. Nhưng vừa bước chân vào công ty, tất cả mọi người ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Vũ Sâm đến trước mặt Diệp Quân Lâm, nhỏ giọng hỏi dò, anh Diệp, có phải anh bị người ta lừa vào chồng đúng không? À. Tôi sẽ tự xử lý. Diệp Quân Lâm gật đầu đáp lễ. Không phải người nào cũng sẽ giống như Vũ Sâm tỉnh táo phân tích sự việc như thế. 80-90% người ở đây đều tin phỏng vấn của Vương Mỹ Kỳ đều là sự thật. Những quản lý cấp cao kia khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì ánh mắt đều hiển hiện rõ vẻ chán ghét nồng đậm. Bình thường họ còn nhắm một mắt, mở một mắt được. Nhưng hiện tại thì khác. Diệp Quân Lâm, cậu còn mặt mũi đến tập đoàn nữa à? Mau biến nhanh đi, đừng có để chúng tôi mất mặt thêm nữa. Đúng vậy, tập đoàn Vân Đình dù chỉ mới thành lập chưa được bao lâu đi nữa, cũng làm sao có thể tha thứ cho cái loại người bản thiểu ô về như cậu được.
Phương Tử Tình nhức đầu. Bởi vì có đến hơn 10 vị quản lý cấp cao liên kết lại với nhau, buộc cô ta phải đuổi Diệp Quân Lâm đi. Phương Tử Tình bị ép buộc, bất đắc đi chỉ có thể đến cuộc họp bỏ phiếu về vấn đề đi hay ở của Diệp Quân. Kết quả bỏ phiếu có thể tưởng tượng được, đại đa số người đều bầu cho việc Diệp Quân Lâm phải bị sa thải. Phương Tử Tình lâm vào tình thế khốn khổ tìm đến Diệp Quân Lâm, báo cho anh về việc anh bị sa thải. Ôi, tạm thời cũng chỉ có thể như thế này. Sau này tôi lại suy nghĩ biện pháp khác thử xem. Phương Tử Tình cũng thấy cực kỳ áy náy. Không sao đâu. Diệp Quân Lâm cuối cùng vẫn rời khỏi tập đoàn Vân Đình. Vốn dĩ anh cũng đang bận rộn chuyện đầu tư, cũng không đến tập đoàn Vân Đình được. Cũng vừa đúng lúc. Khi tin tức anh rời khỏi truyền đi, tất cả mọi người từ trên xuống dưới tập đoàn Vân Đình đều nhảy nhót hoan hô. Chỉ thiếu chút nữa là đem pháo ra ăn mừng rồi. Nhóm người Phó Vũ Tường, cả Hà Điềm Điềm chỉ biết cười ngao ngán. Mấy người được nước làm tới chứ gì. Đợi đến khi anh ấy trở lại, rồi cũng sẽ khai trừ toàn bộ đám người các người mà thôi. Diệp Quân Lâm đi đến trung tâm triển lãm Tô Hàng, nhìn cách bố trí tại hội trường. Nhân viên phụ trách về vấn đề này biết thân phận của Diệp Quân Lâm, bị dọa hết hồn. Thưa Diệp tiên sinh, hiện giờ, chúng ta đã ghi nhận được lượng đăng ký của 74 công ty, xí nghiệp cỡ lớn. Số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, đây là danh sách. Mời ngài xem qua ạ. Diệp Quân Lâm lật xem qua, quả thật có rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn bị hấp dẫn. À phải, thưa Diệp tiên sinh, đài truyền hình Tô Hàng cũng như một số phương tiện truyền thông muốn làm một cuộc phỏng vấn bên trong hội trường, tạo tin tức tuyên truyền trước khi khai mạc, không biết ngài thấy sao? Người phụ trách hỏi. Được chứ, tuyên truyền nhiều hơn cũng tốt mài. Phải rồi. Ký giả phỏng vấn đại diện đài truyền hình Tô Hàng là ai vậy? Diệp Quân Lâm thuận miệng hỏi đại. À, để tôi tra lại xem, là ký giả tên Vương Mỹ Kỳ. Người phụ trách báo lại. Diệp Quân Lâm không lên tiếng, chỉ cười. Đúng thật là oan ra ngõ hẹp nhỉ. Giây phút này, Vương Mỹ Kỳ cũng như rất nhiều phương tiện truyền thông đều đã đứng chờ đợi bên ngoài hội trường rồi. À ta vừa nhận được tin tức, Diệp Quân Lâm đã bị tập đoàn Vân Đình sa thải rồi. Tâm trạng của Vương Mỹ Kỳ lúc này sung sướng đừng hỏi. Sướng phát ngắt. A ta cười lạnh nhủ thầm, Diệp Quân Lâm, chuyện này chỉ mới là khởi đầu thôi. Khó khăn rồi sẽ lũ lượt mà đến với anh. Khi đó, ngay cả cơm nước bình thường anh cũng đừng hòng mua được, rồi cũng sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ Tô Hàng này mà thôi. Ha ha ha. Nghĩ đến đó, Vương Mỹ Kỳ không thể nhịn được bật cười. Chị Mỹ Kỳ sao thế? Một đồng nghiệp đứng cạnh tò mò hỏi. À, đâu có gì, chỉ là được tự tay trả oán kẻ thù mình thôi ấy mà. Đẩy anh ta vào bước đường cùng. Vương Mỹ Kỳ khoái chí đến mức đôi mắt cũng híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Ôi thế thì đúng là chuyện tốt. Mọi người rối rít nịnh bợ. Ừ, lát nữa xong việc tôi mời mọi người ăn nhé. Tâm trạng Vương Mỹ Kỳ quả thực rất khoan khoái. Được rồi, bên phía lãnh đạo bảo mọi người có thể vào phỏng vấn. Nhưng có một vài thứ tuyệt đối không được làm tin tức phát tán ra ngoài, đây là quy định, thông báo cho mọi người biết. Nhân viên công tác tại trung tâm triển lãm thuật lại. Hiểu, hiểu. Mọi người cầm dụng cụ trong tay thi nhau đi vào trong hội trường. Vương Mỹ Kỳ đi đến bên cạnh nhân viên công tác, tỏ ra quyền rũ, hỏi han, anh trai à, vị lãnh đạo mà anh cứ nhắc cả nửa ngày trời kia, rốt cuộc là ai vậy hả anh? Xin đừng nói ra ngoài. Vị lãnh đạo này quản lý rất xít sao, còn tự mình đến xem bỏ trí trong hội trường nữa đấy. Anh ta ấy à, là phó lãnh đạo hội đầu tư phát triển của Tô Hàng, lãnh đạo Diệp. Tôi nhìn qua rồi, trông trẻ lắm, chắc chưa tới 30 tuổi nữa kia. Nhân viên công tác kể lại, nghe đến đây thì hai mắt Vương Mỹ Kỳ đã sáng lóa lên. Đây chẳng phải là nhiệm vụ mà đài truyền hình sắp xếp cho mình hay sao? Vậy thì hôm nay quả là một cơ hội tốt. Mình nhất định phải phỏng vấn cho bằng được vị lãnh đạo họ Diệp này mới được. Nếu như điều kiện cho phép, Vương Mỹ Kỳ còn muốn một chút chuyện lãng mạn nảy sinh thì càng tốt. Dù sao thì một vị lãnh đạo chưa đến 30 tuổi đó. Quả thực là tuổi trẻ tài cao. Sau khi vào đến hội trường, ai nấy đều tích cực vùi mình vào công tác. Bản lĩnh nghề nghiệp mà Vương Mỹ Kỳ dày công rèn giữa vẫn rất tốt. Hoàn toàn bỏ xa tất cả mọi đồng nghiệp khác. À ta là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Có điều à ta cũng không rời khỏi hội trường, mà cứ loanh quanh khắp lối bên trong hội trường.
Ngay khi bước vào trong hội trường, ả ta đã tiến hành đánh giá tổng thể xung quanh. Chính là vì muốn tìm kiếm vị lãnh đạo Diệp đó. Nhưng quan sát cả một vòng rồi mà cũng không tìm được đối tượng phù hợp. E rằng vị lãnh đạo họ Diệp kia đang đứng sau khán đài. Cho nên ả ta sau đi lòng vòng một hồi thì đi về phía sau bục sân khấu. Họ Diệp này mới được. Nếu như điều kiện cho phép, Vương Mỹ Kỳ còn muốn một chút chuyện lãng mạn nảy sinh thì càng tốt. Dù sao thì một vị lãnh đạo chưa đến 30 tuổi đó. Quả thực là tuổi trẻ tài cao. Sau khi vào đến hội trường, ai nấy đều tích cực vùi mình vào công tác. Bản lĩnh nghề nghiệp mà Vương Mỹ Kỳ dày công rèn giữa vẫn rất tốt. Hoàn toàn bỏ xa tất cả mọi đồng nghiệp khác. À ta là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Có điều à ta cũng không rời khỏi hội trường, mà cứ loanh quanh khắp lồi bên trong hội trường. Ngay khi bước vào trong hội trường, ả ta đã tiến hành đánh giá tổng thể xung quanh. Chính là vì muốn tìm kiếm vị lãnh đạo Diệp đó. Nhưng quan sát cả một vòng rồi mà cũng không tìm được đối tượng phù hợp. E rằng vị lãnh đạo họ Diệp kia đang đứng sau khán đài. Cho nên ả ta sau đi lòng vòng một hồi thì đi về phía sau bục sân khấu. Cô đang làm gì đấy? Thò thò núp núp ở đây làm gì? Đang khi Vương Mỹ Kỳ định bước lên phía trước thì sau lưng ả đột nhiên vang lên tiếng ai đó, dọa cho tim ả ta đánh cái thịch. Quay đầu nhìn lại, vài bảo vệ đang nhìn chằm chằm ả. Xin đừng hiểu nhầm, tôi là ký giả Vương Mỹ Kỳ của đài truyền hình, đây là giấy hành nghề của tôi. Vương Mỹ Kỳ nhanh chóng đem thẻ phóng viên của mình ra cho họ xem, bảo vệ xác nhận đúng là thật. Tôi, thật ra, tôi muốn vào trong phỏng vấn các vị lãnh đạo. Vương Mỹ Kỳ mở lời nói mục đích của mình. Không được, lãnh đạo trong phòng này ngày hôm nay không chấp nhận phỏng vấn. Trò chuyện bàn bạc của họ đều là bí mật, mong cô quay về chôn. Và thế là, Vương Mỹ Kỳ bị cưỡng ép, đuổi ra khỏi phía sau sân khấu. Thế nhưng ả ta không cam lòng. Khổ cực lắm mới gặp được lãnh đạo Diệp, không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Chị Mỹ Kỳ, đi thôi, tất cả mọi người đều đi hết rồi đây. Một đồng nghiệp của ả thúc giục. Thế này đi, mọi người đi ăn cơm trước, tôi sẽ đứng chờ người ở lối vào. Vương Mỹ Kỳ đi đến một lối vào riêng tư của trung tâm triển lãm. Lối đi dành riêng cho các cán bộ cao cấp này có rất ít người biết. Có điều, Vương Mỹ Kỳ quen tay hay việc, cứ cắm cọc ở đây chờ thời. A tin tưởng, một lát nữa thì lãnh đạo Diệp cũng sẽ đi về từ lối này. Đến khi đó, đích thân ả đến phỏng vấn trực tiếp là được. Cứ thế, chờ mãi, chờ mãi. Vương Mỹ Kỳ chờ đến muốn ngủ gật. Thế nhưng vẫn không đợi được người cần gặp. A ta nào biết, vì để chuẩn bị, lên kế hoạch nên suốt hai ngày nay, Diệp Quân Lâm đều ở lại chỗ này. Khoảng thời gian mà ả ta chờ mòn mỏi, Diệp Quân Lâm đã đang nằm ngủ trên ghế sofa. Vương Mỹ Kỳ không tin chuyện này, ra sức chờ đến tận 6, 7 giờ tối. Vẫn không thấy người ở đâu, thì không thể bỏ cuộc được, cơ hội kỳ này rất quan trọng với mình. Vương Mỹ Kỳ tự cổ vũ mình. Đến lúc tan tầm, Diệp Quân Lâm sau khi kiểm tra lại một lượt thì rời đi thẳng từ cửa chính. Anh vốn dĩ chẳng biết lối đi riêng tư gì cả. Ước chừng phải đến 9 giờ, thì lối đi bí mật mới có người từ từ bước ra. Lúc này chân của Vương Mỹ Kỳ cũng đã tê dần. Vương Mỹ Kỳ lập tức xông đến, hỏi, xin hỏi, lãnh đạo Diệp sắp đi ra chưa ạ? Lãnh đạo Diệp đi về từ lâu rồi. Nhân viên ở trung tâm kinh ngạc nói. Còn người Vương Mỹ Kỳ sắp lồi cả ra ngoài, cái gì? Đi rồi, đi khi nào, tôi vẫn đứng đây đợi suốt mai. Cô đứng ở đây đợi nên không gặp được phải rồi. Lãnh đạo Diệp về từ cửa chính, 7 giờ đã về rồi. Nghe thế, cả người Vương Mỹ Kỳ như muốn phát điên. Cái gì cơ? À ta đợi ngu cả người ở đây tận một ngày trời. Thế nhưng Vương Mỹ Kỳ không thốt lên tiếng oán thán nào. Ngày mai à ta còn phải đến đây cắm cọc lần nữa. Sau đấy lúc đi về, Vương Mỹ Kỳ mới cảm nhận eo lưng của mình bủn rủn hết cả lên. Còn dấy lên chút tức giận. Được rồi, Diệp Quân Lâm, cơn tức hôm nay cứ chút thẳng lên đầu anh đi vậy. Vương Mỹ Kỳ nhắc điện thoại lên, gọi cho một dãy số. Độ nổi của vụ việc về Diệp Quân Lâm vẫn còn rất cộp, sức nóng chẳng giảm đáng kể bao nhiêu. Lúc này đây, tự dưng ở đâu có người ẩn danh tung ra ánh sáng thông tin về vợ Diệp Quân Lâm, cha vợ, mẹ vợ và cả địa chỉ làm việc của họ.
Nhất thời, luồng dư luận hãy còn dữ dội lan tràn đến trên người Lý Tử Nhiễm. Đúng lúc, Lý Tử Nhiễm chính là người đứng đầu tập đoàn Đông Thiên. Rất nhiều người bắt đầu tẩy chay tập đoàn Đông Thiên. Chỉ trong một đêm, tập đoàn đã bị tổn thất không hề nhỏ. Bên phía bệnh viện gọi điện thoại đến, báo Triệu Nhã Lan tạm nghỉ vài ngày, không nên đi làm nhằm tránh những ảnh hưởng không tốt. Tình trạng Lý Văn Uyên cũng thế, bên phía đơn vị không muốn ông đến làm, cắt giảm lương, tiền hành cải tổ. Ai cũng sợ chuyện sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Chuyện đã lan rộng đến mức độ hôm nay. Chẳng một ai ngờ đến. Hừ, chẳng phải Diệp Quân Lâm đã bảo mình có thể xử lý được hay sao? Thế này mà là xử lý được đấy à? Tại sao càng xử lý càng lớn chuyện vậy? Lý Văn Uyên tức đến mức thở phì phò không ngót, Triệu Nhã Lan cũng rất bức bối. Vốn bởi vì chuyện của Tần Bắc Sơn, văn kiện tuyên bố bà ta làm trưởng khoa cũng đã được phê duyệt xong rồi. Nhưng bởi vì chuyện này mà cứ bị kéo dài. Nếu như việc này mà lớn hơn nữa, thì đoán chừng trưởng khoa cũng sẽ bị đổi người. Thậm chí bây giờ bà ta còn không thể đến nơi làm việc. Lý Tử Nhiễm nhanh chóng gọi điện cho Phương Tử Tình, muốn xin một chút ý kiến của cô ta về việc này. Mình sẽ thử gọi điện trao đổi với cô phóng viên Vương Mỹ Kỳ đó thử xem, nếu như cô ta chủ động làm rõ mọi chuyện thì chuyện này mới có thể kết thúc được. Phương Tử Tình bấm số điện thoại của Vương Mỹ Kỳ. Ồ, là giám đốc Phương đấy à? Cô có việc gì không? Phương Tử Tình nói thẳng, phóng viên Vương, tôi mong cô có thể dừng lại ngay hành động của mình. Đừng làm khó Diệp Quân Lâm hơn nữa, bây giờ anh ấy đã đủ thảm rồi. Vương Mỹ Kỳ khinh miệt cười khẩy, thê thảm ư. Lúc mà anh ta hủy hoại người khác có bao giờ anh ta nghĩ mình thảm giống vậy không? Giám đốc Phương, tôi bảo chứ, cô nhúng tay vào chuyện này làm gì thế? Tôi đang giúp cô loại bỏ một khối ung nhỏ đói. Phương Tử Tình bát đắc dĩ nói, về công, đúng là cô đã thực sự vì tập đoàn Vân Đình làm một chuyện tốt, tôi thật sự nên cảm ơn cô. Nhưng về tư mà nói, Diệp Quân Lâm chính là chồng của bản thân tôi, chuyện này tôi muốn thương lượng, rốt cuộc cô muốn điều kiện gì đây? Vương Mỹ Kỳ đưa ra điều kiện đàm phán, muốn tôi dừng tay cũng không phải không được. Điều kiện à, đơn giản lắm. Ngày mai cô sắp xếp để tôi có thể lấy tin về Lục Nam Hiên và ông chủ sau màn của tập đoàn Vân Đình. Chỉ cần cô sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ lập tức xóa bỏ hết thảy, bảo đảm sẽ không làm khó dễ gì Diệp Quân Lâm nữa. Được, tôi sẽ thử xem L. Phương Tử Tình nói rồi cúp máy. Nghĩ ngợi một hồi mới gọi cho Lục Nam Hiên. Tổng giám đốc Lục, anh xem, tôi có chuyện này. Kỳ Lân bên kia đầu dây nghe thế bèn đáp, giám đốc cứ bảo cô ấy ngày mai đến công ty, sau đó mới bàn bạc tiếp. Trong mắt Phương Tử Tình thì xem ra Lục Nam Hiên đã đồng ý chuyện phỏng vấn này rồi. Cô gần như gọi lại ngay lập tức cho Phương Tử Tình. Phương Tử Tình bảo đảm, ngày mai sau khi bên Lục Nam Hiên phỏng vấn xong thì Vương Mỹ Kỳ sẽ lập tức xóa bỏ toàn bộ những chuyện bất lợi với Diệp Quân Lâm những ngày qua. Tử Tình, lần này thực sự phải cảm ơn con, người phải cảm ơn con nhiều nhất là Diệp Quân Lâm đấy. Con cứu nó một mạng rồi. Lý Văn Uyên bảo. Ông ta cũng muốn Diệp Quân Lâm phải quỳ xuống cảm ơn Phương Tử Tình mới được. Ngày hôm sau, từ sớm, Phương Tử Tình đã đi đến công ty, mới phát hiện Lục Nam Hiên đã đến từ lúc nào. Tổng giám đốc Lục, sếp lớn cũng đến luôn ạ. Phương Tử Tình ngó nghiêng giáo giác, trên mặt còn tỏ vẻ thẹn thùng. Dù sao cô ta cũng có dịp gặp được người tình trong mộng đó mà. Trước đây, Phương Tử Tình lúc nào cũng chỉ trang điểm nhợt nhạt. Thậm chí có khi còn chẳng hề trang điểm. Vậy mà hôm nay lại tốn đến 2 giờ để trang điểm. Cô không cần phải gấp, ông chủ biết chuyện hết rồi. Chờ lát nữa là gặp. Kỳ Lân cười đáp. Đến 9 giờ, Vương Mỹ Kỳ dẫn theo một đoàn người đến tập đoàn Vân Đình. Cũng rất chú trọng việc ăn vận. Mục đích của ả ta cũng đơn giản thôi, phải nắm được Lục Nam Hiên và ông chủ thần bí kia trong lòng bàn tay mình. Không tiếc bất cứ giá nào. Phương Tử Tình đích thân dẫn Vương Mỹ Kỳ vào phòng làm việc của Kỳ Lân. Phóng viên Vương, giới thiệu với cô, đây chính là Tổng Giám Đốc Lục, Lục Nam Hiên. Phương Tử Tình giới thiệu. Ngay khi vừa nhìn thấy Kỳ Lân, Vương Mỹ Kỳ đã trợn tròn mắt. Trẻ đến như vậy, còn đẹp trai đến thế nữa. Chắc chắn đây chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà ả ta từng gặp trong đời. Tổng Giám Đốc Lục, xin chào ngài. Tôi là phóng viên của đài truyền hình. Vương Mỹ Kỳ, rất vui khi ngày hôm nay có thể phỏng vấn ngài.
Vương Mỹ Kỳ lập tức tiến đến, vươn bàn tay trắng nõn nhỏ xinh, còn đánh một ánh mắt quyền rũ với Kỳ Lân. Cút, cô có tư cách gì mà phỏng vấn tôi? Bất cứ ai cũng không ngờ đến, rằng Kỳ Lân lại đột ngột hét lên như vậy. Một câu này, ngay cả Phương Tử Tình cũng bị dọa theo. Nụ cười của cả Vương Mỹ Kỳ lẫn các đồng nghiệp đều nháy mắt vụt tắt. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn Kỳ Lân. Người đâu, mau đòi hết đám người này đi. Đầu năm nay cả rác rưởi mà cũng có thể lên làm ký giả được nữa à? Sắc mặt Kỳ Lân giật vẻ không vui, lên tiếng. Ngay lập tức, Versus dẫn theo một nhóm lớn các bảo vệ đi đến, đuổi hết đám người Vương Mỹ Kỳ đi. Dựa vào đâu kia chứ? Chẳng phải giám đốc Phương đã nói ngày hôm nay có thể tiến hành phỏng vấn hay sao? Chuyện này là thế nào vậy? Vương Mỹ Kỳ nhìn sang phía Phương Tử Tình. Ha ha ha, để tôi giải thích thay cho. Đài truyền hình đến phỏng vấn, được thôi, chỉ cần ký giả không phải cô là được. Lục Nam Hiên nói. Phương Tử Tình cúi đầu, sắc mặt trắng bọt. Cô ta cũng không rõ tại sao Lục Nam Hiên lại có thành kiến lớn đến vậy với Vương Mỹ Kỳ. Hình như đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau kia mà. Điểm mấu chốt là, nếu như không cho Vương Mỹ Kỳ phỏng vấn thì chuyện của Diệp Quân Lâm sẽ không thể giải quyết được. Khó khăn lắm Vương Mỹ Kỳ mới đồng ý. Vậy mà cô ta lại chẳng thể thay đổi được chuyện gì. Thật sự khó khăn quá. Bởi vì địa vị của tập đoàn Vân Đình, Vương Mỹ Kỳ hiển nhiên không thể phát giận với Lục Nam Hiên được. Tổng Giám Đốc Lý, ngài thấy tôi không vừa mắt cũng được. Nhưng người nắm giữ quyền phát biểu cho cả tập đoàn Vân Đình cũng không phải là ngài kia mà. Có thể để ông chủ Hứa tiếp nhận phỏng vấn của tôi hay không? Vương Mỹ Kỳ cười làm lành. Kỳ Lân không muốn nói nhảm, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm, nói hết chuyện vừa xảy ra. Kêu cô ta cút, cô ta có tư cách phỏng vấn tôi à? Nghe thấy tiếng rồng qua loa điện thoại, cả Vương Mỹ Kỳ lẫn Phương Tử Tình đều ngần cả người. Vương Mỹ Kỳ nào dám nói gì thêm? Chỉ có thể cun cút chạy biến. Nhưng trước khi rời đi, ả ta nhìn Phương Tử Tình, cười lạnh, nếu như thế, tôi đây sẽ không buông ta cho Diệp Quân Lâm đâu. Với Phương Tử Tình mà nói, thì đây quả thật là một tin tức cực kỳ hóc búa. Tổng Giám Đốc Lý, tại sao hai ngày lại? Phương Tử Tình rất muốn hiểu nguyên do. Đây là ý của ông chủ. Lục Nam Hiên nói một câu duy nhất với Phương Tử Tình, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi Vương Mỹ Kỳ quay về liền tiến hành trả thù Diệp Quân Lâm. Tung ra địa chỉ nhà của Diệp Quân Lâm, thậm chí cả địa chỉ của Phương Tử Tình ở ngay cạnh cũng bị đưa ra trước bàn dân thiên hạ. Nhất thời, không ít người viết, vẽ bậy nhục mạ lên trên tường nhà, thậm chí còn ném trứng gà, thức ăn các loại. Già trẻ đang ở trong nhà tức vợ chồng Lý Văn Uyên hoàn toàn không dám ra khỏi cửa. Tiểu khu bọn họ xuất hiện rất nhiều người xa lạ, đến để đặc biệt dòm ngó bọn họ. Không thể ra khỏi nhà, ngay cả việc gọi điện giao hàng đến cũng sẽ bị cướp đi. Trong phút chốc, mấy người Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên đều bị đè nén bởi áp lực. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc bọn họ sẽ phát điên lên mắt. Ngay cả việc sinh tồn bây giờ cũng trở nên quá khó khăn với họ. Điều quan trọng là Diệp Quân Lâm đã rời nhà từ lâu, còn chẳng là đã đi nơi nào nữa. Lúc này, Diệp Quân Lâm hiển nhiên là đang ở trung tâm triển lãm. Giám đốc Diệp, trong một ngày lại có thêm khoảng 300 xí nghiệp nữa báo tên tham giá. Trong đó, có cả 7 xí nghiệp siêu lớn của Quảng Châu cũng đăng ký tham gia nữa. Người phụ trách cực kỳ phấn khích, dù sao chuyện này đối với sự phát triển của Tô Hàng mà nói đều mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Diệp Quân Lâm lật xem danh sách. Anh thấy nhà họ Tô và những gia tộc lớn khác của thành phố. Nếu như các người tới đây là để làm Tô Hàng trở nên rồi ren. Tôi đảm bảo các người sẽ phải trả một cái giá đắt đấy. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, một nhân viên làm việc tại trung tâm bước đến gần. Hỏi, lãnh đạo Diệp, bên ngoài có đại diện đài truyền hình Tô Hàng đến muốn phỏng vấn ngài. Ngài xem. Diệp Quân Lâm không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, ký giả tên Vương Mỹ Kỳ phải không? Lãnh đạo Diệp biết ạ. Có đồng ý phỏng vấn không ạ? Nhân viên thấp thỏm hỏi. Lúc này lại vó thêm một nhân viên đi đến, nhỏ giọng hỏi ò, lãnh đạo Diệp, kênh văn hóa truyền hình Tô Hàng cũng có ký giả trực thuộc đến để xin phỏng vấn ngài đấy ạ. Bên truyền thông kinh tế cũng muốn phỏng vấn ạ. Phương Tử Tình cũng bị dọa theo nụ cười của cả Vương Mỹ Kỳ lẫn các đồng nghiệp đều nháy mắt vụt tắt.
Bọn họ ngỡ ngàng nhìn Kỳ Lân. Người đâu, mau đòi hết đám người này đi. Đầu năm nay, cả rác rưởi mà cũng có thể lên làm ký giả được nữa à? Sắc mặt Kỳ Lân giật vẻ không vui, lên tiếng. Ngay lập tức, Versus dẫn theo một nhóm lớn các bảo vệ đi đến, đuổi hết đám người Vương Mỹ Kỳ đi. Dựa vào đâu kia chứ? Chẳng phải giám đốc Phương đã nói ngày hôm nay có thể tiến hành phỏng vấn hay sao? Chuyện này là thế nào vậy? Vương Mỹ Kỳ nhìn sang phía Phương Tử Tình. Ha ha ha, để tôi giải thích thay cho. Đài truyền hình đến phỏng vấn, được thôi, chỉ cần ký giả không phải cô là được. Lục Nam Hiên nói. Phương Tử Tình cúi đầu, sắc mặt trắng bọt. Cô ta cũng không rõ tại sao Lục Nam Hiên lại có thành kiến lớn đến vậy với Vương Mỹ Kỳ. Hình như đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau kia mà. Điểm mấu chốt là, nếu như không cho Vương Mỹ Kỳ phỏng vấn thì chuyện của Diệp Quân Lâm sẽ không thể giải quyết được. Khó khăn lắm Vương Mỹ Kỳ mới đồng ý. Vậy mà cô ta lại chẳng thể thay đổi được chuyện gì. Thật sự khó khăn quá. Bởi vì địa vị của tập đoàn Vân Đình, Vương Mỹ Kỳ hiển nhiên không thể phát giận với Lục Nam Hiên được. Tổng Giám Đốc Lý, ngài thấy tôi không vừa mắt cũng được. Nhưng người nắm giữ quyền phát biểu cho cả tập đoàn Vân Đình cũng không phải là ngài kia mà. Có thể để ông chủ Hứa tiếp nhận phỏng vấn của tôi hay không? Vương Mỹ Kỳ cười làm lành. Kỳ Lân không muốn nói nhảm, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm, nói hết chuyện vừa xảy ra. Kêu cô ta cút, cô ta có tư cách phỏng vấn tôi à? Nghe thấy tiếng giống qua loa điện thoại, cả Vương Mỹ Kỳ lẫn Phương Tử Tình đều ngắn cả người. Vương Mỹ Kỳ nào dám nói gì thêm, chỉ có thể cun cút chạy biến. Nhưng trước khi rời đi, ả ta nhìn Phương Tử Tình, cười lạnh, nếu như thế, tôi đây sẽ không buông ta cho Diệp Quân Lâm đâu. Với Phương Tử Tình mà nói, thì đây quả thật là một tin tức cực kỳ hóc búa. Tổng Giám Đốc Lý, tại sao hai ngày lại? Phương Tử Tình rất muốn hiểu nguyên do. Đây là ý của ông chủ. Lục Nam Hiên nói một câu duy nhất với Phương Tử Tình, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi Vương Mỹ Kỳ quay về liền tiến hành trả thù Diệp Quân Lâm. Tung ra địa chỉ nhà của Diệp Quân Lâm, thậm chí cả địa chỉ của Phương Tử Tình ở ngay cạnh cũng bị đưa ra trước bàn dân thiên hạ. Nhất thời, không ít người viết, vẽ bậy nhục mạ lên trên tường nhà, thậm chí còn ném trứng gà, thức ăn các loại. Già trẻ đang ở trong nhà tức vợ chồng Lý Văn Uyên hoàn toàn không dám ra khỏi cửa. Tiểu khu bọn họ xuất hiện rất nhiều người xa lạ, đến để đặc biệt dòm ngó bọn họ. Không thể ra khỏi nhà, ngay cả việc gọi điện giao hàng đến cũng sẽ bị cướp đi. Trong phút chốc, mấy người Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên đều bị đè nén bởi áp lực. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc bọn họ sẽ phát điên lên mắt. Ngay cả việc sinh tồn bây giờ cũng trở nên quá khó khăn với họ. Điều quan trọng là Diệp Quân Lâm đã rời nhà từ lâu, còn chẳng là đã đi nơi nào nữa. Lúc này, Diệp Quân Lâm hiển nhiên là đang ở trung tâm triển lãm. Giám đốc Diệp, trong một ngày lại có thêm khoảng 300 xí nghiệp nữa báo tên tham gia. Trong đó, có cả 7 xí nghiệp siêu lớn của Quảng Châu cũng đăng ký tham gia nữa. Người phụ trách cực kỳ phấn khích, dù sao chuyện này đối với sự phát triển của Tô Hàng mà nói đều mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Diệp Quân Lâm lật xem danh sách. Anh thấy nhà họ Tô và những gia tộc lớn khác của thành phố. Nếu như các người tới đây là để làm Tô Hàng trở nên rồi ren, tôi đảm bảo các người sẽ phải trả một cái giá đắt đấy. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, một nhân viên làm việc tại trung tâm bước đến gần. Hỏi, lãnh đạo Diệp, bên ngoài có đại diện đài truyền hình Tô Hàng đến muốn phỏng vấn ngài. Ngài xem. Diệp Quân Lâm không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, ký giả tên Vương Mỹ Kỳ phải không? Lãnh đạo Diệp biết ạ. Có đồng ý phỏng vấn không ạ? Nhân viên thấp thỏm hỏi. Lúc này lại vó thêm một nhân viên đi đến, nhỏ giọng hỏi ò, lãnh đạo Diệp, kênh văn hóa truyền hình Tô Hàng cũng có ký giả trực thuộc đến để xin phỏng vấn ngài đấy ạ. Bên truyền thông kinh tế cũng muốn phỏng vấn ạ. Đoán chừng là các phương tiện truyền thông biết được hôm nay là lãnh đạo Diệp chủ trì việc bàn bạc công tác lần này nên rối rít đua nhau xin phỏng vấn. Đôi mắt Diệp Quân Lâm sáng hẳn lên, thế này đi, thời gian có hơi gấp gáp, tôi thay cho hội đầu tư phát triển chỉ tiếp nhận một người phỏng vấn duy nhất thôi. Chọn cô Vương Mỹ Kỳ của đài truyền hình Tô Hàng đi. Sao cơ, lãnh đạo Diệp chỉ cho phép một người phỏng vấn thôi sao? Sau khi Vương Mỹ Kỳ biết được chuyện này,
thì phần khởi đến mức quên hết mọi thứ. Vận may của ả ta quá là tốt luôn đầy. Có biết bao nhiêu ký giả, thế mà lại chọn ả ta. Được, vậy làm phiền anh báo cho lãnh đạo Diệp, tôi chắc chắn sẽ không để ngài ấy thất vọng. Vương Mỹ Kỳ bảo đảm. Lập tức phải cử hành hội nghị đầu tư phát triển rồi. Cho nên rất nhiều đại diện các xí nghiệp lần lượt kéo đến, có thể chiếm lĩnh thị trường tô hàng này càng sớm càng tốt. Tập đoàn Vân Đình và cả xí nghiệp cỡ lớn như nhà họ Tiêu cũng có không ít người đến tìm kiếm. Ngay cả các xí nghiệp có tiềm năng cũng đang có rất nhiều người săn đón. Ví dụ như tập đoàn Đông Thiên của Lý Tử Nhiễm. Đã bàn bạc, đàm phán về chuyện hợp tác với ước chừng cỡ 30 doanh nghiệp rồi. Cuối cùng, sau một hồi tỉ mỉ cân nhắc, Lý Tử Nhiễm chọn 4 doanh nghiệp đến từ Quảng Châu. Đúng lúc chỉ có 4 người đại diện, vậy nên đã cùng nhau thương thảo kỹ càng chuyện hợp tác về sau. Họ quyết định đặt một bữa cơm tối để tiến hành thảo luận. Bây giờ, mỗi khi Lý Tử Nhiễm đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng phải rất e dè, phải dẫn theo những quản lý nam cấp cao cùng đi theo. Lần này cô dẫn theo Diệp Quân Lâm cũng là để phòng ngừa chuyện chẳng may. Trong phòng VIP của nhà hàng Kỳ Long, đại diện của 4 doanh nghiệp cỡ lớn của Quảng Châu đang ngồi chung một bàn, trong đó, người lớn tuổi nhất tên Tiêu Tiểu Long. Ông ta đang gọi điện. Cậu chủ Tô, xin cậu yên tâm, tối nay tôi nhất định ra giá cao ngất với Lý Tử Nhiễm. Cậu cứ xem tôi hành hạ cô ta ra sao. Tiêu Tiểu Long cười ha hả nói. Hóa ra người đứng sau 4 doanh nghiệp này chính là nhà họ Tô. Tối hôm nay bọn họ vốn nhắm vào Lý Tử Nhiễm. Sau đấy, 4 người bọn họ và cả đám cấp dưới để uống vào thuốc giải rượu. Chốc lát sau, Lý Tử Nhiễm dẫn người đến. Ồ, ý của Tổng Giám Đốc Lý là gì đây? Sao lại dẫn nhiều người đến như thế? Không yên tâm về chúng tôi đấy à? Tiêu Tiểu Long bày vẻ mặt khó chịu. Một vị nam quản lý cấp cao đứng ra phân trần. Các vị có điều không rõ, trước đấy suýt chút nữa Tổng Giám Đốc Lý đã gặp chuyện lớn. Cho nên bây giờ lúc nào Tổng Giám Đốc Lý cần tiến hành đàm phán đều dẫn theo chúng tôi cả. Nếu như các vị chịu thì chúng ta ngồi xuống đàm phán. Nếu không, thì tốt thôi. Đám người Tiêu Tiểu Long hai mắt nhìn nhau. Hiểu rõ khó mà đuổi đám người kia đi được. Sao lại thế chứ, chúng tôi đến đây là để bàn bạc việc hợp tác kia mài. Tiêu Tiểu Long cười đáp. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn. Sau một hồi hàn huyên thì xoáy vào đề tài chi một NS. Song phương đều cảm thấy có thể hợp tác tốt. Nhưng về việc phân chia lợi ích thì có vấn đề. Lý Tử Nhiễm muốn nâng lên 10%, đối phương thế mà lại không chịu. Lúc này Tiêu Tiểu Long nâng ly rượu lên, cười bảo, các vị cũng biết dân Quảng Châu khá là bạo dạn và cũng có quy củ riêng của mình. Chuyện này chúng tôi biết, tôi đã từng gặp quai. Có vị quản lý cấp cao đáp lời. Thế thì hay rồi, quy củ của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi thành một nhóm, các người thành một nhóm. Lấy việc uống rượu để phân chia. Nếu các người có thể khiến chúng tôi gục trước thì lợi ích của các người sẽ là 10%. Nếu các người thua, thì xin phép được từ chối. Tiêu Tiểu Long nói. Được, làm đi. Diệp Quân Lâm là người đầu tiên đồng ý. Lý Tử Nhiễm hung tợn trừng mắt với anh mấy lần. Cô hiểu rõ khi đối phương nói ra quy định này, thì tức là bọn họ đã nắm chắc từ lâu. Diệp Quân Lâm quá ư là hấp tấp. Được, phía chúng tôi thêm cả tài xế lẫn các phụ tá là 12 người. Phía các vị cứ tự nhiên sắp xếp. Tiêu Tiểu Long nói. Cả thảy 12 người bọn họ đều đã uống thuốc giải rượu, và cả tửu lượng cũng rất khủng. Bọn họ tin chắc có thể uống thắng cả trăm người phe đối phương. Diệp Quân Lâm cười bảo, thế này đi. Phía chúng tôi có tôi và Tổng Giám Đốc Lý. Phụt! Lý Tử Nhiễm muốn phun máu. Điên rồi đấy à! Hai người đấu 12 người. Nếu để Lý Tử Nhiễm biết rằng 12 người này trước đấy đều đã uống thuốc giải rượu, chắc chắn sẽ giật bắn mình cho xem. Đúng là điên rồi. Diệp Quân Lâm bị điên chắc rồi. Quản lý cấp cao của công ty Lý Tử Nhiễm đều sợ đến ngớ cả người. Người ta bảo có thể chọn bao nhiêu người cũng được kia mà. Ít nhất thì cũng nên kêu tới 10, 20 người đi chứ. Bây giờ lấy hai chọi 12 ư, hai đầu bị hỏng rồi à. Được, là chính các vị tự chốt đấy nhé. Tiêu Tiểu Long thầm nguyết một tiếng đần độn cho Diệp Quân Lâm, vội vàng quyết định, không để Lý Tử Nhiễm có cơ hội đổi ý. Không phải, tôi. Lý Tử Nhiễm còn định nói gì đấy thì Tiêu Tiểu Long đã cười bảo,
chẳng lẽ tổng giám đốc Lý đây muốn đổi ý à? Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Mối làm ăn này không có cũng chẳng sao. Không đổi ý, tiến hành đi. Lý Tử Nhiễm làm ra vẻ dứt khoát tuyên bố. Đám người Tiêu Tiểu Long lần lượt nhoẻn miệng cười. Trong mắt bọn họ, thắng lợi chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhất là tối Nia phải hành hạ Lý Tử Nhiễm cho đến chết mới được. Bọn họ nhìn sang Diệp Quân Lâm, cũng cười. Đây chắc là gián điệp nằm vùng bên Lý Tử Nhiễm của bọn họ rồi, đúng là chỉ đến đây để giúp đỡ cho bọn họ thôi. Quả là ngu xuẩn. Diệp Quân Lâm thế mà lại cười bảo, nếu muốn uống với sếp của chúng tôi, thì trước hết phải đánh gục được tôi đây đi đã. Ha ha ha, được thôi. Đám người Tiêu Tiểu Long đã chẳng thể chờ nổi nữa rồi. Một tên Diệp Quân Lâm thôi mà, cho dù có mạnh đến đâu thì cũng uống thắng được mấy người đây. Huống chỉ tất cả bọn họ đều đã uống thuốc giải rượu rồi. Phải rồi, quy củ chỗ chúng tôi là, sau khi bắt đầu, tất cả những người không tham gia nhiệm vụ đều buộc phải rời khỏi đây. Tiêu Tiểu Long nhìn về tất cả các quản lý cấp cao bên phía Lý Tử Nhiễm. Nếu không đòi hết tất cả những người còn tỉnh táo thì làm sao giày vò Lý Tử Nhiễm cho được. Óng! Mấy vị quản lý cấp cao hung tợn trợn trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Tất cả họ đều trách Diệp Quân Lâm làm chuyện dại dột. Vốn dĩ 10% lợi ích này có khả năng giành được rất lớn. Một con sâu làm giàu nồi canh. Sau khi những người này rời đi, chính thức bắt đầu. Người anh em, mọi người đều theo quy củ, mỗi người chúng tôi uống một ly, các người phải tiếp bấy nhiêu ly. Tiêu Tiểu Long cười bảo. Được thôi, nhanh lên đi. Mỗi người các người một ly, tôi 12, rót rượu. Ha ha ha, người anh em đây quả thực phóng khoáng. Tiêu Tiểu Long càng ngày càng nhìn Diệp Quân Lâm như một thằng ngu. Rất nhanh chóng, trước mặt Diệp Quân Lâm bày ra 12 ly rượu U Mỹ. Lý Tử Nhiễm thấy mà sợ. Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ được mấy vòng đây chứ? Nhiều nhất, một vòng thôi sao? 12 người phe Tiêu Tiểu Long rất nhanh chóng uống cạn ly rượu chỉ trong một hơi. Đến lượt cậu đấy, người anh em. Tiêu Tiểu Long cười. Trong mắt họ, uống hết 12 ly rượu tây này, Diệp Quân Lâm chắc chắn gục đừng hỏi. Mà màn tiếp theo, chấn động tất thảy mọi người. Chỉ thấy, Diệp Quân Lâm nhắc lên uống đúng 2 ly rượu, tất cả rượu trong 12 ly chớp mắt cạn sạch. Hết rồi u. Sắc mặt đám người Tiêu Tiểu Long thoát biến. Quả thực uông cạn hết kìa. Nếu không, thì làm sao dám lớn lối như vậy. Nhưng bọn này có đến 12 người, cũng uống thuốc giải rượu rồi. Nhìn thử xem anh chống được đến khi nào. Tiếp đi. Đọt 2, Diệp Quân Lâm cứ như đang uống nước lã vậy, thoát cái uống sạch 12 ly. Khiếp sợ. Cực kỳ khiếp sợ. Lại lần nữa. Đọt thứ 3. Đọt thứ 4. Hình như là lần thứ 10. Diệp Quân Lâm uống hết tổng 120 ly rượu, vậy àm trông anh như thể chẳng mảy may có chuyện gì cả. Không chỉ Tiêu Tiểu Long bị dọa sợ, mà cả Lý Tử Nhiễm cũng bị dọa theo. Vốn dĩ chỉ cho rằng Diệp Quân Lâm khoe mẽ, nhưng nhìn qua màn lần này, xem ra anh quả thực có thể uống. Đám người Tiêu Tiểu Long mặc dù đã uống thuốc giải rượu, nhưng uống liên tục mấy ly rượu tây vào bụng thì ắt rất khó chịu. Tiếp đi chứ, mấy người đang sợ đấy à? Diệp Quân Lâm bảo, cuộc đấu rượu tiếp tục. Đám người Tiêu Tiểu Long không tin chuyện quái lạ này, muốn xem thử, coi Diệp Quân Lâm có thể chịu đựng được đến lúc nào. Lại thêm 10 đợt nữa. Diệp Quân Lâm vẫn hoàn toàn vững vàng như cũ. Đám người Tiêu Tiểu Long thì cảm nhận được hơi men bốc lên, bụng thì lình phình không chịu nổi. Tiếp đấy, cả một thùng rượu tây được đẩy vào trong phòng VIP. Đám người Tiêu Tiểu Long xót xa thay phần tiền chỉ cho đống rượu này. Thằng nhãi này thế mà biết uống như vậy. Giám đốc Tiêu, chúng ta thêm một quy định nữa đi. Không một ai được phép đi vệ sinh. Diệp Quân Lâm lên tiếng. Tiêu Tiểu Long thật ra đã nhịn tiểu hết nổi từ lâu rồi. Nhưng trong giờ phút quan trọng như thế này chỉ đành phải đồng ý. Một vòng đấu tử lượng lại bắt đầu. Diệp Quân Lâm càng uống càng tỉnh ra, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Như để giải thích cho ngạn ngữ, rượu làm ra từ lương thực. Càng uống sẽ càng tỉnh táo. Ngược lại, 12 người bên phía Tiêu Tiểu Long đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Uống thêm một lần, bụng phình tra thêm một chút, cảm giác như sắp thủng đến nơi vậy. Thứ hai, là muốn đi tiểu, bàng quang sắp nổ rồi. Thứ ba,
thời gian kéo quá dài, thuốc giải rượu đã hết tác dụng, bọn họ dần cảm nhận được hơi men bốc lên ngùn ngụt. 12 người mà cũng không thắng được. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, Diệp Quân Lâm tại sao lại có thể trụ được đến tận giờ này. Chắc cũng phải uống đến mấy ngàn ly rồi đấy. Tại sao một chút vấn đề cũng không có mảy may. Mẹ nó tên này là thần rượu hạ phàm à. Tiếp đi nào. Diệp Quân Lâm hô to. Không được, tôi xin nghỉ một chút, tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Tiêu Tiểu Long ngồi trên ghế, không dám động đậy dù chỉ nửa phần. Không đợi Tiêu Tiểu Long kịp phản ứng lại, Diệp Quân Lâm đã rót thẳng một ly rượu, đổ vào miệng ông ta. Bỗng, có một tiếng nước chảy từ đâu phát ra. Một làn hơi nóng bốc lên từ dưới bàn cơm, đồng thời một thứ mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi. Lý Tử Nhiễm nhanh chóng bịt mũi mình lại, lẳn ra thật xa. Tiêu Tiểu Long tiểu. Đây chắc chắn chính là chuyện mắt mặt nhất trong đời Tiêu Tiểu Long rồi. Tiếp nào. Diệp Quân Lâm tiếp tục cưỡng ép uống rượu. Anh chủ động uống hết 12 ly rượu. Bắt buộc tất cả 12 người đều uống. Không uống, không uống nổi nữa. Uống cho tôi. Diệp Quân Lâm cưỡng ép đè lại, rót thẳng rượu vào. Cồ. Rất nhanh chóng, người này phun hết toàn bộ ra. Ói không ngừng nghỉ, nằm dạp trên nền đất, nhấp nháp khó coi. Tới anh đấy. Diệp Quân Lâm lại ép một người uống rượu. Người nọ ngã lên đất, đau đớn lăn lộn. Dạ dày xuất huyết rồi. Những người khác, có rất nhiều người không nhịn được đái dầm, mùi trong phòng VIP lúc bấy giờ quả thực rất gay mũi. Bụp. Ác ạc. Đột nhiên trong người một ai đó phát ra tiếng nổ, ngay sau đấy người kia kêu thét từng tiếng đau đớn. Bàng quang nổ rồi. Lý Tử Nhiễm sợ đến mức cũng hét toáng lên thảm thiết. 12 người, người tè dầm, dạ dày xuất huyết, người ói mửa như điên, người thì bị nổ bàng quang. Đây là tình huống khi họ đã uống sẵn thuốc giải rượu rồi đấy. Nếu không, hậu quả còn thảm hại hơn nữa. Tiếp đi nào, giám đốc Tiêu, tôi vẫn còn chưa đã đâu, chỉ mới thấy có tí hơi men thôi. Diệp Quân Lâm cầm lên máy chai rượu, đi đến trước mặt Tiêu Tiểu Long. Mẹ nó tên này còn là người ư. Qua biến thái rồi đây. Uống tận mấy ngàn ly rượu mà vẫn không sao. Tôi không uống đâu. Tiêu Tiểu Long lắc đầu nguầy nguậy. Thế thì đâu có được, cuộc so tài vẫn chưa kết thúc mài. Diệp Quân Lâm cười bảo. Tiêu Tiểu Long hét toáng lên. Thế thì anh muốn gì? Diệp Quân Lâm cười. Sợ sẽ bị Diệp Quân Lâm nhắm vào, Tiêu Tiểu Long lập tức ký hợp đồng, nhượng cho tập đoàn Đông Thiên 10% lợi tức. Vợ à, đi nào, hợp đồng xong xuôi rồi. Diệp Quân Lâm cười nói. Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm, ngây dại. Giờ khắc này anh ấy như đang phát sáng vậy. Lợi hại quá đi mắt. Hợp đồng thế mà sau một lần uống rượu thành công ký rồi. Tận 10%, giá trị mấy trăm triệu đấy. Sau khi ra đến bên ngoài, Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm, hỏi, chồng à, anh có sao không? Diệp Quân Lâm chẳng nói gì, chỉ mơ mơ màng màng, sau đấy đột ngột ngã quỵ trong ngực cô. Chồng à, anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ. Lý Tử Nhiễm lập tức ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm, vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Lúc này cô mới ý thức được, Diệp Quân Lâm đã uống đến mấy ngàn ly rượu Tây. Uống như thế có chết cũng không lạ. Nghĩ đến đó, cả người cô toát hết mồ hôi. Nhưng ngay một giây sau đó, cô lại cảm thấy trên người bị xoa bóp, tê tê. Thấy Diệp Quân Lâm sờ soạng lung tung, mặt Lý Tử Nhiễm đỏ bừng, thả Diệp Quân Lâm ra ngay tắp lự. Anh dám lấy em ra làm trò, em mặc kệ anh luôn. Hừ, Lý Tử Nhiễm quay phát đầu đi. Ô kìa, mới vừa lấy được hợp đồng là giờ trở mặt không quen đấy à? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm trợn mắt nhìn anh đừng đùa em, anh sao rồi? Uống nhiều như thế có cần phải đến bệnh viện không? Diệp Quân Lâm cười đùa, vợ à, em nhìn anh có giống như có chuyện gì không? Nhưng mà gì? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Có điều, sau vụ uống rượu này, anh cũng đã đánh tiếng cho em bia về một phương diện khác rồi đây. Tới đây, cho trông hôn một cái nào. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm đã hôn lên. Không muốn, anh là phường lưu manh đùa giỡn y mồ. Lý Tử Nhiễm lập tức tháo chạy. Đến tối, sau khi về nhà, lên giường. Diệp Quân Lâm lập tức ôm chầm lấy cô. Lý Tử Nhiễm bị dọa hết cả hồn. Vừa khẩn trương lại còn mong đợi.
Mặc dù cô và Diệp Quân Lâm là vợ chồng, nhưng mà cơ thể cô vẫn y hệt như một cô gái chưa kết hôn vậy. Thật ra thì cô cũng rất mong đợi được tận hưởng chuyện vợ chồng cùng với Diệp Quân Lâm. Nhưng đến khi giây phút này đến, cô lại cảm thấy căng thẳng. Bây giờ có quấn quýt là thế, đến khi Diệp Quân Lâm đi vào, mà cô lại đẩy ra thì sao? Nếu tiếp nhận thì sao? Thật ra thì đời này của Lý Tử Nhiễm chắc chắn thuộc về Diệp Quân Lâm rồi. Nhất là khi mới nãy trong nháy mắt lúc Diệp Quân Lâm cần rượu cho cô, Lý Tử Nhiễm cảm thấy Diệp Quân Lâm chính là bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Nếu như Diệp Quân Lâm muốn tối nay làm chuyện ấy đến cùng, thì cô cũng phải sẵn lòng giao ra. Khò! Ngay khi cô còn đang xoắn suýt, thì tiếng ngáy của Diệp Quân Lâm bất ngờ vang lên. Anh ngủ rồi. Lý Tử Nhiễm lại dấy lên chút cảm giác thất vọng. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Quân Lâm một cái, giận dỗi, ngủ ngon quá ha. Lúc nào mới nên ngủ cũng không biết nữa hả? Lăn qua kia mà ngủ đi. Vừa nói, Lý Tử Nhiễm còn đẩy Diệp Quân Lâm một cái. Vợ à, sao em lại đẩy anh? Diệp Quân Lâm thế mà còn hỏi. Xoay qua chỗ khác mà ngủ. Lý Tử Nhiễm dỗi nói. Sao em lại giận thế này? Diệp Quân Lâm cảm thấy phụ nữ kỳ lạ thật đấy, chẳng hiểu từ đâu mà lại giận rồi. Một đêm yên ắng. Tập thể tập đoàn Đông Thiên khiếp hãi. Bởi vì Lý Tử Nhiễm khi ký hợp đồng hợp tác, lại giành được 10% lợi nhuận. Nhất là những quản lý cấp cao, họ đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng được. Lúc này đám người Tiêu Tiểu Long hãy còn nằm trong bệnh viện. Chúng mày đúng là một lũ phé thải, ngay cả một ả đàn bà cũng xử không xong nữa, còn uống đến mức con mẹ nó phải vào bệnh viện. Ăn hại, toàn là một lũ ăn hại. Cậu cả nhà họ Tô Triệu Thiên nổi trận lôi đình. Đám người Tiêu Tiểu Long chỉ có thể run lập cả lập cập. Bọn họ sao mà ngờ được sẽ có một tên quái thai như Diệp Quân Lâm xuất hiện chứ? Uống nước lã cũng không uống nhiều được đến như thế nữa. Tên đó con mẹ nó uống rượu từ nhỏ mà lớn ư. Đám ăn hại mấy người tự đâm đơn từ trước đi. Tôi đến Tô Hàng rồi, chuyện xử lý Lý Tử Nhiễm tôi sẽ tự mình xử lý. Tô Triệu Long lạnh lùng phán quyết. Cậu Tô, không phải. Lúc đám người Tiêu Tiểu Long còn muốn lên tiếng biện bạch thì Tô Triệu Phi ngắt luôn cuộc gọi. Ông ta có thế nào cũng chẳng ngờ được, uống một chầu rượu, thua trắng mấy trăm triệu, lại còn hủy luôn cả tương lai của mình. Hôm nay ở Tô Hàng cực kỳ náo nhiệt, từng tốp doanh nghiệp ngoại đua nhau tràn vào. Cả Tô Hàng sợ đến ngây người. Lượng doanh nghiệp đến tham gia hội nghị đầu tư phát triển đã vượt qua gấp đôi số lượng họ dự kiến. Đối với Tô Hàng mà nói thì đây quả thực là một chuyện tốt. Trong đài truyền hình Tô Hàng, Vương Mỹ Kỳ đang cùng đồng nghiệp của mình nghiên cứu về kịch bản sẽ phỏng vấn vào ngày mai. Khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, làm sao ả ta bỏ qua cho được. Chị Mỹ Kỳ siêu thật, muốn phỏng vấn lãnh đạo Diệp có đến tận 38 bên truyền thông, thế mà lãnh đạo Diệp chỉ đồng ý cho đài truyền hình của chúng ta phỏng vấn thôi. Chứ còn gì nữa? Lãnh đạo Diệp chỉ điểm thẳng tên chị Mỹ Kỳ đấy. Chắc là nhìn chúng chị Mỹ Kỳ rồi. Chắc chắn là vì mặt mũi của chị Mỹ Kỳ mà chọn đài truyền hình của chúng ta đấy. Chị Mỹ Kỳ à, mai mốt vinh quang chị đừng có quên tụi em nha. Vương Mỹ Kỳ nghe thấy từng tiếng hâm mộ xung quanh như thế thì cực kỳ đắc chí. Ngoài mặt thì vờ bình tĩnh lắm, chứ thực ra trong lòng đã phần khởi nhảy nhót rồi. Vốn dĩ ả đây chính là một nhân vật chủ chốt không chỉ trong đài truyền hình đâu, mà ngay cả trong cả cái ngành này kia kìa. Vị lãnh đạo Diệp thần bí này chỉ định ả ta là người phỏng vấn, điều này càng khiến địa vị của ả ngày càng vững chắc hơn. Bây giờ ở trong đài, ngay cả ông chủ lớn, cả đồng nghiệp đều xoay vần quanh ả ta. Mỹ Kỳ muốn gì thì cứ nói, bọn tôi có thì chắc chắn thỏa mãn cho cô. Sếp lớn trong đài truyền hình cũng 5 lần 7 lượt đến tìm. Chị Mỹ Kỳ à, em nghe bảo vị lãnh đạo Diệp này hình như vẫn còn độc thân đấy. Nếu như chị có thể dệt mối nhân duyên với lãnh đạo Diệp thì chắc chắn chuyện này sẽ trở thành một giai thoại đó. Chứ còn gì nữa, một người là lãnh đạo, một người là nhân vật chủ chốt trong đài truyền hình, cực kỳ xứng đôi luôn đó. Nghe thấy từng tiếng thổi phồng của đồng nghiệp, mũi Vương Mỹ Kỳ sắp hết lên tận trời cao rồi. À ta quả thật rất có bản lĩnh trong vấn đề này. Đầu óc ả thông minh, những năm này kinh nghiệm cũng đã kinh qua nhiều. Một hội nghị đầu tư phát triển lớn đến như vậy, Chu Ngọc Hằng lại giao cho một người trẻ tuổi như lãnh đạo Diệp. Đã chứng tỏ được tương lai của lãnh đạo Diệp là vô hạn.
phó giám đốc chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai chắc chắn sẽ lên được những vị trí còn cao, xa hơn nữa. Nếu như ả ta có thể leo lên thành công, tương lai chắc chắn sáng ngời ngay trước mắt. Ha ha ha! Nghĩ đến đó, Vương Mỹ Kỳ bát giác bật cười. Ai bảo ông trời lúc nào cũng yêu ái ả ta kia chứ? Trong 38 kênh truyền thông, hết lần này đến lần khác thế mà lại chọn chúng ả ta. Tất cả đã sớm chứng tỏ cơ hội này thuộc về tôi rồi. Khuôn mặt Vương Mỹ Kỳ giật vẻ tự tin. Còn nữa, chị Mỹ Kỳ, Diệp Quân Lâm thật sự quá là thảm luôn á. Nghe bảo chỗ bọn họ ở bị tạt dầu, có người còn tạt thứ phóng uế nữa kìa. Còn nữa nha, cha mẹ vợ của Diệp Quân Lâm hoàn toàn không thể nào đi làm cho được. Ngay cả xí nghiệp bên nhà vợ cũng bị ảnh hưởng nót. Tay sai chuyên nịnh bợ Vương Mỹ Kỳ răm rắp báo cáo lại. Ha 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 ha. Vương Mỹ Kỳ cười to. À ta quả thực đang cảm thấy thần may mắn đang chiều dọi cho mình đây mà. Ba niềm vui tới tấp mà đến. Một, có thể phỏng vấn được lãnh đạo Diệp. Hai, hoàn thành nhiệm vụ đài truyền hình giao cho, tháng sau sẽ thăng chức. Ba, đẩy Diệp Quân Lâm đến chỗ thảm hại như thế, sắp đẩy anh ta cút khỏi Tô Hàng được rồi. Diệp Quân Lâm à, tôi phải nói anh nghe một đạo lý ở đời, ngàn lần đừng chọc đến đàn bà. Nếu không, đây chính là hậu quả đấy. Trong mắt Vương Mỹ Kỳ lóe lên tia sáng lạnh căm căm. Ha ha ha, chị Mỹ Kỳ à, cái quan trọng là anh ta còn chẳng chọc vào nổi đàn bà. Thân phận bây giờ chênh lệch quá xa những người khác hùa vào cười đùa. Lúc bấy giờ, có người đến đài truyền hình tìm Vương Mỹ Kỳ. Sau khi Vương Mỹ Kỳ ra ngoài xem, nhìn lại ấy thế mà tận mấy chiếc Rolls Royce. À ta không nhịn được giật mình. Sau khi lên xe, ngồi bên cạnh ả ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Nhìn thoáng qua đã thấy khí chất xuất chúng, vẻ quý tộc quyền quý đều tỏa đây. Thưa cô Vương Mỹ Kỳ, xin tự giới thiệu, tôi tên Tô Triệu Long, đến từ nhà họ Tô của Quảng Châu. Tô Triệu Long rút ra một điều xì gà, cười bảo. Vương Mỹ Kỳ sợ đến giật bắn mình, luống cuống nhìn Tô Triệu Long, sao cơ? Nhà họ Tô ở Quảng Châu, ngài là cậu cả nhà họ Tô, tôi biết ngài. Tôi đã từng phỏng vấn nhà họ Tô rồi. Ừ, biết rồi thì tốt. Tô Triệu Long gật đầu. Không biết cậu Tô tìm tôi có việc gì. Vương Mỹ Kỳ chớp chớp mắt quyến rũ. Gần đây cô đang đối phó Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đúng chứ? Tô Triệu Long hỏi. Phải, không sai. Chẳng lẽ cậu Tô đây có mối quan hệ gì với Diệp Quân Lâm sao? Vương Mỹ Kỳ cẩn thận, cảnh giác nhìn Tô Triệu Long. Tô Triệu Long lắc đầu chối bỏ. Không, anh ta chính là kẻ thù của tôi. Em trai tôi bị anh ta cắt đứt tứ chỉ. Nếu như không phải vì kiêng kỵ phía sau anh ta có tập đoàn Vân Đình chống lưng thì tôi đã giết chết anh ta từ lâu rồi. Bây giờ cô đang làm rất tốt đấy, có thể dồn ép cả nhà Diệp Quân Lâm đến bước đường cùng như vậy. Chỉ cần ép được anh ta rời khỏi Tô Hàng thì tôi sẽ có thể ngay lập tức giết chết anh ta. Tập đoàn Vân Đình cũng không xen vào được. Vương Mỹ Kỳ rất thông minh, đoán ra ngay, cậu Tô. Vậy tôi đẩy thêm một chút nữa nhé. Ừ, cô rất nhanh nhạy, nói chút đã hiểu rồi. Tô Triệu Long ngoắc tay, cấp dưới cầm đến một cái vali, lúc mở ra, bên trong chất đầy tiền. 5 triệu đặt cọc, xong chuyện tôi cho cô thêm 5 triệu nữa ồ. Tô Triệu Long bảo, thấy tiền, hai con mắt Vương Mỹ Kỳ sắp rớt cả ra ngoài. 5 triệu đấy. Không ngờ chỉ giải quyết ân oán cá nhân của bản thân mình thôi, mà cũng có người đến trả tiền ư. Cả trước lẫn sau là 10 triệu. Mình may mắn đến độ đó luôn sao? Đây là niềm vui nhân 4 rồi còn gì nữa? Cậu Tô, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ châm thêm chút lửa nữa. Đảm bảo ngay ngày mai Diệp Quân Lâm sẽ cút khỏi Tô Hàng. Vương Mỹ Kỳ nhận lấy vali tiền, ánh mắt cười đến mức cong thành vằng lưỡi liềm. Ừ, thế thì tốt, sau này nếu nhà họ Tô muốn phát triển ở Tô Hàng, chắc chắn không thiếu phần của cô. Tô Triệu Long lại nói, Vương Mỹ Kỳ cười lả lơi, tôi nguyện dốc sức vì nhà họ Tô, tất cả đều làm vì nhà họ tôi. Vương Mỹ Kỳ sướng đến muốn bay lên trời. Bây giờ còn quen được với cậu cả nhà họ Tô, có thêm ngọn núi dựa là nhà họ Tô đây. Tương lai của chính ả không sao dự đoán cho được đây. Lúc ấy giờ, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đang đứng ngay trước biệt thự một tầng ở Hoa Viên Phương Đông. Trái với dự đoán. Sắc mặt của anh rất đỗi bình tĩnh, nhưng Lý Tử Nhiễm thì nổi đoá lên.
Bắt nạt người khác quá rồi đấy. Họ đang muốn giết chết anh đấy. Lý Tử Nhiễm thút thít, sụt sùi. Trước cửa biệt thự bị tạt đủ thứ nước sơn, phát ra mùi sơn nồng đến gai mũi. Trên vách tường sát bên còn bị tạt cả thứ nước phóng UE, tản ra mùi hôi thối đến dập trời. Diệp Quân Lâm không hề nghi ngờ, bước kế tiếp, đám người này sẽ tạt đống ô uề đó vào cả trong phòng. Cha mẹ, chẳng lẽ hai người cũng gặp phải chuyện này u? Sau khi Lý Tử Nhiễm nghe điện thì càng thêm tức tối. Đừng nhìn thấy vẻ mặt Diệp Quân Lâm bình tĩnh là thế, thực tế anh cũng đang nổi giận. Một ký giả nhỏ nhoi như Vương Mỹ Kỳ, anh hoàn toàn không để vào mắt. Bởi vì hoàn toàn chẳng gây ra được ảnh hưởng gì cho anh cả. Thế nhưng mà anh sai rồi, ả ta hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình như thế. Đến mức độ như thế này đây. Quân Lâm, hay thôi chúng ta dọn nhà đi đi, cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, em cảm giác tiếp tục nữa, họ sẽ làm quá trớn hơn mát. Lý Tử Nhiễm sợ hãi. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống ngoài đời thực đến thế. Cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lúc này chỉ còn biết trốn dịt ở trong phòng. Hoàn toàn chẳng dám bước ra ngoài. Lương thực trong nhà chắc chỉ đủ để cầm cự thêm 2 ngày nữa. Cô rất lo lắng cho tính mạng của cha mẹ mình. Tôi đến chúng ta âm thầm đón cha mẹ đi đi. Lỡ như có thêm chuyện thì không hay đâu. Lý Tử Nhiễm đề nghị. Không đi đâu cả. Diệp Quân Lâm rút điện thoại ra, gọi vào số Vương Mỹ Kỳ. Ồ, Diệp Quân Lâm. Ha ha ha, không chịu nổi nên gọi điện đến cho tôi đầy à. Tiếng cười đầu dây bên kia của Vương Mỹ Kỳ cực kỳ phách lồi. Những trò này đều do cô làm. Diệp Quân Lâm hỏi. Tất nhiên, anh làm gì được nào? Cắn tôi à? Vương Mỹ Kỳ cười lạnh. Diệp Quân Lâm trầm giọng gằn. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, giải thích toàn bộ cuộc phỏng vấn lúc trước của cô. Diệp Quân Lâm ơi Diệp Quân Lâm, anh còn không hiểu tình huống của mình bây giờ đấy à? Là anh đang yêu cầu tôi, thế mà sao lại thành anh cho tôi cơ hội rồi đây? Anh có bị ngu không vậy? Ha ha ha. Được, cơ hội cũng đã cho cô rồi, là tự cô không biết quý trọng lấy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Vương Mỹ Kỳ nỗi đoá, lạnh lùng gằn, thế thì tôi đây cũng nói cho anh biết, bây giờ dù cho anh có quỳ xuống liếm giày tôi, uống nước rửa chân của tôi, thì tôi cũng không cho anh cơ hội làm lại đâu. Anh chờ đói. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Diệp Quân Lâm lóe lên sát ý thoáng qua. Vợ, cho anh thêm 1 ngày, anh đảm bảo sẽ giải quyết sạch sẽ. Diệp Quân Lâm nói. Sao, thế anh lấy cái gì mà giải quyết? Lý Tử Nhiễm khó mà tin được. Dù sao em cứ chờ đấy đi, chắc khoảng chiều mai là chấm dứt hết. Đến tối, bên phía đài truyền hình lại phát tán thêm một tin nặng ký khác. 6 năm trước, tập đoàn của Diệp Quân Lâm xuất hiện rất quái dị. Phá hoại thị trường, chém ngang chém dọc khiến vô số người lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp. Rất nhiều công nhân của tập đoàn nhanh chóng bị máy móc thay thế, trong 1 năm dự đoán công nhân tập đoàn của Diệp Quân Lâm thất nghiệp lên đến 30.000 người. Đầu sỏ mọi chuyện chính là Diệp Quân Lâm. Sau khi tin tức này bị truyền đi, đám người Lý Tử Nhiễm muốn phát điên. Chuyện vẫn tiếp tục bành trướng ư. Máu chốt là tin tức này cắt câu lấy nghĩa. Đây là sự phát triển bình thường của ngành nghề. Tại sao lại quy kết mọi hậu quả về Diệp Quân Lâm chứ? Tập đoàn Quân Lâm với kỹ thuật tiên tiến, lợi nhuận làm ra thu về bao nhiêu, các kỹ thuật lạc hậu kia hoàn toàn không có cửa để so sánh. Nhưng sau khi tin tức công bố ra bên ngoài, những người thất nghiệp kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng là chính Diệp Quân Lâm hại bọn họ. Diệp Quân Lâm chính là tội phạm hàng đầu tại tô hàng này. Vô số người liên kết lại với nhau, hòng muốn đánh đổ người tên Diệp Quân Lâm, đuổi anh ta ra khỏi tô hàng này. Thậm chí, có thể đoán được Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ bị đe dọa về tính mạng. Bởi vì hội nghị đầu tư phát triển, cho nên mật độ chú ý đến điểm nóng tin tức cũng theo thế cao hơn. Chính thế, nên đám người Diệp Quân Lâm càng áp lực hơn nữa. Chồng à, hay là chúng ta rời khỏi tô hàng tránh bạo trước đi, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp đâu. Lý Tử Nhiễm sợ hãi. Diệp Quân Lâm thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, vợ cứ yên tâm đi. Không sao đâu. Trước chiều mai mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ phút này đây, trong một khách sạn 5 sao nào đó. Tô Triệu Long và Vương Mỹ Kỳ ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn, bọn họ đang để ý phần tin tức. Ha ha ha, cưng à, em làm tốt lắm. Ngày mai chắc chắn Diệp Quân Lâm phải cút khỏi tô hàng rồi.
Tô Triệu Long cực kỳ hài lòng. Đúng thế, sử dụng đám công nhân thất nghiệp này để đuổi Diệp Quân Lâm đi, dù là chính phủ cũng không thể can thiệp vào được. Vương Mỹ Kỳ nép mình trong lồng ngực Tô Triệu Long, cười khẽ. Tô Triệu Long lại gọi một cú điện thoại. Mấy người chú ý kỹ hành tung của Diệp Quân Lâm cho tôi, chỉ cần anh ta rời khỏi Tô Hàng, lập tức chém nút lìa tứ chỉ anh tai. Ha ha ha, đến khi đó cậu Tô nhớ cho em đến xem chút nha. Em muốn tận mắt nhìn cái vẻ khốn đốn ấy của Diệp Quân Lâm. Vương Mỹ Kỳ cười duyên, nhào vào ổ chăn. Tới nữa à? Tô Triệu Long vẫn còn sửng sốt, mà nào dám chối từ. Mấy người phụ nữ này đúng là lợi hại. Cả anh ta hẳn cũng chẳng phải là đối thủ nữa. Ngày hôm sau, trung tâm triển lãm Tô Hàng đang cực kỳ náo nhiệt. Hơn cả ngàn xí nghiệp chen chúc đến tham dự. Cái được gọi là hội nghị đầu tư phát triển quy mô lớn nhất Tô Hàng. Vương Mỹ Kỳ và đồng nghiệp đã chen vào trong trung tâm triển lãm từ sớm. Mỹ Kỳ, trọng trách hôm nay nặng lắm đấy. Vừa phải phụ trách nội dung bu ỏi hội nghị, còn phải phỏng vấn lãnh đạo Diệp nữa. Sếp lớn đài truyền hình còn đặc biệt đến hỏi han. Ha ha, xin cứ yên tâm, tôi nhất định hoàn thành xong nhiệm vụ. Vương Mỹ Kỳ bắt đầu trang điểm, nhắc lên tinh thần sung mãn xông pha. Những người khác đều ngưỡng mộ nhìn ả ta. Dù sao đây chính là người duy nhất được phép phỏng vấn lãnh đạo Diệp đấy. Chị Mỹ Kỳ, em hâm mộ chị thực lòng đấy. Thế mà có thể phỏng vấn lãnh đạo Diệp. Đúng vậy, chị thật may mắn quá đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, năng lực nghiệp vụ của chị Mỹ Kỳ chắc chắn là mạnh nhất Tô Hàng này rồi. Chứ còn gì nữa, lăn xả với nghề bao năm, xinh đẹp, khí chất người người, chị Mỹ Kỳ không nhát, ai dám nhất. Những đồng nghiệp đi cùng xúm xít lại chúc mừng Vương Mỹ Kỳ. Vương Mỹ Kỳ cả thấy cả người cũng lâng lâng đến chín tầng mây luôn. Đúng là một ngày khiến con người ta khoan khoái đó mà. Rất nhanh thôi, mình sẽ phỏng vấn lãnh đạo Diệp, sau đó còn có thể lầy thêm 5 triệu nữa. À ta hận không thể khống chế cho thời gian xoay nhanh hơn nữa. Trung tâm triển lãm. Đại diện các doanh nghiệp lũ lượt kéo đến. Các doanh nghiệp của đại gia tộc tại Quảng Châu cũng lần lượt hiện diện. Ví dụ như đoàn người của Tô Triệu Long. Thật ra thì nhà họ Lý ở Quảng Châu cũng có phái người đến. Nhưng mà là lấy danh nghĩa của Lý Thiên Hạo đến để thương lượng. Hội nghị đầu tư phát triển này rất nhanh chóng tiến hành khai mạc, sau màn tuyên bố đến từ phía chính phủ Tô Hàng, thì chính thức bắt đầu. Trung tâm triển lãm dược chia ra thành rất nhiều khu vực, từng lĩnh vực khác nhau đều trải rộng trên từng khu vực. Trong đó các doanh nghiệp quy về vị trí của tập đoàn Tiêu Thị và tập đoàn Vân Đình là nhiều nhất. Ai cũng biết hai doanh nghiệp này rất có địa vị, sôi nổi tỏ ý muốn hợp tác. Có điều những doanh nghiệp cỡ lớn kia thì lại ngoảnh nhìn sang các khu vực khác, tận dụng mọi kỹ năng từng bước ép sát, sáp nhập, thu về càng nhiều mối hợp tác, từng bước xâm chiếm thị trường tại Tô Hàng này. Thế nhưng trông về trước mắt mà nói, chỉ cần nằm trong trường hợp này, toàn bộ việc ký hợp đồng tuân theo các văn bản chính thống, thì đều mang lại lợi ích cho Tô Hàng cả. Diệp Quân Lâm đứng phía sau sân khấu nhìn chăm chú nhất cử, nhất động trong hội trường. Đứng đằng sau là thư ký chuyên nghiệp do Chu Ngọc Hằng sắp xếp, Nhiếp Tiểu Vân. Lãnh đạo Diệp, quả nhiên khi chính phủ dựa theo các vấn đề mà tổ chức hội nghị đầu tư phát triển này thì chính quy hơn nhiều. Nếu không vài ngày trước, các doanh nghiệp của những gia tộc kia sẽ tràn vào Tô Hàng một cách bất quy tắc, không những tạo ra môi trường cạnh tranh không tốt còn để lại hậu quả xấu. Nhiếp Tiểu Vân cười báo cáo. Diệp Quân Lâm gật đầu đồng tình. Không thể không nói, ánh mắt của lão Chu quả thực không kém đi chút nào. Nhiếp Tiểu Vân cười khổ hai tiếng. Dám xưng hô như thế với Chu Ngọc Hằng ở đất Tô Hàng này còn ai ngoài vị trước mắt này đây chứ? Phải rồi, lãnh đạo Diệp, thời gian ngài nhận phỏng vấn từ đài truyền hình đến rồi. Ngài xem, Nhiếp Tiểu Vân nhìn thời gian, báo cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nói, được, kêu họ đến đi. Sau đó, Diệp Quân Lâm cùng những vị lãnh đạo khác ngồi chờ trong một căn phòng họp. Bên ngoài căn phòng, cảm ơn thư ký Nhiếp, có cơ hội tôi sẽ mời chị ăn cơm ạ. Vương Mỹ Kỳ cười chào hỏi. Nhiếp Tiểu Vân cười đúng chức trách, thưa cô Vương, mời cô. Dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Tiểu Vân, mọi người kéo nhau đến phòng họp. Mặc dù các kiểu phỏng vấn như thế này, Vương Mỹ Kỳ đã từng kinh qua rồi. Thế nhưng hôm nay chẳng biết vì sao lại thấy hơi căng thẳng. Bởi vì ả ta quả thực không hiểu biết về lãnh đạo Diệp bao nhiêu cả. Trong phòng họp,
có chừng 10 vị lãnh đạo đang ngồi. Vương Mỹ Kỳ thế mà lại có phần hốt hoảng. Hai. Có điều chỉ một giây sau, ả mới ngẩn cả người. Bởi vì ả ta lẫn đồng nghiệp đều nhìn thấy một người rất quen thuộc, Diệp Quân Lâm. Vì thấy rõ như thế, nên Vương Mỹ Kỳ mới nện bước tiến về phía trước. Đúng thật là Diệp Quân Lâm. Anh ta thế mà lại ngồi chung chỗ với các vị lãnh đạo ở đây, lại còn lại vị trí chính giữa. Vương Mỹ Kỳ hết sức nghi hoặc, tại sao Diệp Quân Lâm lại ngồi ở đây? Đồng nghiệp của ả ta cũng dấy lên nỗi nghi ngại. Khó trách cậu Tô nói không thể tìm ra được Diệp Quân Lâm ở đâu, hóa ra anh ta ở chỗ này. Ả ta theo bản năng thốt lên, Diệp Quân Lâm anh chạy đến đây ngồi là thế nào? Đây là chỗ cho anh ngồi sao? Vừa thốt ra mấy câu này, toàn bộ căn phòng yên tĩnh hẳn đi, im đến mức khó chịu. Cảm nhận được ánh mắt trông mình cực kỳ quái dị, Vương Mỹ Kỳ ngắn người. Cô Vương nói nhăng cuội gì vậy? Đây chính là lãnh đạo đấy. Lãnh đạo, không thể nào, đây không phải Diệp Quân Lâm sao? Là con chuột cống của Tô Hàng Máy ngày nay mài. Đúng vậy, loại sâu mọt như Diệp Quân Lâm nên bị đuổi VSNS 2800, là cô vĩnh viễn khỏi Tô Hàng. Vương Mỹ Kỳ cả những người đồng nghiệp không khỏi hô ứng cho nhau. Loạn hết rồi. Tên của lãnh đạo mà cô cũng dám đem ra sỉ nhục như vậy ư? Lúc bấy giờ, Cục trưởng Cục Công Thương đang ngòi nỗi đoá lên. Đúng, cô đây là ký giả của đài nào, lại dám buông lời sỉ vả lãnh đạo như thế? Có ý gì đây? Đài truyền hình Tô Hàng đúng chứ? Tranh thủ thời gian, nhanh chóng kêu trưởng đài truyền hình Vu Thừa Quang đến đây ngay. Mấy vị lãnh đạo khác lần lượt lên tiếng. Lời nói của Vương Mỹ Kỳ lẫn các đồng nghiệp đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Từng tiếng rồng, tiếng la mắng nói đuôi nhau mà truyền đến. Vương Mỹ Kỳ lẫn các đồng nghiệp cảm nhận được hình như mình vướng vào chuyện nghiêm trọng rồi. Cô Vương có ý gì vậy? Ngồi trước mặt cô chính là phó thị trưởng của Tô Hàng chúng ta, Diệp Quân Lâm tiên sinh. Ngoài ra, ngài ấy còn một thân phận khác, chính là Côn Luân tướng quân. Vị thượng tướng 5 sao duy nhất toàn cõi Hoa Hải. Nhiếp Tiểu Vân nói thẳng. Rằm. Cứ như sấm sét giữa trời quang giáng thẳng xuống, Vương Mỹ Kỳ lẫn đám đồng nghiệp hóa đá ngay lập tức. Phó thị trưởng Tô Hàng. Côn Luân tướng quân. Diệp Quân Lâm ư. Tất cả mọi điều vĩ đại này cứ ngỡ chỉ có trong giấc mộng. Khiến người ta không thể nào tin cho nổi. Vương Mỹ Kỳ cùng những thành viên khác trong tổ đài truyền hình đứng được ra như khúc gỗ. Đầu óc của họ giờ, đây trông rồng, hoàn toàn mất hê ý thức. Lúc bấy giờ, cửa phòng họp mở ra. Một gã trung niên béo thở hào hền chạy vào. Ông ta chính là Vu Thừa Quang trưởng đài truyền hình Tô Hàng. Thở hồn hền từng hơi, đồng thời ánh mắt ông ta cũng ngó sang phía các lãnh đạo đang ngồi. Khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ông ta cảm thấy có hơi quen mắt. Chẳng phải là tên nhãi danh mà Vương Mỹ Kỳ đối phó đó ư? Hai, tại sao anh ta lại ngồi ở đây? Thưa các vị lãnh đạo, chuyện gì xảy ra thế ạ? Vu Thừa Quang nhìn mọi người, tò mò đạm hỏi. Còn chuyện gì xảy ra nữa? Trong lòng ông không biết hay. Sao? Người lên tiếng chính là quận trưởng quận Hạ Thành, Hạ Long Phi. Ông ta vỗ mạnh lên bàn. Hai. Vu Thừa Quang đâm nghi ngờ, thân thể run bắn lên. Ông biết gì không, ký giả của đài truyền hình ông đây lúc nhìn thấy lãnh đạo Diệp, thì vô duyên vô cớ sỉ nhục ngài ấy. Những lãnh đạo khác giận dữ kể lại. Lúc bấy giờ, có một vị thư ký trực thuộc thành phố đưa cho Hạ Long Phi và các lãnh đạo máy chiếc notepad. Nội dung trên đó chính là tất cả những gì mà Vương Mỹ Kỳ hãm hại Diệp Quân Lâm. Lúc mọi người xem xong, tức đến phát điên. Vu Thừa Quang, ông đúng là làm ra chuyện tốt đấy. Cuộc sống an nhàn của ông từ nay chấm dứt. Hạ Long Phi chợt ném thẳng notepad cho Vu Thừa Quang. Chắc là ông cũng chẳng biết cái quái gì đúng không? Vậy, để tôi cho ông biết, người mà đài truyền hình các ông C8S1 ghép, biên tập hãm hại chính là Phó Thị trưởng Tô Hàng, lãnh đạo Diệp Quân Lâm. Đồng thời ngài ấy còn là Côn Luân tướng quân, ông chán sống rồi phải không hả? Phích! Xua khi nghe thấy sự thật này, Vu Thừa Quang sợ đến mức phịch một tiếng. Đáp mông thẳng xuống đất. Mặt ông ta toát đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ngơ ngác ra đấy. Trời ơi! Mình thế mà lại chọc vào một phiền phức lớn đến thế ư? Người ngồi trước mắt đây chính là Côn Luân tướng quân. Diệp Quân Lâm cười nói, trưởng đài truyền hình kia à?
kiểm soát nội dung trình chiêu như thế đó sao? Cái loại nội dung biên tập sai trái như vậy mà cũng dám phát. Chuyện gì vậy hả? Đối mặt với lời trách móc của Diệp Quân Lâm, Vu Thừa Quang sợ đến mức muốn tiểu trong quân. Không phải, lãnh đạo, tôi không biết cái gì hết. Là Vương Mỹ Kỳ tự ý phát sóng. Vương Mỹ Kỳ, cô hại tôi. Chát, Vu Thừa Quang vung thẳng một bạt tai vào mặt Vương Mỹ Kỳ. Bị tát thẳng một bạt tai như thế, Vương Mỹ Kỳ rốt cuộc mới hoàn hồn lại. Phỉ ích, cả người ả cũng mềm oặt đi, ngã ngồi trên đất. Ả ta có sao cũng chẳng ngờ được Diệp Quân Lâm thế mà lại có thân phận như vậy. Nếu biết trước, ả ta nào dám chứ? Vương Mỹ Kỳ, còn nhớ cuộc điện thoại lần trước tôi gọi cho cô không? Diệp Quân Lâm đột ngột nhoẻn miệng cười. Oanh! Vương Mỹ Kỳ như thể bị sét đánh, đầu óc như muốn nổ tung. Làm sao ả ta lại không nhớ cho được? Diệp Quân Lâm gọi điện đến, cho ả ta thêm một cơ hội. Đáng tiếc, ả ta ngu muội, không biết quý trọng lấy. Hu hu hu, tôi sai rồi, lãnh đạo, tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi một lần đi ạ. Vương Mỹ Kỳ lập tức quỳ mọp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Bóp! Biên hồ! Vu Thừa Quang hướng về Vương Mỹ Kỳ, tung từng quyền từng cước đánh đập. Cô thế mà còn dám mở miệng xin tha cơ à? Vu Thừa Quang hận mình không thể giết chết Vương Mỹ Kỳ ngay lập tức. Vương Mỹ Kỳ, cô biết cô độc ác đến mức nào không? Lợi dụng chức quyền, muốn dồn người sống sờ sờ vào con đường chết. Nếu như tôi không có những thân phận này thì sao đây? Cô cảm thấy tôi còn đứng được ở chỗ này hay không? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Nhưng tất cả mọi người đứng xung quanh đều cảm nhận được một tia lạnh băng. Diệp Quân Lâm tức giận. Vu Thừa Quang, ông còn đứng ngắn ra đó làm cái gì hả? Mau chóng vạch trần toàn bộ tội ác của Vương Mỹ Kỳ, rửa sạch oan khuất cho lãnh đạo Diệp đi chứ. Mấy vị lãnh đạo hô hoán. Vu Thừa Quang phản ứng lại ngay, vâng, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Rất nhanh chóng, đài truyền hình Tô Hàng phát tin tức khẩn, vạch trần Vương Mỹ Kỳ biên tập video, bẻ cong sự thật hỏng vụ oan cố ý hãm hại Diệp Quân Lâm. Sau một loạt tội chứng phơi bày trước mắt, Vương Mỹ Kỳ thân bại danh liệt. Những lời bán tán xấu xa về Diệp Quân Lâm lẫn người nhà anh đều dần dần biến mất. Vu Thừa Quang, trách nhiệm của ông trong chuyện này rất nghiêm trọng. Từ chức ngay đi. Hạ Long phi lệnh. Vu Thừa Quang gật đầu ngay tắp lự, tôi hiểu. Còn nữa, toàn bộ những nhân viên tham dự vào chuyện này phải bị xử phạt. Các nhân viên có quan hệ với Vương Mỹ Kỳ toàn bộ bắt lại, phải xử phạt thế nào thì xử phạt thế ấy đi. Mấy vị lãnh đạo tai to mặt lớn cùng đồng thanh ra lệnh. Vương Mỹ Kỳ ngồi bệt dưới đất chỉ cảm thấy trời đông giá rét, dường như thân thể chẳng còn là của mình nữa rồi. Diệp Quân Lâm nhìn Vương Mỹ Kỳ, cười bảo, giả dối thì chính là giả dối. Cô đi đến bước đường này. Như thế nào? Trong lòng cô tự mình rõ, chuyện sai trái thì sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Vương Mỹ Kỳ hồi hận rồi. Hồi hận muốn chết mắt. Nếu như ả ta không có lá gan trêu vào Diệp Quân Lâm, thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vương Mỹ Kỳ chẳng biết mình đã rời khỏi trung tâm triển lãm bằng cách nào. Đây, chính là ả đàn bà xấu xa khiến chúng ta trách nhầm người tốt. Đúng vậy, nếu như không được phát hiện sớm. Thì chúng ta đã tự mình đẩy người vô tội vào chỗ chết còn gì. Bên ngoài trung tâm triển lãm tụ tập rất nhiều người dân. Vừa nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ đi ra thì một thùng chứa chất phóng uể toàn bộ dội thẳng lên người ả ta. Ke! Vương Mỹ Kỳ nôn mửa tại chỗ. Nhưng từng thùng ô uế ngày một nhiều, hết thùng này đến thùng khác dội lên người ả ta. Đây chính là kết cục của kẻ xấu. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Lý Tử Nhiễm là người đầu tiên gọi điện đến, chồng à, sao anh lợi hại quá vậy? Anh làm bằng cách nào? Diệp Quân Lâm cười bảo, công lý luôn trong lòng mỗi người. Sau khi Tô Triệu Long nhận được tin tức, trước hết đi tìm Vương Mỹ Kỳ. Nhưng Vương Mỹ Kỳ lúc này đã bị xối biết bao nhiêu thứ đổ ô uế, mùi bốc lên kinh tởm khó mà chịu nổi. Tô Triệu Long bịt mũi, cách hả ta một mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Mỹ Kỳ nhìn anh ta. Cười thảm thương, tôi khuyên nhà họ Tô hãy thu tay lại đi, sau đấy rời khỏi Tô Hàng, ngoan ngoãn làm ăn ở Quảng Châu. Tại sao? Tô Triệu Long khó hiểu hỏi ngược. Bởi vì ở Tô Hàng có người mà các người không thể chọc vào nổi. Nếu các người cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì có rằng rồi nhà họ Tô cũng bị tận diệt. Vương Mỹ Kỳ nói,
ha ha ha, thật buồn cười quá đấy. Còn có người dọa được nhà họ Tô này cơ à? Tôi sẽ đợi xem, tương lai Giang Sơn Tô Hàng này chắc chắn nhà họ Tô của tôi chiếm lấy một nửa. Tô Triệu Long tất nhiên sẽ chẳng thèm bận lòng câu nói của Vương Mỹ Kỳ. Một tuần diễn ra hội nghị đầu tư phát triển đã kết thúc mỹ mãn. Rất nhiều công ty nước ngoài bỏ vốn đầu tư cực kỳ lớn, cùng nhau phát triển Tô Hàng. Đây cũng là điều là Diệp Quân Lâm mong muốn nhìn thấy. Nhưng anh lại nghe được, các gia tộc lớn ở Quảng Châu đang cưỡng chế thu mua các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ ở Tô Hàng, vài ngày qua đã thâu tóm không ít. Diệp tiên sinh, nên làm sao đây ạ? Có cần ra tay ngay lập tức không? Bên phía nhà họ Tiêu hỏi ý. Diệp Quân Lâm lắc đầu không đồng tình, tạm thời hãy khoan đi đã, chờ cho bọn họ bành trướng thật rộng, khi ấy ra tay cũng không muộn. Đã đến Tô Hàng, thì phải vì Tô Hàng ra sức cống hiến chứ. Mọi người trông thấy khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên thì tất cả đã rõ ý của anh. Diệp Quân Lâm đang định nuôi thả trước, chờ đến khi bọn họ béo tốt chắc nịch, thì mới khai giao làm tiệc. Nhà họ Lý tại Quảng Châu. Khuôn mặt Lý Nhị ra đầy vẻ tăng tóc. Trong khoảng thời gian này, ông ta già đi không ít. Không báo thù thì không phải là ông ta. Sao rồi, có đồng ý không? Lý Nhị gia hỏi. Nhị gia, người đó đồng ý rồi, nhưng mà ngài phải tự mình lên đó thỉnh người ấy xuống núi mới được. Cao Sơn Tu nói. Được, ta chắc chắn sẽ đi. Nhị gia, tôi hoàn toàn không ngờ rằng ngài mời vị ấy xuống núi đấy. Lý Nhị gia hừ lạnh, chẳng phải tôi đây bị ép phải làm thế đấy ư? Nếu không, làm sao lại phải mời cho bằng được vị ấy xuống núi chứ? Nói thế cũng phải, nếu như là người ấy ra tay, thì ông chủ sau màn của tập đoàn Vân Đình có bản lĩnh lớn đến cỡ nào đi nữa, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Con người Lý Nhị ra lóe qua tia sát ý, đúng thế. Người này chính là vị mà tôi đây kính sợ nhất, không phải một trong những, mà là nhất. Nếu như không phải người này thoái ẩn thì Quảng Châu này làm gì còn chỗ cho tôi lên tiếng. Người ấy mới thật sự là nhân vật lớn đứng đầu tỉnh Giang Nam. Phải, tập đoàn Vân Đình ức hiếp người quá đáng, phải để vị này ra tay đè ép mới được. Mấy ngày nay, nhà họ Tô đang không ngừng điên cuồng thâu tóm các doanh nghiệp, đã bành trướng đến một mức độ nhất định. Không được, tổn thương cả đời này của em ba tôi sẽ không bao giờ quên. Cả tập đoàn Đông Thiên cũng phải là của nhà họ Tô tôi. Trong mắt Tô Triệu Long lóe lên tia sáng lạnh giá. Buổi chiều ngày hôm đó, Tô Triệu Long dẫn theo một nhóm người, khí thế hùng hổ xông vào tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành tiếp chuyện với họ. Lý Tử Nhiễm phải không? Mục đích tôi tới đây ngày hôm nay, rất đơn giản, tôi muốn thu mua tập đoàn Đông Thiên. Tô Triệu Long tỏ rõ thái độ ngay lập tức. Lý Tử Nhiễm cũng thẳng thừng từ chi, không có chuyện đó đâu. Tôi vừa mới tiếp nhận công ty chưa được bao lâu. Công ty cũng đang phát triển ổn định, tại sao tôi lại phải bán ra chứ? Đúng thế, Tô tiên sinh đây có phải đã nghe tin tức sai biệt nào không? Tập đoàn Đông Thiên chúng tôi hoàn toàn không có ý định bán ra, tại sao anh lại đến thu mua? Những quản lý cấp cao khác cũng rồi dám nhìn Tô Triệu Long. Tô Triệu Long cười, lý do thì đơn giản thôi, vì nhà họ Tô tôi muốn mua, thì các người nhất định phải bán. Làm gì có đạo lý như thế? Anh đang ép mua ép bán đấy. Thời đại xã hội gì rồi mà còn cái loại chủ nghĩa bá quyền như thế? Quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Thiên hoàn toàn không đồng ý. Đúng, ngang ngược vậy đây. Tô gia tôi đây làm việc ngông cuồng như vậy đấy. Tôi cho các người đúng một ngày, ngày ngày mai tôi sẽ cho người đến thu mua. Nếu như dám từ chối nữa, thì tập đoàn Đông Thiên cứ chờ, ngày bị diệt đi. Tô Triệu Long lạnh lùng nói. Phập, 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 phập. Một tên lính dưới trướng anh ta thuận, tay phóng ra bốn con đao phóng, hoàn toàn chính xác nhắm thẳng ngay bốn chữ tập đoàn Đông Thiên trên bảng hiệu đính ở vách tường. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Cảnh cáo tất cả mọi người tại tập đoàn Đông Thiên, nếu như không chịu thu mua, hậu quả sẽ cực kỳ thảm hại. Nhớ kỹ, đừng có giở trò mèo ở đây, đấu với nhà họ Tô, mấy người còn chưa đủ tư cách đâu. Tô Triệu Long rời đi. Để lại một đám người đứng sững ở cửa. Tập đoàn Đông Thiên chỉ vừa mới đi vào quỹ đạo, thời điểm đang tiến hành phát triển đi lên thì kết quả lại bị nhà họ Tô cưỡng chế thu mua như vậy ư. Tổng giám đốc Lý, tôi nghĩ hay là cô từ bỏ đi, đừng chống lại. Để họ thu mua đi. Đúng thế,
Gần đây nhà họ Tô tiến hành thu mua rất nhiều doanh nghiệp rồi. Chỉ cần có chút phản kháng, thì người đang sống sờ sờ cũng bị ép chết. Thế lực nhà họ Tô tại Quảng Châu cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn không phải là người mà chúng ta đắc tội cho nổi. Nói không chừng, tính mạng cũng gặp nguy. Tất cả quản lý cấp cao tại tập đoàn Đông Thiên đều mang suy nghĩ từ bỏ. Từ đầu đến cuối Lý Tử Nhiễm không nói năng gì. Nhưng trong lòng cô cũng đang rất tuyệt vọng. Chọc phải ai không chọc, lại chọc phải nhà họ Tô. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn không có ý nghĩ chiến đấu. Xem qua những tin tức nóng hổi mấy ngày gần đây, nhà họ Tô đúng là không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vì ép doanh nghiệp phải bán cho mình, thủ đoạn gì cũng dùng cho được. Lý Tử Nhiễm rất sợ cha mẹ và chồng của mình sẽ bị hại. Dạo gần đây, độ hài lòng của Diệp Quân Lâm với sự phát triển của Tô Hàng phải nói là rất khả quan. Mặc dù có máy con sâu đục khoét lá, nhưng tổng thể mọi thứ đều đang ngày càng vững vàng phát triển. Đến tối, khi về đến nhà, thế nhưng anh lại thấy Lý Tử Nhiễm mặt mày ủ ê. Vợ à, em sao vậy? Ai chọc em? Lý Tử Nhiễm lắc đầu tỏ ý, không sao đâu, chẳng qua là em đang bận rộn vì việc phát triển của công ty ấy mà. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm vừa mới đến công ty, thì Tô Triệu Long cũng lập tức dẫn theo một đám người đến ngay sau đó. Thấy người sử dụng đao phóng độ bậc thầy kia, ai nấy đều run lên cầm cập. Cô Lý đây suy nghĩ đến đâu rồi? Tô Triệu Long cười hỏi. Có bán, thì anh cũng nên bày tỏ chút thành ý mới phải đạo chứ. Lý Tử Nhiễm nói. Tô Triệu Long trước nhất là hơi sửng sốt, nhưng rồi phản ứng ngay, giá mua là 1 tỷ. Ô gì? Tô Triệu Long vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh buốt. Nhà họ Tô đúng bá đạo luôn. Một công ty tại Tô Hàng trị giá 6 tỷ, chỉ dùng có 1 tỷ để thu mua thôi ư. Lý Tử Nhiễm cười lạnh bác lại, Tô tiên sinh, anh bị điên à? Nếu như mọi người còn biết tôi đầu óc bình thường, tôi sẽ bán cho anh chỉ với 1 tỷ thôi sao? Ha 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 ha. Tô Triệu Long cười lạnh nói, cô Lý đây khá là không hiểu rõ tình huống hiện giờ đấy. Bây giờ cô không có tư cách định giá đâu, cô rõ chứ? Tôi cho cô cái giá này đã là nể mặt mũi cô lắm rồi đấy, ép chặt hơn nữa thì một các tôi cũng không cho đâu. Ngang ngược. Nhà họ Tô quá sức ngang ngược. Nhưng mọi người chỉ biết giận chứ nào dám nói gì. Trước đây 2 ngày, có người bất mãn nhà họ Tô quá mức bá đạo. Kết quả bị đánh gãy tứ chi, ngay cả người nhà cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Một Tô gia như thế, ai mà không sợ. Đây là hợp đồng, ký vào ngay lập tức, rồi đi kết toán. Tô Triệu Long ném hợp đồng xuống trước mặt Lý Tử Nhiễm. Nếu như cô Lý đây quyết không chịu ký, như vậy, tối ngày hôm nay người cùng tôi ăn tối ắt hẳn sẽ có ngài Lý Văn Uyên và bà Triệu Nhã Lan đấy. Ha ha! Tô Triệu Long không hề e dè mà uy hiếp. Ý tứ của anh ta rất đơn giản thôi, nếu Lý Tử Nhiễm không đồng ý, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan sẽ biến mất, thậm chí tính mạng cũng khó bảo đảm. Đề vô sỉ! Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Làm ăn trốn thương trường lâu đến thế rồi, cho tới bây giờ chưa gặp phải loại người nào ngang ngược như vậy. Nhưng bản thân vẫn cứ không có biện pháp nào để chống chọi. Tổng giám đốc Lý, ký đi. Những quản lý cấp cao khác cũng rối rít đề nghị. Ký cái gì vậy? Đương lúc ấy, ở đằng sau, có một giọng nói vọng vào. Diệp Quân Lâm đến. Anh đã nhận ra sự khác thường của Lý Tử Nhiễm cho nên mới đến đây để tìm hiểu. Không ngờ là nhà họ Tô dở trò quỷ. Diệp Quân Lâm, là mày. Tô Triệu Long đã từng nhìn qua hình của Diệp Quân Lâm, vừa nhìn thấy thì đôi mắt đã long lên sòng sọc. Gặp được kẻ địch mặt hằn đỏ lên, Tô Triệu Long hận mình không thể làm thịt Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ. Diệp Quân Lâm cau mày hỏi, anh là ai vậy? Chúng ta quen nhau à? Tô Triệu Long, Tô gia tại Quảng Châu. Tô Triệu Phi là em ba của tao. Tô Triệu Long nghiền răng nghiền răng nghiền lợi nói. Diệp Quân Lâm gật đầu xác nhận, ồ, hóa ra là anh trai của kẻ tàn tật kia à. Mày! Vừa nhắc đến chuyện Tô Triệu Phi bị phế, lửa giận Tô Triệu Long lập tức lan ra cả đồng cỏ. Không ngoan ngoãn ở Quảng Châu đi, chạy đến Tô Hàng làm cái gì vậy? Không sợ bỏ mạng ở chỗ này à? Diệp Quân Lâm hỏi. Tô Triệu Long cười lạnh, đừng tưởng có tập đoàn Vân Đình để dựa vào rồi thì muốn làm gì là làm. Nói cho mày biết. Tô gia bọn tao chắc chắn sẽ chiếm lấy một vị trí tại Tô Hàng này. Tao khuyên bọn mày nên ngoan ngoãn ký hợp đồng, tránh để đến khi đó còn chịu khổ ác hơn.
biến đi. Diệp Quân Lâm kéo Tô Triệu Long ra, đầy một cái. Mày tìm chết. Thuộc hạ đứng sau lưng anh ta muốn tấn công. Bị Tô Triệu Long ngăn lại. Không cần. Tô Triệu Long nhìn sang Lý Tử Nhiễm, cười, cô Lý cần phải suy nghĩ kỹ, đừng tự chuốc lấy hậu quả. Không phải tôi đã bảo anh cút đi rồi à? Diệp Quân Lâm bừng lửa giận. Được được được, vậy chúng ta cùng chờ xem. Tô Triệu Long nhoẻn lên một nụ cười tàn ác. Sau khi đi ra bên ngoài. Cậu Tô, sao cậu không để tôi trực tiếp phế bỏ thằng danh kia? Vương Vũ là thuộc hạ với kỹ năng hạng nhất của Tô Triệu Long, gã không hiểu, bèn hỏi. Tô Triệu Long tức điên, cậu cho là tôi không muốn xử lý anh ta luôn à? Nhưng thằng nhãi đó có tập đoàn Vân Đình ở đằng sau, ngay cả Lý Nhị Gia cũng từng phải chịu thiệt thòi rồi đấy. Vậy chúng ta làm thế nào ạ? Chẳng nhẽ cứ chịu đựng như thế? Vương Vũ tức giận ngút trời. Tô Triệu Long thế mà lại nở một nụ cười bí hiểm, tất nhiên là không. Chúng ta trước hết vẫn phải đập bỏ cả tập đoàn Đông Thiên này đã. Còn Diệp Quân Lâm? Vương Vũ hỏi. Tôi đã nhận được một tin cách đây không lâu, Lý Nhị Gia muốn tiến hành trả thù lại. Ồ, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng đã ăn trái đắng, Lý Nhị Gia lại tấn công thì còn có hiệu quả gì không? Tô Triệu Long cười, bởi vì Lý Nhị Gia mời được vị kia rời núi rồi. Vị kia, chẳng lẽ là, ôi, nghĩ đến điều gì đó, Vương Vũ lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, hít vào một hơi khí lạnh. Lý Nhị Gia đúng là liều cả mạng, ngay cả nhân vật lão làng bề quan 10 năm cũng mời xuống núi được. Những người khác ai nay nghe thấy đều ngỡ ngàng. Chứ còn gì nữa, vị ấy mới chính là nhân vật lão làng bậc nhất cả tỉnh Giang Nam, cũng là người mà Lý Nhị Gia sợ nhất. Tập đoàn Vân Đình có mặt mũi lớn ghê, vậy mà buộc vị này phải ra mặt. Tô Triệu Long nói. Vương Vũ như đoán được điều gì, cười nói, cậu Tô đang chờ Lý Nhị Gia và vị kia làm gỏi cả cái tập đoàn Vân Đình xong mới đối phó Diệp Quân Lâm à. Ừ, thông minh đấy. Diệp Quân Lâm không còn chỗ dựa, tôi muốn xem anh ta còn kiêu căng được đến đâu. Trong tòa núi Kim Lăng Tử Kim tại Quảng Châu có một tòa miếu nhỏ dựng lên tại một nơi vắng vẻ. Nhưng toàn bộ người trong vòng thượng lưu Quảng Châu đều biết, tòa miếu nhỏ kia là vùng cấm của cả tỉnh, bởi vì nơi này có nhân vật mà toàn bộ tỉnh Giang Nam đều phải khiếp sợ. Đã từng là người đứng đầu vòng thượng lưu của tỉnh Giang Nam. 30 năm trước thoái ẩn về đây, mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Thế nhưng xung quanh miếu nhỏ cao thủ như rơm rạ, cũng không ai có thể đến gần. Hôm nay, Lý gia của Quảng Châu tự mình lái xe đến đây. Tiên sinh, Lý gia gặp phải tai ương. Con nuôi Lý Cuồng bị giết, cháu trai Lý Vương Tôn bị phế, cháu trai Lý Vương Long cũng bị phế, hai thuộc hạ Hắc Bạch Vô Thường bị phân thây. Lý Nhị to gan xin mời tiên sinh hãy rời núi, giải quyết loại người kia. Lý Nhị nguyện dâng hết mọi thứ mình có. Lý Nhị gia cầu xin, dập đầu ba cái. Người đứng quanh miều nhỏ nghe vậy, hơi thở cũng chậm lại. Mọi người không thể tin nổi nhìn Lý Nhị gia. Rốt cuộc là hạng người nào mà có thể ép Lý Nhị gia đến bước được này vậy? Dâng lên hết mọi thứ mình có cũng buộc phải tiêu diệt cho bằng được người đấy. Lý Nhị gia vẫn quỳ mọp dưới đất, chờ đợi câu trả lời từ trong miều nhỏ. Ước chừng mười mấy phút sau. Két! Cửa gỗ mục nát của miếu nhỏ đột ngột mở ra. Bên trong bước ra là một đàn ông vận âu phục, tất cả mọi người đều điên người. Trong mắt toát ra môi e rè không cách nào che giấu. Bởi vì thanh niên này chính là con nuôi của vị kia. Ngay cả Lý Nhị Gia cũng cực kỳ khiếp sợ. Thanh niên thản nhiên nói, Lý Nhị Gia xin trở về đi, chuyện này, cha nuôi quyết định sẽ can thiệp. Sao cơ? Tạ tiên sinh. Lý Nhị Gia mừng rỡ muốn điên. Ngài ấy đồng ý rồi. Đồng nghĩa, tập đoàn Vân Đình kỳ này đi tong. Trong mắt Lý Nhị Gia, vị kia là một sự tồn tại như thần thánh vậy. Tại tỉnh Quảng Châu, chỉ cần ngài ấy ra tay, thì không có chuyện gì mà ngài ấy không làm được. Ngay sau đó, chuyện vị này rời núi lan truyền khắp toàn bộ Quảng Châu. Đã từng là nhân vật số một tại tỉnh Giang Nam, 30 năm sau phủi bụi bám trên người lần nữa lộ diện. Mọi người đều biết rõ tình hình tại Tô Hàng sẽ thay đổi, toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng sẽ thay đổi. Vị này rời núi. Chắc chắn sẽ đem đến một sự biến đổi cho tỉnh Giang Nam này. Đáng sợ hơn, chính là thế lực lẫn các gia tộc tại Quảng Châu sau khi nghe được tin tức cũng chuẩn bị chào đón vị này rời núi. Sáng sớm hôm sau, 10 gia tộc lẫn thế lực đứng đầu tại Quảng Châu đứng ngay đường vào núi Tử Kim,
phân ra thành hai hàng đứng chờ. Lý Nhị Gia cũng là một trong số đó. Rốt cuộc phía cuối con đường cũng có tiếng động, một đoàn người xuất hiện. Bọn họ cuối cùng cũng đi bộ xuống núi. Mọi người đều vây xung quanh một ông lão này có vẻ ngoài râu tóc bạc phơ là thế nhưng lại đầy tinh thần, trên người còn tỏa ra chút tiên khí mờ ảo. Đừng khinh rằng lão đã 80 tuổi, bước chân vững vàng, tinh thần quắc thước. Lão chính là nhân vật tung hoành tại tỉnh Giang Nam một thời, Viên Sơn Hà. Tại Giang Nam, người biết đến lão phải cung kính gọi lão một tiếng, tiên sinh. Thấy lão, thì ai cũng có thể thấy đây là một phi cao thủ, ví dụ như là chim đầu đàn của giới y học, hay là người đứng đầu trong bất kỳ một lĩnh vực nào đó. Có sao cũng không ngờ được, lão lại trở thành người tu Phật. Đừng cạnh Viên Sơn Hà ngoại trừ con nuôi lão, Viên Phù Đồ ra. Còn có bốn người, là tứ đại chiến tướng dưới trướng tiên sinh. Người thứ nhất gầy như que củi, mặt mũi hốc hác lõm cả vào, giống như chỉ còn da bọc xương, tên là Bạch Cốt. Người thứ hai cao chừng 2 mét, đứng ở đâu cũng sừng sững như một ngọn núi, tên gọi Tỉnh Tỉnh Kim Cương. Người thứ ba thì khỏe như vâm, không một sợi tóc, thậm chí trên đầu còn có 6 chấm hương, hiệu La Hán, là một hòa thượng. Vị cuối cùng, người mang dáng vẻ hợp với tiêu chuẩn người bình thường nhất, không có bất kỳ điểm nổi bật gì. Tên là Đài Phong, là người kinh khủng nhát trong cả bồn. Hắc Bạch vô thường giết người, toàn Quảng Châu không ai dám đấu lại. Nhưng ai biết, rằng Hắc Bạch vô thường khi đứng trước mặt bốn người này, chính là loài kiến hôi. Trong thế giới ngầm của Quảng Châu, Hắc Bạch vô thường chỉ đứng thứ 5, thứ 6. Bốn người xếp trước, chính là bốn vị này đây. Bốn người này mà ra tay, thì đối với bất kỳ ai cũng là một đại họa. Họ quá khủng bố. Có thể gọi là lầy một địch trăm. Cung nghênh tiên sinh rời núi. Trông thấy nhóm người Viên Sơn Hà, các gia tộc, thế lực lớn tại Quảng Châu rối rít cúi người chào đón. Gia tài mấy trăm tỷ thì có thế nào? Giàu có không ai bằng thì lại làm sao? Chỉ cần một câu của tiên sinh thôi, trong một đêm đảm bảo tất cả đều tan thành mây khói. So với Trần Thiên Kiều và Lý Nhị Gia mà nói, Viên Sơn Hà cũng đã trải qua nhiều chuyện hơn. Lão chính là người đạp lên tất cả trong thời đại loạn lạc, cho nên năng lực cũng mạnh hơn nhiều. Một câu của lão, cả thiên nam này lại không nghe ư. Lý Nhị Gia chủ động tiến đến, tiên sinh, xin hãy làm chủ cho Lý Nhị. Tập đoàn Vân Đình, vừa mới xuất hiện thôi à? Viên Sơn Hà hỏi. Lý Nhị Gia gật đầu xác nhận, tiên sinh đã đúng rồi. Tập đoàn Vân Đình chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây thôi, Tiêu gia tại Tô Hàng dường như đang dốc sức vì tập đoàn này. Hơn nữa chuyện Tam Đại Hanh Tô Hàng ngã xuống, chắc chắn tập đoàn Vân Đình không thoát khỏi liên quan. Sau khi nghe xong, Viên Sơn Hà thế mà lại không nói thêm gì. Con nuôi lão là Viên Phù Đồ nói, dạ, gần đây con cũng có để ý qua, thế lực tập đoàn Vân Đình này khá lớn, dường như sau lưng có nhân vật lớn nào đó hỗ trợ. Nhất là Lục Nam Hiên và ông chủ bí ẩn, không tra ra bất kỳ tin tức nào. Viên Phù Đồ cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, mặc dù Viên Sơn Hà đã thoái ẩn 30 năm. Nhưng tài sản của Viên Sơn Hà đều do Viên Phù Đồ xử lý, có điều người này rất khiêm tốn, chỉ đứng phía sau màn. Nhưng cả Quảng Châu này ai cũng biết, nếu bàn về tài sản, Viên Sơn Hà có thể không thẹn mà hô mình đứng nhất. Dám lớn lối ở Tô Hàng như thế, sau lưng không có ai chống đỡ là chuyện không thể. Sắc mặt Viên Sơn Hà bỗng dưng thay đổi, cha, bất cứ ai dám hoành hành ngang ngược tại Thiên Nam, thì ta đây phải đuổi kẻ đó đi. Đã hiểu, cha nuôi, con sẽ vận dụng quan hệ để đi thám thính. Viên Phù Đồ nói, phùi, tất cả mọi người ở Quảng Châu đều thở phào nhẹ nhõm. Viên Sơn Hà tự mình ra tay thì tập đoàn Vân Đình xong đời rồi. Họ có thể yên tâm đi giành miếng bánh Tô Hàng này rồi. Gần đây đi tranh giành tại Tô Hàng, hoặc là bị các chính sách hạn chế, hoặc bị chính tập đoàn Vân Đình và nhà họ Tiêu nhìn chằm chằm. Đám người tại Quảng Châu này đã khó chịu từ lâu. Nhất là nhà họ Tô và nhà họ Lý, giàu đến mệt mỏi. Thật ra thì ai nấy đều hiểu. Thời điểm tiên sinh rời núi, tập đoàn Vân Đình đã xong tôi. Dù cho tập đoàn Vân Đình có bối cảnh thế nào đi chăng nữa. Dù cho là tòa núi sừng sững tại Quảng Châu, hay là phía Bắc, phía Nam có bối cảnh lớn thì lại thế nào. Đây là tỉnh Giang Nam, mọi chuyện đều do Viên tiên sinh định đoạt. Rồng đến nhà rắn cũng phải cúi mình thôi.
Tô Hàng bên này tiếp nhận tin tức khá chậm, không biết nguy hiểm lại sắp kéo đến. Giờ phút này Tô Triệu Long cũng đã nhận được tin Viên Sơn Hà chính thức rời núi. Anh ta cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ngày tàn của tập đoàn Vân Đình đã đến. Chúng ta cũng nên nhanh chóng đập bỏ tập đoàn Đông Thiên này đi thôi. Tập đoàn Đông Thiên chính là công ty quan trọng nhất trong chuỗi chiến lược của Tô Gia. Nhất là về phần kinh doanh giải trí của tập đoàn Đông Thiên, là thứ Tô Gia cần tóm lấy nhát. Cậu Tô, đã tra ra được, 7 bộ điện ảnh chiếu trên Internet của tập đoàn Đông Thiên đều là do người phụ nữ Lý Tử Nhiễm này làm. Mỗi bộ đầu tư chừng 50 triệu, sau này sẽ còn tăng nữa, đoán chừng giá vốn cũng lên tới hơn 5 tỷ. Vương Vũ báo cáo tin tức. Hừ, Lý Tử Nhiễm cô muốn có thành tích chứ gì? Tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tô Triệu Long cười ha hả nói. Lúc này, đúng là Lý Tử Nhiễm đang cần thành tích. Văn phòng cũng đã dựng xong. Điểm chính tất nhiên đặt vào trong mảng giải trí này. Hôm nay, Lý Tử Nhiễm tự mình đến đoàn làm phim. Đây là bộ đầu tư nhất trong 7 bộ phim chiếu mạng, ước chừng 70 triệu. Trái với ý nghĩ tiêu khoản tiền này vào việc hiệu ứng hay kịch bản, mà là vì nam nữ chính trong bộ phim này đều là diễn viên hàng top. Thủ lao của cả hai cộng lại cũng đã khoảng 50 triệu rồi. Cho nên phí chế tác bộ phim này chỉ khoảng 20 triệu mà thôi. Nhưng đôi nam nữ này có độ hot rất cao, lấy lại vốn đầu tư cũng không mấy khó khăn. Lúc này, đoàn kịch còn đang chuẩn bị. Nam nữ chính thì đối diễn với nhau. Nam chính từ Chiết Ninh, ngẩng đầu lên cho 6NGT thấy Lý Tử Nhiễm. Ồ, cô đây là... Anh ta hỏi phụ tá. Đây là boss mới của tập đoàn Đông Thiên, Lý Tử Nhiễm ạp ánh mắt từ Chiết Ninh sáng lên, cười nói, vậy tôi rất hân hạnh được làm quen. Từ Chiết Ninh hiện thời là nam nghệ sĩ đứng đầu của công ty giải trí thuộc tập đoàn Đông Thiên, cực kỳ nổi, người hâm mộ cũng cực kỳ nhiều. Người quen biết anh ta đều hiểu, cuộc sống cá nhân của Từ Chiết Ninh cực kỳ thác loạn. Ngủ với fan, ngủ với nữ nghệ sĩ khác là chuyện thường. Thậm chí còn ngủ với trợ lý, có quan hệ mập mờ với cả nhân viên trang điểm. Hồi đó, một vài nữ doanh nhân thấy vừa mắt anh ta cũng bằng lòng leo lên giường với họ. Nhờ vào gương mặt kia, Từ Chiết Ninh từ một tên quần chúng chẳng ai biết, trong 3 năm đã phát triển thành một minh tinh với độ hot phòng tay. Mỗi lần có hợp tác với bất kỳ công ty nào, chỉ cần thấy sếp lớn là nữ, anh ta cũng sẽ chủ động quyền rũ họ. Nếu như người đó già còn xấu xí, nhưng cho rất nhiều tiền bạc lẫn lợi ích, anh ta cũng không ngần ngại. Từ Chiết Ninh nhìn Lý Tử Nhiễm thì đã mê mẩn ngay. Thế mà còn một boss nữ xinh đẹp, mơn mởn như thế ư. Nhan sắc và giá trị con người Lý Tử Nhiễm dù là đã gặp qua biết bao nhiêu minh tinh nữ, thì anh ta thấy không ai có thể so sánh được. Điểm quan trọng là cô là sếp lớn của một công ty trị giá mấy tỷ. Lý Tử Nhiễm đang quan sát đoàn làm phim, đột nhiên một làn gió mang mùi thơm thổi đến. Ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn ông tuần tú vóc dáng cao lớn xuất hiện trước mắt. Chào sếp, tôi tên Từ Chiết Ninh. Từ Chiết Ninh chủ động vươn tay ra. Từ Chiết Ninh. Lý Tử Nhiễm biết anh ta. Xin lỗi, chồng tôi không cho phép tôi bắt tay với nam. Xin lỗi nhé. Lý Tử Nhiễm từ chối. Từ Chiết Ninh lúng túng rút tay về. Anh ta không ngờ Lý Tử Nhiễm đã kết hôn rồi. Nhưng trong mắt vẫn lóe lên nét hưng phấn. Anh ta thích nhất là phụ nữ đã có chồng đấy. Mang những đặc điểm mà mấy cô gái chưa gả đi kia không thể nào so sánh được. Ánh mắt anh ta lóe lên, Lý Tử Nhiễm đã lọt vào tầm ngắm con mồi của anh ta rồi. Tổng giám đốc Lý đúng là tuổi trẻ tài cao. Người duy nhất dám đầu tư một lúc 7 bộ phim chiếu mạng. Sự quyết đoán này không mấy ai có được đâu. Từ Chiết Ninh khen ngợi. Lý Tử Nhiễm cười, vẫn cần vào sự cố gắng của mọi người, hy vọng tác phẩm sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố hết sức mình quay cho thật tốt bộ phim này. Từ Chiết Ninh đảm bảo nói. Giám đốc Phó Quốc Thụy phụ trách mảng giải trí nói, Tổng Giám đốc Lý, tuyên truyền cho 7 bộ phim hiện đã phát ra ngoài. Trước mắt bộ phim do Chiết Ninh đóng có danh tiếng cao nhất. Phỏng đoán chỉ nhờ vào máy bộ này. Thôi đã chúng ta có thể thu về tầm 400, 500 triệu trở lên, thậm chí nhiều hơn nữa. Lý Tử Nhiễm nghe thế thì mừng rỡ, cười nói, Từ tiên sinh, mọi người chính là niềm hy vọng của Đông Thiên, có yêu cầu gì cứ nói nhé. Lý Tử Nhiễm cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu như muốn thu về ích lợi, thì phải cung phụng người đóng vai chính Từ Chiết Ninh đây.
Vậy được, không biết tối nay Tổng Giám Đốc Lý có thời gian không? Tôi có một bản kế hoạch muốn bàn bạc với cô, thứ này sẽ thúc đẩy sự phát triển mảng giải trí của tập đoàn Đông Thiên lên một tầm cao hơn. Từ Chiết Ninh cười nói. Phó Quốc Thụy nhỏ giọng thì thào với Lý Tử Nhiễm, Tổng Giám Đốc Lý, phòng làm việc lên kế hoạch cho Chiết Ninh rất lợi hại, chúng tôi đã dùng một số tiền lớn mới mời về được. Cô yên tâm đi. Lý Tử Nhiễm đồng ý, được rồi, mảng giải trí này là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, nên có người lành nghề chỉ điểm thì không thể tốt hơn. Từ Chiết Ninh lẫn trợ lý đưa mắt nhìn nhau. Anh ta nhoẻn miệng cười. Lý Tử Nhiễm cắn câu rồi. Tối nay chén sạch thôi. Chiết Ninh làm gì đấy? Sao lại chạy đến đây? Nữ chính Vương Nghệ hiểu, đi đến, không vui hỏi. Cô ta đã cảm nắng từ Chiết Ninh từ lâu. Hơn nữa, công ty cũng đặc biệt muốn ghép cặp hai người, tung tin đồn cô ta với Từ Chiết Ninh là người yêu, Vương Nghệ hiểu rất mong có một ngày tin đồn ấy trở thành sự thật. Cho nên khi thấy Từ Chiết Ninh đứng bên cạnh một người con gái khác, Vương Nghệ hiểu đều sẽ mang lòng đố kỵ. Bây giờ khi cô ta thấy ánh mắt Từ Chiết Ninh nhìn Lý Tử Nhiễm, thì cực kỳ tức giận. Cô là ai vậy? Kéo dài thời gian quay phim của chúng tôi quá đi. Từ Chiết Ninh lập tức quát lại, cô làm gì vậy? Đây là sếp lớn mới của chúng ta, Tổng Giám Đốc Lý đầy. Sếp lớn thì sao? Là được phép kéo dài thời gian quay phim thế đấy à? Vương Nghệ Hiểu là nữ diễn viên hàng đầu tại tập đoàn Đông Thiên, số tiền được trả rất lớn. Thế nên ai cũng chẳng lọt vào mắt cô ta. Được rồi, thế thì tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Từ tiên sinh đừng quên chuyện đã hẹn lúc tối nhé. Lý Tử Nhiễm cười từ Chiết Ninh hưng phần hết biết, gật lấy gật đề, yên tâm, cô cứ đợi tôi sắp xếp. Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy tình cảnh này thì càng tức tối hơn. Nhìn là biết ngay từ Chiết Ninh muốn làm gì rồi cả ngày quay phim này, trong lòng Vương Nghệ Hiểu lẫn từ Chiết Ninh đều không ai bình tĩnh cho nổi. Kỹ thuật diễn của hai người vốn rất ngang nhau. Thế nên thành quả hôm nay cực kỳ kém cỏi, nhưng đạo diễn họ vẫn nói xong. Hai người này, không ai dây vào nổi đâu. Hai người này tham gia chung với nhau chắc cũng phải đến 5 bộ phim chiếu mạng đấy. Được rồi, chất lượng khá ổn, bọn họ cũng là minh tinh đang hot, ựa vào người 26 giây em mộ cũng đủ kiếm một mớ. Về rồi. Đạo diễn lẫn biên kịch chỉ đành an ủi bản thân như thế. Hôm nay, Diệp Quân Lâm lại quay về tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình cũng không để anh nhàn rỗi, kêu anh tới phòng phỏng vấn ứng viên. Mặc dù trong mắt Phương Tử Tình, Diệp Quân Lâm chẳng hề có chút năng lực gì. Nhưng về việc nhìn người cũng khá là chuẩn. Cho nên cả ngày hôm nay, Diệp Quân Lâm đều ở trong phòng phỏng vấn ứng viên. R6S1 nhanh chóng có mấy người trẻ tuổi tiến vào phỏng vấn. Diệp Quân Lâm nhìn qua CV, kinh ngạc hỏi, tốt nghiệp học viện điện ảnh Tô Hàng. Học diễn xuất. Thế sao các người lại đến đây xin việc làm vậy? Tiên sinh, không gạt anh. Mảng giải trí hiện tại quá áp lực, không có bối cảnh và người nâng đỡ thì hoàn toàn chẳng thể làm nên cơm cháo gì. Mấy người chúng tôi đều xuất thân nông thôn, kiếm sống còn khó khăn. Bây giờ muốn tìm công việc làm trước để giải quyết vấn đề cuộc sống. Mấy người trẻ tuổi cúi đầu, cảm giác mát mát. Tình huống thế này rất nhiều. Nghệ sĩ được ra mắt cực kỳ nhỏ giọt. Phần lớn nghệ sĩ đi con đường này ngay cả Livestream cũng khó khăn, chỉ có thể chuyển ngành. Ủ là những người này có kỹ thuật diễn rất đáng xem. Nói đến chuyện giải trí, Diệp Quân Lâm nhớ ngay đến công ty vợ mình. Gần đây hình như đang mở rộng phát triển mảng giải trí, nhân viên đang thiếu thốn. Mọi người biểu diễn cho tôi xem một đoạn trước đi, mỗi người một phút, phát huy toàn bộ khả năng. Diệp Quân Lâm cười bảo. Cảm đám nghệt mặt ra. Dù sao Diệp Quân Lâm cũng đang là người phỏng vấn. Nên họ vẫn dựa theo yêu cầu mà làm. Không tệ, diễn khá lắm. Diệp Quân Lâm khen thật lòng. Những người trẻ tuổi này diễn rất hay. Quả nhiên tài năng nhưng không gặp thời. Bây giờ người biết diễn thì không được đóng điện ảnh hay. Truyền hình, mà lại là máy cô cậu mặt hoa ra phần chỉ biết dựa vào độ hot nhất thời đến diễn, diễn xuất tệ lậu khỏi nói. Tung ra thị trường máy bộ phim nát đừng hỏi. Mọi người thử biểu diễn những sở trường khác xem sao. Mọi người lại nhảy múa, hát. Đàn đủ kiểu. Ừ, mọi người làm tốt lắm. Ký hợp đồng đi. Diệp Quân Lâm cười nói. Ai nấy đều sửng sốt. Hát múa máy vòng thôi là được nhận vào làm nhân viên bán hàng rồi.
Bọn họ nào biết rằng Diệp Quân Lâm đã cho bọn họ một vận may cực kỳ lớn. Để bọn họ từ người không mua nổi cơm thành những minh tinh hàng đầu. Một bên khác, đến tối, sau khi tan làm, Lý Tử Nhiễm đặc biệt đến đoàn làm phim. Chào Tổng Giám Đốc Lý, Triết Ninh bận rộn cả buổi trời nên về chỗ nghỉ ngơi rồi. Lát nữa còn phải tham gia một buổi tiệc rượu, thời gian hơi gấp, cho nên có việc gì thì cứ đến thẳng chỗ cậu ấy đi ạ. Trợ lý báo lại. Được, dẫn đường cho tôi đi. Lý Tử Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, đi theo trợ lý đến chỗ mọi người tạm nghỉ chân. Cô cũng không muốn có chuyện xấu. Một, nhiều người. Hai, từ Triết Ninh đi thẳng một đường hot lên, hoàn toàn không có chuyện tổn hại danh dự của anh ta. Có điều, Lý Tử Nhiễm nghĩ sai rồi. Đoàn đội marketing của Từ Triết Ninh biết rất rõ chuyện của anh ta. Thế nên là Từ Triết Ninh chẳng sợ bất kỳ ảnh hưởng nào. Lý Tử Nhiễm đi vào trong phòng Từ Triết Ninh. Từ Triết Ninh vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm, lộ ra cơ thể cường tráng cơ bắp. Lý Tử Nhiễm sau khi nhìn thấy, lập tức quay đầu toan rời đi. Tổng Giám Đốc Lý sao rời đi nhanh thế? Có gì đâu mài. Từ Triết Ninh vội vàng tiền đến ngăn Lý Tử Nhiễm lại. Lý Tử Nhiễm quay đầu đi, cười chữ ngượng, là tôi đường đột, tôi không ngờ anh đang tắm. Tôi không phải loại người tiểu tiết như thế đâu. Tổng Giám Đốc Lý ngồi đi. Từ Triết Ninh cười nói. Lý Tử Nhiễm đáp ngay, từ tiên sinh, chẳng phải lúc sáng anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi à? Là chuyện gì? Chị Vương, đi lấy đồ đi. Từ Triết Ninh phát tay, người đại diện, chị Vương thức thời rời đi ngay tắp lự. Lý Tử Nhiễm sao mà biết, chị Vương hoàn toàn chẳng đi lấy đồ gì cả. Trước khi chị Vương rời khỏi, còn tiện tay khóa kỹ cửa phòng lại. Dù sao, cô nam quả nữ chung một phòng. Từ Triết Ninh đứng trước mặt Lý Tử Nhiễm, cười nói, Tổng Giám Đốc Lý thấy tôi như thế nào? Rất giỏi, minh tinh hot nhất hiện nay. Không, ý tôi là về ngoại hình, cô thấy vóc dáng tôi thế nào? Có thấy rung động không? Từ Triết Ninh không hề né tránh, nói toạc ra, trêu ghẹo. Ý anh là sao? Lý Tử Nhiễm phát giác có điều không ổn. Từ Triết Ninh lại ép đến sát hon, Tổng Giám Đốc Lý. Tôi quyết định cho cô một cơ hội, để cô có được tôi đêm nay. Trước kia, chỉ cần Từ Triết Ninh nói ra mấy câu này, đám phú bà hay nữ doanh nhân kia sẽ điên cuồng nhào lên. Nhưng phản ứng của Lý Tử Nhiễm nằm ngoài dự liệu của anh ta. Không hề động đậy, thậm chí gương mặt còn ngập chìm trong cơn tức giận. Từ tiên sinh, mong anh tự trọng, không còn việc gì khác thì tôi đi trước. Lý Tử Nhiễm thở phì phò nói. Kìa, đừng đi. Chúng ta ngồi lại thương lượng chút đãi. Từ Triết Ninh sao lại để cho miếng thịt béo đến miệng rồi lại bay đi được. Anh tránh ra, nếu như anh dám làm sằng, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đấy. Lý Tử Nhiễm tức tối thét lên. Từ Triết Ninh cười lạnh bảo, a đàn bà này, tôi tìm đến cô tức là đang xem trọng cô. Đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Mình là sếp lớn thì tôi không dám động vào cô à. Nói cho cô biết. Tất cả người ở tập đoàn Đông Thiên này đều phải cung kính hầu hạ tôi. Tôi mới là boss. Anh, Lý Tử Nhiễm bị chọc tức. Không ngờ lại gặp phải loại diễn viên thế này. Từ Triết Ninh cười lạnh, uy hiếp, Lý Tử Nhiễm, tôi khuyên cô nén ngoan ngoãn vâng theo đi. Tôi đảm bảo lợi nhuận phim sẽ rất khả quan, cả sự nghiệp giải trí của tập đoàn Đông Thiên rồi cũng sẽ lên một tầm cao mới. Còn không ấy hả, thì tôi sẽ khiến các người nửa bước cũng gian nan. Lý Tử Nhiễm cắn môi, nhìn chòng chọc vào Từ Triết Ninh. Ngoan đi, chỉ cần cô nghe lời tôi thôi, song phương đều có lợi mài. Vừa nói, Từ Triết Ninh vừa tiến lên định sờ soạng Lý Tử Nhiễm. Lúc này, cửa thế mà lại bị mở. Vương Nghệ Hiểu bước từ ngoài vào. Phù, Lý Tử Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Từ Triết Ninh thì đang điên hết cả tiết. Đồ đàn bà ngu xuẩn này, dám phá chuyện tốt của mình. Hay lắm Lý Tử Nhiễm, thân là chủ một công ty mà không làm tròn nghĩa vụ của mình thì thôi, lại ở đây quyền rũ diễn viên dưới trướng mình. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Vương Nghệ Hiểu một hơi mắng xì xả Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn ngây ngắn. Rõ ràng là Từ Triết Ninh âm mưu muốn cưỡng bức mình, tại sao bây giờ mình lại thành người sai? Lý Tử Nhiễm, cô đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Tôi nghe nói cô cũng đã kết hôn được 6 năm rồi mà. Thế mà vẫn ở ngoài đường quyền rũ, lang trạ đủ thứ người, cô đúng là loại đàn bà tốt đẹp ghê ha.
không biết xấu hổ, cô đúng là ả đàn bà không biết xấu hổ là gì mai. Nghe thấy Vương Nghệ Hiểu tức tối mắng chửi như thế, vậy mà Từ Chiết Ninh lại im lặng. Cứ như đang ngầm thừa nhận hành động nãy giờ của Vương Nghệ Hiểu. Người sai không phải anh ta, mà là Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm lập tức nổi đóa, Từ Chiết Ninh anh mau giải thích rõ đi chứ, nói cho người khác biết vừa nãy chuyện gì xảy ra đi. Lúc này, người đại diện của Từ Chiết Ninh cùng mấy người phụ tá cũng theo vào. Được, chân tướng chứ gì, là Lý Tử Nhiễm cô quyến rũ tôi, mưu đồ muốn lên giường với tôi. Kết quả bị tôi từ chối, đơn giản vậy đấy. Từ Chiết Ninh cười lạnh nói. Nghe thấy Từ Chiết Ninh đổi trắng thay đen, Lý Tử Nhiễm tức đến phát điên mất. Anh dám nói dối như thế ư? Rõ ràng chính anh muốn động tay động chân với tôi trước mài. Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Vương Nghệ Hiểu đẩy Lý Tử Nhiễm một cái, cô ra oai ở đây cái gì chứ? Vừa nãy cô định làm cái gì, tôi chính mắt thấy rõ. Là cô quyến rũ người ta trước. Vương Nghệ Hiểu thích Từ Chiết Ninh. Cho nên dù Từ Chiết Ninh làm sai, cô ta cũng sẽ đi bảo vệ anh ta. Đổ hết mọi sai lầm lên đầu người khác. Giống như hiện tại. Mấy người. Lý Tử Nhiễm tức muốn chết. Người đại diện, chị Vương, lên tiếng, Tống Giám Đốc Lý à, sao cô lại như thế? Mặc dù cô là sếp lớn, nhưng cũng đừng làm sằng như vậy. Chiết Ninh là diễn viên, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sự nghiệp của cậu ta bị hủy hết, ngay cả công ty của cô cũng bị ảnh hưởng kia mà. Đúng vậy đấy, Tống Giám Đốc Lý, tha cho Chiết Ninh đi. Đừng làm khó cậu ấy nữa. Đoàn đội marketing của Từ Chiết Ninh thi nhau cầu xin. Mấy người, tôi, rõ ràng không phải tôi làm mà. Lý Tử Nhiễm thật rất cuống, không biết nên giải thích như thế nào. Quan trọng là không cách nào giải thích suôn sẻ được. Người ở đây đều cùng một phe. Lý Tử Nhiễm có trăm cái miệng cũng không cách nào bào chữa. Tống Giám Đốc Lý, cô mau đi đi, chuyện này hôm nay chúng tôi sẽ coi như không có gì xảy ra hết. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không đòi bồi thường gì đâu. Người đại diện Vương kéo Lý Tử Nhiễm rời khỏi. Lý Tử Nhiễm ngớ ra. Rõ ràng người bị hại là cô mà. Tại sao nháy mắt cô biến thành người làm sai? Tại sao lại để người ta nắm đằng chui của mình như vậy? Trong tức khắc Lý Tử Nhiễm muốn sa thải hết đám người này đi. Cô gọi điện cho Phó Quốc Thụy, nói rõ chuyện này. Tống Giám Đốc Lý, không được đâu ạ. Giải trí của tập đoàn Đông Thiên bây giờ dựa vào hết đám người Vương Nghệ Hiểu và Từ Chiết Ninh đấy. Chúng ta hầu hạ cung kính còn chưa đủ đây, sao dám đuổi họ đi kia chứ? Tống Giám Đốc Lý nghe tôi, bình tĩnh lại đi ạ. Cô làm như vậy không có ích lợi gì cho công ty hết. Tôi Lý Tử Nhiễm tức nghẹn, nghiền răng ken két. Rõ ràng người bị tổn thương là cô mà. Nhưng cô chẳng thể làm được gì hết. Trong phòng Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu cười lạnh, anh đúng là khoái làm bậy nhỉ. Người phụ nữ này không phải hạng tầm thường, một khi bị cô ta nắm đằng chui, thì ai chết còn chưa biết đâu. Hừ, thế thì sao chứ? Người phụ nữ này, sớm muộn tôi cũng chiếm được cô tai. Từ Chiết Ninh vẫn tức giận chuyện Vương Nghệ Hiểu phá hỏng việc của anh ta. Nếu không, Lý Tử Nhiễm tối ai đã không chạy thoát như vậy rồi. Được rồi, cô Vương xin đừng nóng nảy. Bản tính Chiết Ninh vẫn còn ham chơi, không có gì lớn đâu. Người đại diện Vương khuyên nhủ. Đúng lúc này, chị Vương nhận được một cú điện thoại. Sao ạ? Cậu chủ nhà họ Tô ở Quảng Châu muốn gặp Chiết Ninh ạ. Người đại diện của Vương Nghệ Hiểu cũng nhận được điện thoại. Cậu nhà họ Tô cũng muốn gặp cô ta. Không gặp, ai cũng không gặp, không có hứng. Từ Chiết Ninh càng nghĩ lại càng tức. Cậu hai của tôi ơi, cậu không muốn cũng PSP. Đây là Tô gia ở Quảng Châu, không ai đắc tội cho nổi đâu. Chị Vương nói. Ít lâu sau, lúc xuống lầu có một chiếc xe đen chở Từ Chiết Ninh, Vương Nghệ Hiểu và những diễn viên khác. Tổng cộng là 10 người, đều là nguồn thu nhập chính về mảng giải trí của tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm trải qua một đêm khó chịu. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ phim điện ảnh quay xong. Bà xã, công ty giải trí của em có phải là đang thiếu nhân viên hay không? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm gật đầu thừa nhận, phải, thiếu nhiều lắm. Vẫn đang tuyển thêm diễn viên vào đây. Thế thì đúng lúc quá, hôm qua lúc anh đang tuyển dụng, anh đã giúp em ký với 4 người, là anh tự mình kiểm tra năng lực của họ, trình độ diễn xuất đều có đủ, chẳng qua là thiếu một cơ hội tỏa sáng.
Diệp Quân Lâm nói cho Lý Tử Nhiễm biết chuyện tuyển dụng ban sáng. Tội nghiệp quá, ngành học rõ ràng là diễn xuất hay thanh nhạc, nhưng lại buộc phải làm trái ngành nghề của mình. Lý Tử Nhiễm thở dài. Vậy để anh kêu họ ngày mai đến chỗ của em nhé. Được rồi. Ngày hôm sau, lúc Lý Tử Nhiễm vừa mới tới công ty chưa được bao lâu, thì bốn người mà Diệp Quân Lâm tuyển được đã đến. Lý Tử Nhiễm liếc mắt đã nhìn chúng một nam một nữ trong nhóm. Người nam tên Lô Minh Giai, người nữ tên Trịnh Tử Hàm. Vẻ ngoài cực kỳ hợp mắt. Theo lý mà nói, hai người hoàn toàn có cơ hội ra mắt. Thế nhưng bọn họ không thể nào chấp nhận những quy tắc ngầm trong giới showbiz, lại chẳng có bối cảnh, là người đến từ nông thôn. Vậy nên mới lưu lạc đến bước đường này. Lý Tử Nhiễm gọi vài người có chuyên môn về mảng tuyển dụng giải trí đến để kiểm tra năng lực của họ. Cuối cùng tất cả đều qua cửa. Sau khi ký hợp đồng, bọn họ chính thức trở thành nghệ sĩ trực thuộc quản lý của tập đoàn Đông Thiên. Mặc dù phải đi từ tầng cuối cùng mà đi lên, nhưng bốn người ai nấy đều hưng phấn. Bọn họ hiểu rất rõ về vị trí của tập đoàn Đông Thiên trong lĩnh vực giải trí của Tô Hàng, nếu không nhờ Diệp Quân Lâm đánh tiếng, thì biết bao giờ họ mới có được cơ hội này đây chứ. Trong đoàn làm phim, từ Triết Ninh lẫn Vương Nghệ Hiểu, đều là những hot star. Bình thường cũng rất lười biếng, làm việc qua loa cho có. Hôm nay, những người này lại càng kiếm chuyện hơn. Nữa, nói sai lời thoại, quên luôn thoại, những vấn đề này thường xuyên xảy ra. Thậm chí có khi ánh mắt từ Triết Ninh cứ mơ mơ màng. Màng, hoàn toàn không nhìn vào ống kính. Nhân viên đoàn làm phim tức muốn chết. Thế nhưng đáng tiếc, nói cho cùng người ta cũng là siêu sao đang hot, không? Đắc tội nồi. Chỉ có thể được chút nào hay chút ấy, tranh thủ biên tập. Hình ảnh lại cho hoàn chỉnh hơn thôi. Từ Triết Ninh lẫn Vương Nghệ Hiểu trao đổi qua một ánh mắt, ngày càng ngông nghênh chẳng coi ai ra gì. Ị, vốn là sau chuyện phát sinh buổi tối hôm trước. Hai người họ đã có ý kiến với Lý Tử Nhiễm rồi, thậm chí còn mưu toàn ý định trả thù. Kết quả, tối hôm ấy Tô Triệu Long tìm đến họ. Càng cũng có cho ý nghĩ này hơn. Phải trả thù tập đoàn Đông Thiên. Giới thiệu cho mọi người, công ty vừa mới ký hợp đồng với vài nghệ sĩ, đều là tân binh tốt nghiệp từ học viện điện. Ảnh Tô Hàng, có năng lực lắm, trước hết để các cô cậu vào đoàn, giúp mọi người bớt một phần gánh nặng. Phó Quốc Thụy đưa bốn người Trịnh Tử Hàm đến đoàn làm phim. Thấy bốn người kia, đại đa số người ở đây đều không vui. Vẻ gì? Với máy tân binh chân ướt chân ráo, cũng chẳng có mấy ai thích cho được. Sai bảo thế nào cũng được à? Từ Triết Ninh hỏi. Phó Quốc Thụy cũng cười đáp. Tất nhiên, Triết Ninh cậu chính là đàn anh của họ. Sai bảo. Họ là phước của họ rồi. Bốn người Trịnh Tử Hàm tất nhiên nhận ra những siêu sao đang nổi như cồn từ Triết Ninh, Vương Nghệ Hiểu rồi. Bọn họ còn mong mình bị sai vặt nữa kìa. Nếu như có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ, thì cơ hội trong tương lai là vô kể. Thế thì được, lại đây, rót cho tôi một ly nước. Từ Triết Ninh chỉ Trịnh Tử Hàm. Tôi ư, vâng ạ. Trịnh Tử Hàm được coi trọng mà sợ. Cô ấy lập tức lộp cộp chạy đi rót nước. Sau khi rót xong thì cẩn thận bưng đến trước mặt Từ Triết Ninh. Đàn anh, mời anh uống nước. Trịnh Tử Hàm cười nói. Từ Triết Ninh quan sát Trịnh Tử Hàm kỹ càng từ đầu tới đuôi. Dáng vóc cô gái này không tệ đâu, hoàn toàn chẳng chịu kém cạnh gì với Vương Nghệ Hiểu đấy. Ê hom. Vương Nghệ Hiểu ngồi cạnh ho khan nhắc nhở, lúc bấy giờ Từ Triết Ninh mới vươn tay nhận ly nước. Phụt. Ui ra. Từ Triết Ninh mới uống một ngụm thì chợt hét thảm thiết. Một tiếng, phun hết nước trong miệng vào thẳng Trịnh Tử Hàm. Chuyện quái gì vậy hả? Rào. Từ Triết Ninh vung tay hất hết nước trong ly vào người Trịnh Tử Hàm. Nước nóng như vậy, cô muốn bỏng chết tôi à? Từ Triết Ninh tức giận nói. A. À, Trịnh Tử Hàm vươn tay che đi bộ phận trước người bị ướt nước, trợn to mắt nhìn. Cái thứ tân binh như cô làm ăn kiểu gì vậy? Cô có ý phải không? Lấy nước sôi đến. Dạ dạ cái gì, không muốn đi diễn nữa phải không? Hay là cố ý đến muốn bám vào người anh ấy trèo lên? Đây, mọi người bắt đầu chỉ trích Trịnh Tử Hàm cay nghiệt.
mấy chục người xúm lại mắng mỏ một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Trịnh Tử Hàm bị những tiếng mắng chửi này hù dọa. Hu hu hu. Trịnh Tử Hàm sợ lắm, cô ấy cúi đầu, thút thít. Đấy đấy, xem thử đi. Đây chắc là loại người Lý Tử Nhiễm. Đặc biệt tìm đến kiếm chuyện với chúng ta đây mài. Vương Nghệ Hiểu nhân cơ hội thổi gió châm ngòi. Phải đấy, tại sao trước đấy thì không thèm kêu đám tân binh này vào đoàn, cứ phải đợi đến sau khi xảy ra chuyện. Tối hôm qua rồi lập tức có thêm mấy người này chứ. Rõ ràng là nhắm vào chúng ta đây mà. Bọn họ nhanh trí đổ hết tội lỗi lên đầu Lý Tử Nhiễm. Ánh mắt Từ Chiết Ninh rơi lên người Trịnh Tử Hàm. Này, nói xin lỗi tôi mau, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi thì. May ra tôi bỏ cùa. Đúng, quỳ xuống xin lỗi đi. Những người khác cũng hùa theo. Trịnh Tử Hàm sợ đến mức hoảng hết cả lên. Lần đầu tiên vào đoàn mà lại gặp phải chuyện lớn như. Vậy, nếu sớm biết như thế, thì thôi thả yên phận làm nhân viên. Bán hàng còn hơn. Lúc Trịnh Tử Hàm toan muốn quỳ xuống thì Lô Minh Giai. Cũng là một tân binh kéo lẩy cô ấy. Nói xin lỗi ư, dựa vào đâu kia chứ? Lô Minh Giai hỏi. Bởi vì cô ta có ý lấy nước sôi, rõ ràng muốn hại tôi bị. Phỏng còn gì? Từ Chiết Ninh giận dữ đáp trả. Lô Minh Giai cự lại. Ơ hay, anh chỉ bảo đi lấy nước, chứ có bảo mình muốn. Uống nước nóng hay lạnh gì đâu, đây là vấn đề từ phía. Anh cơ mài. Từ Chiết Ninh giặt một vẻ thượng đẳng, cười lạnh nói. Tôi không nói thì chẳng nhẽ cậu không biết đường hỏi à? Đây chính là cái tối thiểu phải nhận thức được của một lính mới đấy, không có miệng à, một chút tự giác cũng. Không có, thì còn làm diễn viên cái gì nữa? Thôi, bị Từ Chiết Ninh nói cho như vậy, Lô Minh Giai á khẩu. Không biết đáp trả thế nào. Còn nữa, đây là thái độ nói chuyện của cậu với đàn anh. Đấy hả, tôi có gây sự gì với cậu à? Cậu thấy tôi tốt tính. Quá đầy hả? Mặt Từ Chiết Ninh cực kỳ dữ tợn. Lô Minh Giai cũng giật bắn mình. Chọc phải người có thâm niên trong showbiz, chính là muốn bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Bọn họ chẳng qua chỉ là mấy người lên từ nông thôn, làm sao đầu cho lại mấy người này? Xin lỗi, chúng tôi thực lòng xin lỗi. Hai người khác lập tức liên miệng. Bọn họ sợ chuyện xé ra to hơn nữa. Từ Chiết Ninh cười khẩy nhìn Lô Minh Giai, anh ta chỉ vào đống nước đọng trên mặt đất mà nói. Cậu cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi cho tôi, sau đó liếm. Cho sạch nước đọng trên sàn, thế thì tôi bỏ qua hết. Lô Minh Giai dẫu sao cũng là thanh niên tràn trề năng. Lượng, ên bị Từ Chiết Ninh chọc tức. Anh đừng có mà ăn hiếp người quá đáng. Gớm lắm thì. Liều mạng thôi, ai sợ ai. Lô Minh Giai nhìn chòng chọc Từ Chiết Ninh. Chát. Chỉ thấy Từ Chiết Ninh tát thẳng một bạt tai vào mặt Lô. Minh Giai. Lô Minh Giai tức thì bối rối ra mặt. Muốn đấu với tôi ư. Cậu còn non và xanh lắm. Từ Chiết Ninh cười lạnh nói. Tôi liều mạng với anh. Lô Minh Giai muốn nhào tới. Đã bị mấy người xung quanh đè xuống đất, muốn dậy. Cũng không dậy nổi. Lúc bấy giờ, Từ Chiết Ninh lẫn Vương Nghệ Hiểu, hai người được Tô Triệu Long gọi đến bàn bạc vào tối hôm qua, trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ muốn bắt đầu kế hoạch của Tô gia.